chương 181, lần đầu hẹn hò. Từ lúc quen biết Liễu Phi Tuyết cho đến bây giờ, Huỳnh Nhân vẫn luôn cho rằng cô chỉ có hai bộ đồ. Một bộ là bộ đồ đồng phục cô thường hay mặc đi làm, phong cách nghiêm cẩn, khí thế vô cùng. Bộ thứ hai là bộ đồ ngủ kín cổng cao tường, trừ cái này ra, Huỳnh Nhân chưa từng thấy Liễu Phi Tuyết mặc bộ đồ nào khác. Cô tập trung thời gian và sức lực hết vào công việc, sao có thể lãng phí thời gian vào việc ăn mặc. Đương nhiên, vóc dáng kia của Liễu Phi Tuyết mặc đồ nào cũng vậy, đều đẹp cả. Hiện tại, Liễu Phi Tuyết đột ngột không mặc đồ như thường của mình nữa, tức khắc khiến cho hình nhân có loại cảm giác tia sáng vụt qua trước mắt. Mái tóc dài óng ả được hai sợi dây buộc lại đơn giản, buộc thành tóc đuôi ngựa cao sang hai bên, mặc dù có một vài cọng rũ xuống, nhưng cũng chỉ tăng thêm sự nghịch ngợm. Màu sắc của quần áo cũng là màu sắc đại biểu của Liễu Phi Tuyết màu đen trang trọng. Váy lụa đen dài tới gối, thần bí nhưng không mất đi sự quyến rũ, quyến rũ lại thêm chút nghiêm trang. Trừ cái này ra, đôi giày cao gót 5 phân khiến cho cô vốn dĩ đã cao 1m72, thẳng tiến đến 1m8. Trên mặt còn trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, thoạt nhìn sang trọng vô cùng. Trước sau chưa quá 5 phút, nhưng sau khi ra lại, Liễu Phi Tuyết giống như một cô tiểu thư nhà giàu lén chạy ra ngoài, đủ để thấy phong cách ăn mặc của cô thế nào. Đừng nói huỳnh nhân, cho dù là Liễu thủy Hoa, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được kích động nói. Chị, chị đẹp thật đấy. Audio điện tử võ tấn bền. Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết không có sự thay đổi gì cả, cô đã nghe đến ngán mấy lời khen ngợi như thế rồi. Đôi mắt đẹp liếc xéo người vừa mới rời giường, nhìn Huỳnh Nhân còn đang mặc đồ ngủ, hỏi. Anh định mặc bộ này ra ngoài. Huỳnh Nhân cúi đầu nhìn quần áo ngủ của mình, lại nhìn Liễu Phi Tuyết rực rỡ chói mắt, anh lập tức chạy vào phòng. Chỉ chốc lát sau, anh cũng mặc một bộ tây trang đi ra, tóc còn vuốt keo, trên mặt là nụ cười mỉm. Quả thật, sau khi nhìn thấy Liễu Phi Tuyết sửa soạn, anh cũng bị Liễu Thụy Hoa thuyết phục. Hai người ở bên nhau, vốn chính là một sự ngoài ý muốn đẹp đẽ, vội vã trở thành gia đình, bọn họ căn bản không có lần đầu tiên hẹn hò. Nếu như đã là lần đầu tiên, sao có thể không trang trọng được? liễu thụy hoa bế tiểu như lên tiểu như à dì nhỏ dẫn con đến công viên giải trí được không được à con muốn chơi trò vòng xoay ngựa gỗ vừa nghe tới mấy chữ công viên giải trí khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu như lập tức hăng hái lên nhưng mà hôm nay ba mẹ con đều rất bận dì nhỏ chơi cùng con có được không những lời này lập tức khiến cho tiểu như cảnh giác chân nhỏ không mang gì hết chạy tập tễnh đến bên cạnh huỳnh nhân ôm chặt chân của huỳnh nhân con không cần con muốn chơi cùng với ba con liễu thủy hoa phút chốc tức giận đến nghiến răng đứa nhỏ không có lương tâm này thế mà không thân thiết với gì nhỏ vì thế lập tức ra vẻ thương tâm lã trả trực khóc thì ra tiểu như không thích gì nhỏ gì nhỏ hiểu rồi tiểu như cũng mềm lòng nhưng lại trần chờ nhìn thoáng qua huỳnh nhân và liễu phi tuyết trong lúc nhất thời khó lòng mà đưa ra quyết định liễu thủy hoa nhân cơ hội nói tiểu như à công viên giải trí không chỉ có mỗi chuột Mickey thôi đâu, còn có vịt Donald, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Tiểu Như tức khắc bị thuyết phục, hậm hực nói. Vậy gì nhỏ sẽ mua cho con sao? Đương nhiên, con muốn ăn bao nhiêu, gì nhỏ sẽ mua cho con bấy nhiêu. Giờ phút này Liễu Thụy Hoa rất giống mấy tên buôn người chuyên dụ dỗ mấy đứa con nít. Vậy được rồi. Tiểu Như cũng có chút ngượng ngùng, giống như việc phải lựa chọn giữa ba mẹ và đồ ăn vặt, cô bé đã lựa chọn đồ ăn vặt. Tiểu Như thật ngoan. Liễu thủy Hoa ôm lấy Tiểu Như rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Huỳnh Nhân còn mập mờ nói một câu. Cố lên nào. Vì thế, trong nhà chỉ còn lại hai người Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết. Chúng ta cũng đi thôi. Huỳnh Nhân mỉm cười nhẹ, cầm tay Liễu Phi Tuyết rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Nhân nắm tay cô, gương mặt Liễu Phi Tuyết lập tức ửng đỏ, dẫy ruộng nhẹ vài cái rồi cũng để Huỳnh Nhân nắm lấy thấy Liễu Phi Tuyết không có phản kháng, trong lòng Huỳnh Nhân cũng kích động một hồi. Vẫn là Liễu Phi Tuyết lái xe, Huỳnh Nhân ngồi ở ghế phụ, đi đến quảng trường thương nghiệp cách trung tâm thành phố. Đậu xe xong, Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân đi thẳng lên lầu 2. Lầu 2 khá ít người, bởi vì những cửa hàng ở đây cơ bản đều là các cửa hàng chuyên bán mặt hàng xa xỉ cho tầng lớp cao cấp. Hai người đi vào một cửa hàng Gucci, nhân viên cửa hàng lập tức lộ ra nụ cười nhẹ lễ phép. Hai vị, Cần mua thứ gì ạ? À? Cô ta không nhịn được mà nhìn liễu phi tuyết vài lần, khuôn mặt tuyệt sắc, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết chính là con cháu gia tộc. Còn Huỳnh Nhân lại bị nhân viên nữ xem nhẹ. Tuy rằng đồ tây trên người quả thật là thiết kế riêng, nhưng mà khí chất thể hiện lại quá bình thường. Chỉ là cũng không giống như mấy cảnh tượng cầu huyết mở miệng ra là rẻ biểu kia. Thưa quý khách, tôi thấy chiếc váy này rất hợp với khí chất của quý khách. Nhân viên nữ lấy tới một chiếc váy ngắn có giá cả hơn 10 ngàn, nói với vẻ nịnh nọt. Liễu Phi Tuyết hơi nhíu mày, nói. Loại đồ này không hợp với tôi. Nhân viên nữ cũng không nhụt trí, lại lấy tới một chiếc váy giải đính kim cương giá chỉ 80 ngàn. Chiếc này thì sao? Liễu Phi Tuyết chỉ nhìn thoáng qua đã lắc đầu. Kiểu dáng của 20 năm trước, lại đem ra dùng, không cảm thấy lỗi thời à. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc sau nhân viên nữ lại lấy ra vài bộ quần áo, đều bị Liễu Phi Tuyết gạt bỏ hoàn toàn, không có một món nào lọt vào mắt xanh của cô. Càng khiến cho nhân viên nữ giật mình chính là, mỗi lần bảo món đồ đó không tốt, Liễu Phi Tuyết đều sẽ đưa ra lý do phản bác chính đáng. Bởi vậy có thể thấy được, khách hàng nữ này nhất định là người có thân phận, hơn nữa có hiểu biết nhất định về thời trang. Nếu không thì cũng sẽ không nói rõ ra thời kỳ ra mắt của sản phẩm đó, thậm chí cả yếu tố thời trang. Cuối cùng, nhân viên nữ có chút bất lực từ bỏ quý khách từ từ xem xem xong rồi nói với tôi liễu phi tuyết gật đầu đi dạo cửa hàng kinh doanh độc quyền với huỳnh nhân huỳnh nhân bỗng nhiên nhìn một chiếc váy dài màu trắng cất trong tủ kính nói chiếc này đẹp lắm liễu phi tuyết nhìn theo trong mắt cũng thêm sự khát vọng thân là một người phụ nữ còn là người phụ nữ xinh đẹp cô cũng thích quần áo đẹp mà chiếc váy dài màu trắng này rất hợp với sở thích của cô chiếc này Cô chỉ vào chiếc váy dài màu trắng gạo này, nói với nhân viên nữa. Nhân viên nữ nghe thấy, tức khắc vui mừng. Ánh mắt của quý khách thật tốt, chiếc váy này là nhà thiết kế của Gucci ông Wicker tự mình thiết kế ra, chỉ được diễn tạm tại tuần lễ thời trang năm nay, thiết kế giới hạn toàn cầu, trong nước chỉ có một mình chúng tôi có. Nói nhiều như vậy, nhân viên nữ bỗng nhiên hiện lên vẻ ái náy, nói với Liễu Phi Tuyết. Nhưng mà thành thật xin lỗi, chiếc này là sản phẩm trưng bày, không bán. Vậy à? Nghe vậy, ánh mắt Liễu Phi Tuyết tràn đầy thất vọng. Nhân viên nữ thăm dò hỏi. Nếu không, quý khách xem thử chiếc khác nhé. Không cần. Liễu Phi Tuyết hoàn toàn mất đi hứng thú với cửa hàng này, xoay người rời đi. Huỳnh Nhân cũng ít mắt, nhìn thoáng qua chiếc váy kia, cũng rời đi theo. Ha ha ha. Đúng lúc này, một người phụ nữ trang điểm đậm mặc áo khoác lông trồn đi tới từ chính diện, kéo tay một người đàn ông, nghênh ngang đi tới bốn người đụng mặt ngay cửa ra vào, Liễu Phi Tuyết nghiêng người, để cô ta đi trước, mà người phụ nữ trang điểm đậm kia lại chẳng nhìn Liễu Phi Tuyết một cái, lập tức đi vào. Sau khi vào cửa, trực tiếp chỉ vào chiếc váy dài màu trắng kia nói. Tôi muốn cái này. Được, thưa cô. Nhân viên nữ hơi không người, nhanh tay lấy xuống chiếc váy dài trắng kia, thái độ cung kính vô cùng. Thái độ trước sau, cùng với lời nói, khác biệt hoàn toàn. chương 182, đánh phụ nữ không hay lắm huỳnh nhân và liễu phi tuyết ngừng bước chân cả hai đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này rất nhanh ánh mắt huỳnh nhân lóe lên tia sáng sắc lạnh lúc trước nhân viên nữ đó đã nói rất rõ ràng chiếc váy kia là vật phẩm trưng bày không bán nhưng chỉ chớp mắt sau lại bán cho người khác hơn nữa đây là lần đầu tiên anh với liễu phi tuyết hẹn hò sao có thể chịu được cảm giác bị ức hiếp này liễu phi tuyết đã nhận ra sự lạnh lùng trong mắt huỳnh nhân cô bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay anh sự lạnh lẽo trong mắt huỳnh nhân lập tức tan biến quay đầu lại nhìn cô đầy kinh ngạc phi tuyết thôi bỏ đi một chiếc váy mà thôi chỉ thấy vẻ mặt cô lạnh nhạt sắc mặt như thường tâm trạng không hề xấu đi vì chuyện này trong nháy mắt đó huỳnh nhân tỏ vẻ kính nể với liễu phi tuyết người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết tiểu tiết là cái gì là tâm tính là tầm nhìn sở dĩ liễu phi tuyết không tranh là do sợ cô gái trang điểm đầm kia à đương nhiên không phải mà là bởi vì tầm mắt của cô rộng lớn cầm lên được thả xuống được thế gian có mấy người có thể làm được theo sáu chữ này liễu phi tuyết đã tỏ vẻ không tranh nhưng mà huỳnh nhân vẫn cười nói em nói không sai nhưng mà anh là một người đàn ông đồ mà người phụ nữ mình thích bị đoạt đi đây không phải việc nhỏ Nói tới đây, ánh mắt Huỳnh Nhân đã trở nên thâm thúy. Anh đã nói rồi, chỉ cần là thứ em muốn, cho dù là sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em. Nói xong, bước vào trong cửa hàng bán hàng độc quyền. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết hơi thay đổi, cô do dự một chút rồi cũng vào theo. Lúc này, chiếc váy kia đã được gói lại, đã tới bước thanh toán. Thấy Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đi rồi mà quay lại, sắc mặt của nhân viên nữ kia có chút xấu hổ sao quý khách quay lại rồi chẳng lẽ cô không biết tại sao chúng tôi quay lại à huỳnh nhân nhìn cô ta một cái lạnh nhạt nói thấy nhân viên nữ không nói lời nào anh lại nhìn chiếc váy dài màu trắng kia một cái nói tôi nhớ rõ cô đã nói thứ này là hàng không bán mà sắc mặt của nhân viên nữ càng thêm khó coi cô ta không nói dối chiếc váy dài này thật sự hàng không bán chỉ là tình nhân của người họ đồng nhìn chúng cô ta còn làm được gì à tuy rằng chỉ là phân nhánh của nhà họ đồng, nhưng nói thế nào thì cũng là người nhà họ đồng, cô ta phải cung phụng như thần Phật. Nghĩ đến đây, nhân viên nữ cúi đầu, cắn răng nói. Chuyện vừa rồi, là tôi lừa gạt quý khách, tôi xin lỗi quý khách, nhưng mà chiếc váy này không thể bán cho hai vị, hy vọng hai vị thông cảm. Nếu chúng tôi không thông cảm, cô có thể làm gì đây? Huỳnh nhân cắt ngang lời cô ta, giọng điệu rất lạnh. Nhân viên nữ cắn chặt răng, còn nói thêm. Trong cửa hàng còn có rất nhiều bộ kiểu dáng mới ra năm nay, lát nữa nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý khách, giảm giá cho quý khách, thật sự xin lỗi. Thấy nhân viên nữ chẳng thèm che giấu gì nữa, ánh mắt Huỳnh Nhân lóe sáng, lạnh nhạt nói. Cho chúng tôi một lý do, vì sao bán cho cô ta mà không bán cho chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi tới trước. Này là còn chưa rõ à? Người phụ nữ trang điểm đậm kia tiếp lời của nhân viên, cười châm chọc một cái, nói Đương nhiên là sợ các người mua không nổi chiếc váy này, loại váy này tượng trưng cho thân phận, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như tôi mới có thể mặc. Phụt, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, Huỳnh Nhân bỗng nhiên không nhịn được mà cười ra tiếng. Tức khắc, người phụ nữ trang điểm đậm kia như mèo bị dẫm phải đuôi, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận. Anh cười cái gì, có gì đáng cười? Huỳnh Nhân như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới, trên mặt không hề che giấu sự châm chọc, có câu ngạn ngữ, người quý tự mình hiểu lấy, hiển nhiên, cô không hiểu tinh túy trong câu nói này. Anh có ý gì? Người phụ nữ càng thêm tức giận. Huỳnh nhân nhìn cô ta từ trên xuống dưới vài lần, lạnh nhạt nói. Cả mặt đều là acid hyaluronic, sao kiểu gì được với vợ của tôi? Sau khi nói xong lời này, Huỳnh nhân nhẹ nhàng ôm lấy liễu phi tuyết. Liễu phi tuyết bị chữ vợ kia làm cho rung rinh, khuôn mặt đỏ ửng. Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, nháy mắt làm bùng lên lửa giận của người phụ nữ trang điểm đậm. Anh nói ai cả mặt đều là acid hyaluronic. Cô ta tức giận tới đỉnh điểm, hận không thể cào lên mặt huỳnh nhân hai đường, phá hủy mặt anh. Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa còn chỉnh khá nhiều, nhưng người khác không thể nói thẳng ra được. Đây chính là vả mặt, là khoét thịt trong lòng. Chồng, anh xem anh ta, anh ta ghen ghét với vẻ đẹp của em, còn nhục mạ em không phải là đối thủ của huỳnh nhân khi đấu khẩu, người phụ nữ trang điểm đậm chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ người đàn ông bên cạnh cô ta. Không ngờ người đàn ông bên cạnh cô ta chẳng phản ứng lại chút nào, tầm mắt cứ mãi dừng lại trên mặt của Liễu Phi Tuyết. Thấy cảnh tượng như vậy, người phụ nữ trang điểm đậm tức giận vô cùng, anh hay lắm, anh còn nhìn chằm chằm người ta, anh cảm thấy người phụ nữ đó đẹp hơn em đúng không? Đồng kiện lấy lại tinh thần, tức khắc nhíu chặt mày so với liễu phi tuyết thì người phụ nữ trong lòng chính là rẻ rách, còn là thứ chắp phá. Cô ta không cảm thấy mất mặt như bản thân thấy mất mặt. Đang ở bên ngoài, cô la to như vậy để làm gì? Cầm miệng cho tôi. Đồng kiện lớn tiếng quát. Nói xong, lại nhìn về phía liễu phi tuyết, nho nhã lễ độ mỉm cười nói. Cô gái, tính cách của người phụ nữ này sốc nổi, cô bất giận trước, chủ của cửa hàng này là bạn của tôi, nhân viên cửa hàng quả thật có chỗ không đúng nhưng có thể nhường cho chúng tôi trước được không? Quần áo khác cứ tùy hai người lựa chọn, tôi tặng cho hai người, coi như kết bạn. Thấy người đàn ông của mình không những không nói giúp cho mình, thế mà còn mua quần áo cho người phụ nữ kia, vương ý tức khắc choáng váng. Rất nhanh cô ta đã phục hồi tinh thần, vẻ mặt âm trầm liếc liếu phi tuyết một cái, sau đó nói với Huỳnh Nhân. Đã ra ngoài thì làm phiền anh quản lý vợ mình cho tốt, đừng trêu hoa gẹo nguyệt, quyến rũ người khác, nếu không sau này cắm cho anh mấy cái sừng, anh cũng không biết được đấy. Liễu Phi Tuyết đột nhiên bị mắng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, đôi mắt cô đã dần trở nên sắc lạnh. Trêu hoa gẹo nguyệt, cô đang nói tôi. Nơi này còn có người phụ nữ thứ ba à? Vương Ý Kiêu Căng ngạo mạn nói. Nếu không phải cô quyến rũ chồng tôi, sao chồng tôi có thể giúp cô nói chuyện? Nhưng không sao cả, chồng tôi là người nhà họ đồng, có thể được anh ấy để mắt đến đó là phúc khí của cô, chỉ là sau này phân gió ai lớn ai nhỏ là được rồi. Vương Ý càng nói càng quá đáng, giống như đang phát tiết hết lửa giận lúc trước lên người Huỳnh Nhân vậy. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lạnh giá vô cùng, quả thật cô có thể không chấp nhặt với một người phụ nữ bình thường, nhưng không đại biểu cô có thể chịu đựng lời nhục mạ. Huỳnh Nhân lạnh mặt, anh đi nhanh đến chỗ Vương Ý. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay anh. Huỳnh Nhân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Liễu Phi Tuyết. Chỉ thấy cô lắc đầu mỉm cười nói. Đàn ông đánh phụ nữ là không tốt. Huỳnh Nhân hơi bất ngờ, anh do dự một chút rồi vẫn nhịn lại lửa giận trong lòng. Vương Ý thấy thế, cho rằng đối phương không dám đánh mình, tức khắc sự châm chọc trên mặt càng nhiều thêm. Thế thì đúng rồi, chồng tôi là người nhà họ đồng, ngoan ngoãn nhường cái váy này cho tôi, nói không chừng tâm trạng chồng tôi tốt có khi sẽ dẫn cô đi khách sạn. Với vẻ ngoài của cô, cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi với chồng tôi. Chát, nhưng mà còn chưa nói xong, trên mặt vương ý đã hẳn lên dấu tát. Trên mặt cô ta in đậm năm dấu ngón tay mảnh khảnh, cơ thể bất ngờ không kịp tránh đi nên bị đánh cho ngã ra đất. Cả cửa hàng im phăng phắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn liễu phi tuyết bỗng nhiên ra tay kia. Ngay cả huỳnh nhân cũng kinh ngạc, nói đàn ông đánh phụ nữ là không tốt, thế sao cô tự mình ra tay luôn rồi. Chỉ thấy liễu phi tuyết từ trên cao nhìn xuống vương ý, vẻ mặt châm chọc, nói tiếp. Cho nên, việc đánh phụ nữ như này, vẫn là do tự phụ nữ chúng ta ra tay thì tốt hơn. chương 183, Sự chèn ép của học thức Huỳnh Nhân không biết hình tượng tổng giám đốc của Liễu Phi Tuyết ở trong công ty là như thế nào, nhưng anh biết, Liễu Phi Tuyết hoàn toàn không phải là một người phụ nữ dễ bắt nạt. Cô không chấp nhặt với người khác, cũng không dễ nổi nóng, nhưng một khi đã tức giận thì không ai ngăn cản được. Giống như những lời cô đã nói với Huỳnh Nhân lúc trước. Đánh phụ nữ không tốt, Huỳnh Nhân là đàn ông, cho dù Vương Ý có quá đáng ra sao thì đàn ông đánh phụ nữ, nói tóm lại vẫn không hay. Nhưng đàn bà đánh đàn bà lại là chuyện bình thường. Vì vậy, cô sắn tay áo lên, đích thân ra trận, tát Vương Ý một cái thật mạnh. Đây là Liễu Phi Tuyết một người phụ nữ, cho dù đánh người vẫn lấy đại cục làm trọng. Trong lòng Huỳnh Nhân cảm thấy có chút ấm áp. Hôm nay anh lại gặp được một Liễu Phi Tuyết hoàn toàn khác. Cái tát này đập xuống, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Vương Ý lăn lông lốc dưới đất lồm cồm bỏ dậy, đầu tóc rối bù như bị chiên xù, trong mắt đầy sự căm tức. Cô, cô dám đánh tôi. Một người phụ nữ miệng lưỡi hôi tanh, không nên đánh à. Liễu Phi tuyết chế nhạo, phụ tư không chút sợ hãi. Làm kẻ thứ ba phải có ý thức của kẻ thứ ba. Nếu cô còn dám nhiều lời dù chỉ một chữ, tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở thành phố Minh Châu này. Cô, chuyện đề cử, dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Vương Ý như bị bóp chặt bầy tấc một, đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ mà nhìn Liễu Phi Tuyết. Một so sánh Vương Ý với rắn, vì khi bóp vào bầy tấc dưới đầu rắn là vị trí tim rắn, khi nơi đó bị thương nặng sẽ khiến rắn chết. Mà đồng kiện cũng nheo mắt lại, cuối cùng đã phát hiện ra điểm bất phàm của người phụ nữ này. Nhưng dù thế nào đi nữa, Vương Ý cũng là người phụ nữ của anh ta. Người phụ nữ của mình bị đánh ở bên ngoài, nếu không làm gì, về sau anh ta sao có thể ngẩng đầu lên được. Nghĩ vậy, ánh mắt anh ta dần trở nên u ám, nhìn chằm chằm liễu phi tuyết, đang định hành động. Nhưng trong giây tiếp theo, toàn thân anh ta cứng đờ, cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Tôi khuyên anh nên an phận đi. Huỳnh nhân nhẹ giọng nói. Nhà họ đồng tuy mạnh, nhưng kẻ diệt được nhà họ đồng lại rất nhiều. Nội tâm đồng kiện run lên, một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên sinh ra, ngay cả anh ta cũng không biết mình đang sợ cái gì tóm lại thì đó là sự run rẩy từ tận trái tim sau đó huỳnh nhân cũng không dây dưa với bọn họ đi thẳng tới chỗ nữ nhân viên cười nói bây giờ cô có thể gói chiếc váy kia không nữ nhân viên hoảng sợ đến nỗi không biết mình là ai liên tục cúi đầu xin lỗi đồng kiện đã báo mình là người nhà họ đồng nhưng người trẻ tuổi này vẫn không để tâm chỉ có hai lý do hoặc là thân phận bình thường nên chưa từng nghe qua tên tuổi nhà họ đồng, hoặc là tai to mặt lớn nên nhà họ đồng không đáng để trong lòng. Lầu 2 là khu xa xỉ, cơ bản là không có tầng lớp lao động, như vậy tạm loại được khả năng đầu, chỉ còn cái thứ hai. Được, vâng ạ. Nữ nhân viên luống cuống tay chân, cẩn thận cất chiếc váy dài màu trắng gạo vào trong túi. Liễu Phi tuyết tiến lên một bước, định rút tiền trả, nhưng Huỳnh Nhân lại cười với cô. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, sao lại để em trả được? Nói xong, anh tùy ý lấy ra một cái thẻ ngân hàng ánh vàng rực rỡ, mỉm cười, nói. Quẹt cái này đi, thẻ vàng thủy quốc. Nhìn thấy tấm thẻ này, đồng kiện lập tức kinh hãi mà hét lên. Nữ nhân viên cũng có chút bối rối như lạc trong sương mù. Cô ấy vốn tưởng huỳnh nhân chỉ là một người đàn ông có mỗi vẻ ngoài, không ngờ rằng người trả tiền lại là anh. Tấm thẻ vàng thủy quốc này là do thương si đưa cho anh, anh còn có một tấm thẻ đầu lâu đen hiếm hơn, nhưng anh lo rằng khi lấy ra sẽ khiến người ta chấn động nên không lấy. Tích, vừa đưa thẻ vào máy, ngay lập tức màn hình đã hiển thị số dư là không. Vương Ý sửng sốt, lập tức cười ha ha. Số dư là không, tôi cười chết mất, làm giả cũng rất giống, tôi muốn xem anh trả tiền như nào. Nhưng, Vương Ý là người duy nhất trong tiệm cười, chán đồng kiện nổi đầy gân xanh, khuôn mặt run rẩy dữ dội. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta tát vào mặt vương ý và hét lên. Con khốn không biết gì thì ngậm mồm vào, thẻ vàng thủy quốc không dùng để gửi vào mà là dùng để chi. Giờ phút này, anh ta cảm thấy mình đã bị người phụ nữ kia làm cho mất sạch mặt mũi. Mà vương ý cũng choáng váng, trong tiềm thức của cô ta, thẻ chỉ dùng để gửi vào, cô chưa từng nghe nói thẻ dùng để tiêu dùng vượt mức. Huỳnh nhân lạnh lùng nhìn cô ta, tiếp tục nói với nữ nhân viên. Không cần để ý đến cô ta. Được, vâng ạ. À. Sau khi nữ nhân viên quẹt xong thẻ, lập tức hiển thị thông báo đã chi 50 vạn nhân dân tệ. Thấy giá, vương ý mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn. Chiếc váy này chỉ giá 50 vạn tệ. Đồng kiện không nhịn được lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lại mà sợ, hung tợn chừng mắt liếc vương ý. Đều do con chó cái này gây họa một chiếc váy trị giá 50 vạn tệ, mua nó kiểu gì được. Anh ta là người của nhà họ đồng, quả thật không tồi nhưng lại không phải thành viên cốt lõi. Số tiền được chia hoa hồng mỗi năm cùng lắm mới được mấy trăm vạn, mà bỏ ra 50 vạn mua một chiếc váy như vậy thì khác nào sẽ thiệt từ lòng anh ta. Váy bị huỳnh nhân mua đi rồi, thế nhưng đồng kiện lại cảm thấy may mắn như thể vừa sống sót khỏi tai nạn. Huỳnh Nhân khẽ liếc đồng kiện và vương ý, cười nhạo nói. Cái gì cũng không biết, thế mà lại dám tới đây mua quần à. Vương Ý bị những lời này nghẹn không nói nên lời, cả buổi cô ta mới đỏ mặt tía tai phản bác một câu. Ai nói tôi không hiểu. Thật không? Huỳnh Nhân cười khẽ, sau đó nhẹ giọng nói. Cô có biết triết lý thiết kế của Gucci là gì không? Tại sao chiếc váy này lại tỏa sáng trong tuần lễ thời trang Paris năm nay? Cô có biết, tại sao nhà thiết kế ông Weigo chỉ tạo ra những phiên bản giới hạn toàn cầu, và nguồn cảm hứng thiết kế nó đến từ đâu không? Ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc Huỳnh Nhân liên tục nói như bắn đại bác, Vương Ý đã bị hỏi đến nỗi á khẩu, không trả lời được. Đừng chỉ nói cô ta không biết, ngay cả đồng kiện và nữ nhân viên cũng không biết. Đôi mắt đẹp đẽ của Liễu Phi Tuyết kinh ngạc, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân càng thêm kinh diễm. Vương Ý ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng lại, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cô ta mua đồ xa xỉ, cần biết chuyện đó nữa à? Giống như tất cả các cô gái lột xác khác, cô ta đã đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và gặp một người đàn ông rất nhiều tiền. Trong khoảng thời gian này, cô ta đi theo đồng kiện đã bắt gặp rất nhiều tình huống, cũng học hỏi được ít kiến thức. Nhưng mỗi vấn đề huỳnh nhân đưa ra đều chạm vào điểm mù kiến thức của cô ta. Vậy nên có thể nói, cô không xứng mặc chiếc váy này. Vẻ mặt huỳnh nhân không đổi, nói: "Chiếc váy này có một cái tên rất đẹp kỳ thích." nó được thiết kế bởi ông oego trong lúc ông đang cực kỳ đau buồn khi vợ mình qua đời và cũng là kiệt tác của ông ấy kích thước được căn cứ theo tỷ lệ cơ thể của vợ ông lúc còn trẻ sở dĩ ông ấy đặt tên nó là kỳ tích là để hy vọng rằng ông trời trên cao có thể cảm động trước sự chân thành của mình và đánh thức người vợ đang bị ma quấn thân đương nhiên kỳ tích không xảy ra huỳnh nhân đổi chủ đề nhàn nhạt nói vợ ông ấy vẫn ra đi trong yên bình nhưng chiếc váy này cũng là tâm huyết cả đời của ông. Vai, eo, chiều cao, chiều dài đều tỉ mỉ hết cỡ, không những muốn người mặc phải có dáng người thích hợp mà còn phải có khí chất tốt. Nói cách khác, lúc ông Weigl thiết kế chiếc váy này không hề nghĩ đến chuyện khiến chiếc váy này trở nên thịnh hành khắp Nam Châu. Sự độc đáo chính là lý do khiến chiếc váy tỏa sáng trong các tuần lễ thời trang toàn cầu. 99% phụ nữ không xứng mặc chiếc váy này. Cứ tùy tiện mặc thử chỉ là bắt chiếc bừa, xấu lại thêm xí. Bây giờ, cô còn nghĩ mình xứng đáng mặc chiếc váy này không? Mọi người đều bị sốc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Huỳnh Nhân bằng ánh mắt kinh ngạc. Đây là sự đè ép của kiến thức, để có được những hiểu biết toàn diện, giải thích đúng chỗ, chưa kể đến những người ngoài ngành, ngay cả những nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp nhất cũng phải hiểu được. Ánh mắt liếu phi tuyết hoảng hốt, nhìn chăm chú bóng dáng vững chãi của người đàn ông. Trong một cái chớp mắt, cô đột nhiên cảm thấy sức hút mãnh liệt của huỳnh nhân. Mặt vương ý cứ như bị ai đó tắt liên tiếp hơn chục cái, khi thì xanh tím, lúc thì xanh mét. Lời của huỳnh nhân đã đè bẹp hoàn toàn lòng tự trọng nhỏ bé của cô ta. Cô ta chỉ vào liễu phi tuyết, hét lên. Tôi không thích hợp, cô ta thì thích hợp sao? Đương nhiên, ánh mắt huỳnh nhân nhẹ nhàng nhìn về phía liễu phi tuyết, nhẹ giọng nói. Tỷ lệ cơ thể của cô ấy hoàn toàn phù hợp với chiếc váy này chương 184, dã tâm của nhà họ đồng. Huỳnh Nhân vừa nói xong, tất cả mọi người trong tiệm đều đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Phi Tuyết. Bất chợt bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy làm Liễu Phi Tuyết thoáng mất tự nhiên cau mày. Tuy ngày thường ở công ty cũng bị người nhìn chăm chú, nhưng đa số đều mang theo kính sợ và tôn trọng chứ không phải tràn ngập chờ mong thế này. Huỳnh Nhân cười đưa váy cho cô. Vào thử xem. Liễu Phi Tuyết do dự dây lát, vẫn là nhận bộ váy, xoay người đi vào phòng thay đồ. Khi cô đi ngang qua vương ý, đối phương nham hiểm nhìn cô. Cô ta không ngừng cầu nguyện trong lòng rằng liễu phi tuyết cũng không hợp với chiếc váy này. Hoa nở thấy Phật, người xấu thì lòng giả cũng xấu, nhưng huỳnh nhân hoàn toàn không lo lắng, cười tủm tỉm đứng trước phòng thử đồ chờ liễu phi tuyết đi ra. Trong tiệm vẫn không có người nói chuyện, bọn họ đều đang nhìn huỳnh nhân. Huỳnh nhân biết mấy người này bị lời diễn giải chuyên nghiệp của mình dọa ngây người, chắc hẳn Liễu Phi Tuyết cũng bất ngờ lắm. Vậy tại sao anh lại biết? Huỳnh Nhân từng chấp hành một nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ là Bảo vệ ông Weigel. Lúc ấy vợ ông chưa chết, nhưng bà đã hấp hối rồi. Mà ông Weigel cũng đã may xong đường cơ bản của chiếc váy. Đây cũng là lý do Huỳnh Nhân liếc mắt một cái đã nhìn trúng bộ váy này. Kéo kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ mở ra. Cùng với đó, bốn phía trở nên tĩnh lặng vô cùng. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị Liễu Phi Tuyết làm cho choáng ngợp. Má hồng như dáng chiều, mắt lấp lánh tựa sao, mái tóc buộc đuôi ngựa lúc này được vấn lên cao, thoạt trông như một chiếc vương miện cao quý trên đỉnh đầu. Trên cần cổ mảnh khảnh vẫn là sợi dây truyền kim cương long lanh, hoàn toàn phối hợp với chiếc váy dài màu trắng ngả đính đầy kim cương nhỏ lấp lánh, tôn lên lẫn nhau, khiến cô tựa như một nàng công chúa người cá sắp lên xe hoa vậy. Nhân viên nữ của tiệm trợn tròn mắt, thậm chí không hề hay biết điện thoại trong tay đã rơi từ khi nào. Đồng kiện càng là nhìn chằm chằm thật lâu không nỡ chớp mắt. Mà người khiếp sợ nhất chính là Vương Ý, hoàn toàn bị ánh sáng từ người Liễu Phi Tuyết khiến cho không mở nổi mắt. Thế nào? Liễu Phi Tuyết cúi đầu nhìn váy dài trên người mình, gương mặt lạnh lùng trong trẻo hiếm khi lộ ra ý cười. Tuyệt vời! Huỳnh Nhân cười nói. Xem ra ánh mắt của anh từ 5 năm trước đã rất khá. Không biết xấu hổ liễu phi tuyết liếc xéo anh ý cười càng sâu cô tự đi soi gương cảm thấy rất hài lòng sau đó quay người về phòng thay đồ đổi lại trang phục trong lúc chờ huỳnh nhân cũng lạnh lùng nhìn đồng kiện sải bước về phía anh ta anh anh muốn làm gì đồng kiện bị khí thế của huỳnh nhân dọa chết khiếp liên tiếp lui về phía sau vương ý sợ tới mức ngã phịch xuống đất toàn thân run bắn có phải anh cảm thấy mình là người nhà họ đồng nên không cần kiêng nể gì không huỳnh nhân cao hơn đồng kiện một cái đầu từ trên cao nhìn xuống như vậy khiến đồng kiện càng sợ nhưng anh ta là người nhà họ đồng không cam lòng yếu thế trực diện huỳnh nhân chúng tôi đã nhường chiếc váy này cho anh anh còn muốn thế nào nữa chiếc váy này vốn là chúng tôi mua huỳnh nhân chợt nhớ tới cái gì hơi nheo mắt lại anh vẫn chưa biết tôi là ai đúng không anh là ai đồng kiện cắn răng hỏi anh ta có thể cảm nhận một loại hơi thở thần bí và mạnh mẽ từ người Huỳnh Nhân. Tôi là Huỳnh Nhân, cô ấy là Liễu Phi Tuyết, vợ tôi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với cô ấy, nếu các người còn dám càn quấy, tôi không ngại để mấy người đi xe thể thao tới, nằm xe cứu thương về đâu. Những lời này tràn đầy sát khí, thâm nhập vào tận linh hồn khiến đồng kiện run rẩy, không còn dũng khí đối diện với Huỳnh Nhân. Bóng, anh ta cảm thấy tên Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết hơi quen tai, Hình như nghe thấy ở đâu rồi. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt Đồng kiện đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía huỳnh nhân diễn đạt sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Vô cùng xin lỗi anh huỳnh. Ngay sau đó, anh ta vội vàng khom người với huỳnh nhân, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, hoảng sợ tới cực điểm. Cút! Huỳnh nhân hét lớn một tiếng. Đồng kiện như được ân xá, chạy khỏi cửa hàng Gucci độc quyền như chạy nạn. Mà lúc này Liễu Phi Tuyết cũng vừa thay quần áo xong đi ra. Huỳnh Nhân như thay đổi một người, dịu dàng nhìn cô. Liễu Phi Tuyết lấy một tờ chi phiếu ra, viết 50 vạn tệ rồi đưa cho Huỳnh Nhân. "Em đang làm gì đấy?" Vẻ mặt Huỳnh Nhân hơi thay đổi. "Trả lại cho anh." Liễu Phi Tuyết lời ít ý nhiều. "Cảm ơn anh, em rất thích món quà của anh, nhưng em không thích mắc nợ người khác." Còn chưa nói xong đã bị Huỳnh Nhân nhẹ nhàng đẩy ngược về. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói. Chồng tặng quà cho vợ, trả lại là lý lẽ gì chứ? Liễu Phi tuyết ngây người tại chỗ một lúc lâu, nhìn chi phiếu trong tay cười tự diễu. Đúng là tự mình luẩn quẩn. Cô xé chi phiếu thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác, sau đó cùng Huỳnh Nhân rời khỏi cửa hàng độc quyền. Nhân viên nữ của tiệm đã sớm ngây dại không nói nên lời, trong lòng khó hiểu, không biết rốt cuộc thanh niên này là ai. Đồng kiện thất hồn lạc phách chạy ra khỏi khu thương mại, vương ý vội đuổi theo vừa tìm vừa gọi cưng ơi anh sao thế con điếm khốn nạn cút xa ông ra đồng kiện quay đầu lại căm thức nhìn cô ta vương ý hoảng sợ tái mặt nhìn anh ta luống cuống tay chân giải thích em không cố ý em tưởng anh ta chỉ là thằng bám váy phụ nữ chát còn chưa nói hết lời vương ý đã ăn một tát đều tại con đàn bà đê tiện mày đòi mua quần áo đắt như vậy không nói còn đắc tội hai người kia mày biết họ là ai sao? Mặt Đồng kiện tràn đầy giận dữ, anh ta gào vào mặt Vương Ý. Cô gái kia tên là Liễu Phi Tuyết, là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Còn người tên Huỳnh Nhân kia, 5 năm trước suýt trở thành chồng của Thiều Gia Nguyệt nhà họ Thiều đấy. Vương Ý nghe vậy sợ đến mức nghẹn lời, môi ấp úng hồi lâu. Còn rất nhiều chuyện Đồng kiện chưa nói, nhà họ Trịnh bị diệt, nhà họ Tống đổi chủ đều có liên quan tới Huỳnh Nhân người mà ngay cả nhà họ đồng đều nhìn không thấu thì sao anh ta có thể chọc vào. Tao đánh chết mày, con ả à ti tiện. Đồng kiện càng nói càng tức, vừa mắng vừa đánh, đánh đến nỗi vương ý thét chói tai liên tục. Nếu không phải anh ta nghe đồng ý hành, người xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi nhà họ đồng từng nhắc qua hai cái tên này thì hôm nay anh ta xong đời rồi. Nhìn vương ý mặt mũi bầm dập nằm dưới đất, đồng kiện mới nguôi giận. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi nếu không tôi gặp lần nào đánh lần ấy suốt lời anh ta nghênh ngang mà đi để lại vương ý máu me be bét nằm bên đường anh ta dùng tốc độ nhanh chóng về tới nhà họ đồng lại phát hiện đồng ý hành và đồng ngọc thụ đều có mặt đang nghiêm trang thương lượng gì đó với gia chủ đồng nam lĩnh gia chủ đồng kiện quỳ phịch xuống trước mặt đồng nam lĩnh lớn tiếng nói cháu gặp huỳnh nhân và liễu phi tuyết cái gì đồng nam lĩnh đứng phát dậy, đôi mắt già nua bộc phát ra muôn vàn ánh sao, bọn họ ở đâu. Đồng kiện kể lại toàn bộ câu chuyện, đồng ý hành nghe vậy cũng cười khẽ ra tiếng. Vốn đang giàu không kiếm được lý do xin gặp tổng giám đốc họ liễu kia một lần, giờ vừa hay có cách giải quyết rồi. Đồng kiện mờ mịt, không hiểu đồng ý hành nói gì. Đồng ngọc thụ vẫy tay, nói. Cậu cứ đi ra trước đi, nơi này không có chuyện của cậu. Vâng, sau khi báo cáo mọi chuyện đồng kiện lui ra ngoài tiện thể đóng cửa phòng lại vì thế trong phòng khách chỉ còn lại ba người là đồng nam lĩnh đồng ngọc thụ và đồng ý hành đồng nam lĩnh nói dự án xây dựng khu đô thị đã khởi công nếu là do nhà họ thiều nhà họ nhan hoặc nhà họ thẩm đoạt được thì nhà họ đồng chúng ta đúng là không có cách nào nhưng ai ngờ lại là một doanh nghiệp nhỏ còn đang trong quá trình phát triển đoạt được cơ chứ thật đúng là không cam lòng chút nào ông nội yên tâm, dự án xây dựng khu đô thị của tập đoàn lệ tinh chắc chắn sẽ về tay nhà họ đồng chúng ta. Đồng ý hành chậm rãi đứng lên, cười sang sảng. Giờ cháu lập tức đi gặp họ một lần, thương lượng với tổng giám đốc liễu một chút. Nếu liễu phi tuyết không nhượng bộ thì phải làm sao? Trong mắt đồng nam lĩnh hiện lên một tia sắc bén. Đồng ý hành vẫn tươi cười sáng sủa tự tin. Không nhượng bộ cũng không được, trong tay cháu có nhược điểm của đối phương. Chỉ cần có nhược điểm này, dù là người phụ nữ mạnh mẽ tới đâu cũng phải thần phục với cháu trong mắt đồng ngọc thụ lập lè ánh sáng tà ác anh cả nếu cô gái này khuất phục thì cho em đêm đầu tiên đồng ý hành khinh thường lườm đồng ngọc thụ đường đường là con trai nhà họ đồng lại chạy đi làm con hát đúng là ném sạch mặt mũi nhà họ đồng hi hi anh cả mỗi người một chí hướng nha đồng ngọc thụ cười hi hi nói người sống trên đời chỉ hy vọng vui vẻ rượu gái bài bạc Em một không tham rượu, hay không nghiện bài bạc, thú vui duy nhất cũng chỉ có gái thôi mà. Dừng một chút, Đồng Ngọc Thụ nói thêm. Anh cả yên tâm, em sẽ không cướp vị trí gia chủ của anh. Nghe xong lời này, ý sắc lạnh trong mắt Đồng ý hành mới dần tán đi, hơi khom người với Đồng Nam Lĩnh. Ông nội, cháu đi đây ạ. À. Đi đi. Đồng Nam Lĩnh hài lòng phất tay, chờ đến khi không còn một bóng người, phòng khách vang lên tiếng hát đầy nhịp điệu. Ngàn thu qua, khó quay đầu. Hỏi Cổ Kim, chuyện hưng vong. Mấy người nổi danh sử sách, tên tuổi giờ vẫn còn. Vừa mới nói cười, mây khói đã cũ. Cuối cùng dư lại muôn đời than. Sinh con trai nên giống Đồng Ý Hành, nuôi con gái phải giống Thiều Gia Nguyệt. Chương 185: Cưỡng đoạt. Một nơi khác, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết vẫn đang đi dạo loanh quanh ở trung tâm thương mại. Tuy rằng Liễu Phi Tuyết đã tự tay xé tờ chi phiếu nhưng dù sao cô cũng là một người có qua có lại. Vì vậy, trước sự ép buộc, mạnh mẽ của cô, Huỳnh Nhân đã thử một bộ đồ khác trị giá hơn 300 000 đến lúc này cô mới bỏ qua. Tích tích tích, đúng lúc này, Liễu Thụy Hoa gọi video tới. Ba ơi, ba đang làm gì thế? Ngay khi video được bật lên, Huỳnh Nhân đã nhìn thấy vẻ mặt đầy hưng phấn của Tiểu Như. Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đều mỉm cười, vẫy tay với con gái ba đi dạo phố cùng với mẹ con, các con đang chơi gì đó. Dì nhỏ đưa con đi chơi tàu lượt, tháp rơi tự do, con lắc lớn và nhiều trò khác nữa. Dì nhỏ thật tốt, tiểu như vừa nhắc tới chuyện này, lập tức trở nên hào hứng, không ngừng líu lo giống như chú chim sơn ca. Còn sắc mặt của Liễu Thụy Hoa ngồi bên cạnh lại tái nhợt. Dáng vẻ như không còn gì lưu luyến, rõ ràng cô ấy đang rất sợ hãi. So sánh hai người với nhau, ngay cả huỳnh nhân cũng không nhịn được bật cười. Đúng là vất vả cho em rồi. Em còn không phải là vì anh. Liễu Thụy Hoa lập tức bật dậy như một con mèo cái bị dẫm đuôi, nhưng mới nói được một nửa lại ngừng. Cô ấy liếc nhìn Huỳnh Nhân, nhỏ giọng hỏi. Sao rồi, chiến tích của anh với chị em như thế nào rồi? Huỳnh Nhân nâng chiếc túi to trong tay lên. Anh mua cho chị em một chiếc váy, còn chị em tặng cho anh một bộ vest. Không tệ, Liễu Thụy Hoa vui vẻ nói: "Vậy em không quấy rầy anh chị nữa, bye bye." Khoảnh khắc khi Liễu Thụy Hoa tắt video đi, Huỳnh Nhân híp mắt lại. Không biết có phải ảo giác của anh hay không, nhưng anh nhìn thấy bên trong video của Liễu Thụy Hoa có một bóng người mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào họ. "Anh sao vậy?" Liễu Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi. "Không có gì." Vẻ mặt của Huỳnh Nhân lập tức trở về như bình thường, anh tiếp tục đi dạo phố với Liễu Phi Tuyết. Chẳng qua sắc mặt anh đã không còn thoải mái như trước nữa. Mong rằng đó là ảo giác. Họ đi dạo cả một ngày, màn đêm dần buông xuống. Trong lúc không để ý, hai người đã đi bộ tới dưới tháp Minh Châu. Đột nhiên, Liễu Phi Tuyết nói. Đi thôi, em mời anh ăn cơm. Tháp Minh Châu là một công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Minh Châu, khách sạn trên đó cũng có cái giá cao mất ngường. Huỳnh Nhân gật đầu, anh không từ chối. Lần đầu tiên hẹn hò, không phải nên chọn những nơi lãng mạn ư. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên tiếp khách, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết tới phòng riêng đã đặt trước. Phòng riêng nằm trên đỉnh tháp Minh Châu, dùng bữa ở nơi này có thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà cao thứ ba trên thế giới, ngắm trọn toàn bộ cảnh đêm của Minh Châu. Màn đêm buông xuống, ban đêm của Minh Châu bớt ồn ào và quyến rũ hơn so với ban ngày. Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi đối diện dùng bữa với nhau nhỉ. Liễu Phi Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ nói. Huỳnh Nhân gật đầu. Đúng vậy, lần trước đi ăn cơm tây, đó là một nhà ba người chứ không phải là thế giới hai người. Em vẫn cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Hai tay Liễu Phi Tuyết chống cằm, cô nhìn Huỳnh Nhân và nói. Mãi cho đến khi em gặp anh. Huỳnh Nhân nở nụ cười. Vì sao em lại nói như vậy? Anh đã cho em biết bao nhiêu bất ngờ mỗi lần khi bản thân em cảm thấy mình đã hiểu rõ anh anh lại khiến em tỉnh lại liễu phi tuyết nhẹ giọng nói ban đầu em còn tưởng anh là một tên đàn ông đều cắn không chịu trách nhiệm nhát gan và sợ phiền phức sau đó em lại cảm thấy chắc hẳn anh đã thức tỉnh lương tâm nhưng vẫn là tên vô dụng không tiền không thế ngay cả một công việc cũng không có ánh mắt huỳnh nhân tập trung vào liễu phi tuyết anh chờ cô nói tiếp nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô tiếp tục lên tiếng vì thế anh chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng sau đó thì sao không phải đến bây giờ em vẫn cho rằng anh là một tên vô dụng đấy chứ liễu phi tuyết khẽ lắc đầu nói tiếp đi nữa thì có quan trọng không trước đó em đã nói rồi em vẫn luôn hiểu lầm anh không phải anh còn mạnh hơn em nhiều sao huỳnh nhân im lặng anh không đáp lại mà chỉ nhẹ giọng hỏi vì sao em lại muốn hiểu rõ mỗi người như vậy vì để cho bản thân mình yên tâm Liễu Phi Tuyết trả lời không do dự. Con người đều có thiện và ác, trong cuộc sống mẹ quá con côi như của em và tiểu như thì nhìn ai cũng giống người xấu. Thế nhưng thế giới này cũng không đen không trắng mà chỉ giống như cho bụi mỏng manh. Huỳnh Nhân mở miệng nhưng anh lại không nói nên lời. Đồng thời, trong lòng anh cảm thấy ái náy và ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Trong khi anh còn chưa trở về, vợ và con gái đã phải tất cả mọi sự khinh thường và sỉ nhục. Hiện tại anh đã trở lại, tất cả mọi thứ trước đó đều tan thành mây bay và thế giới này không còn sự bất công nữa. Trời sắp mưa rồi. Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu thì trông thấy bầu trời đầy mây đen và nói. Anh mang ô đây rồi. Huỳnh Nhân cười nói. Dù trời có mưa to thì anh cũng sẽ không để cho em bị ướt đâu. Âm ầm, tiếng sấm chói tai vang lên, tia chớp chói lóa xé toạc bầu trời khiến đôi má của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết trở nên tái nhợt. Sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đập vào ô cửa sổ trong suốt tạo nên thanh âm lạch tạch lạch tạch kể từ khi huỳnh nhân trở về minh châu anh hiếm khi thấy trận mưa nào to như thế thùng 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 đúng lúc này cửa phòng riêng bị đập mạnh huỳnh nhân và liễu phi tuyết còn chưa kịp đáp lại thì cửa đã bị người đẩy ra một đám người bình tĩnh cầm ly rượu đi vào người đàn ông đẹp trai đi đầu cười tao nhã với liễu phi tuyết cô liễu chào buổi tối nhìn thấy đám người từ tiện đi vào, ánh mắt huỳnh nhân trở nên sắc bén. Còn trên mặt của Liễu Phi Tuyết cũng lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy. Các người là ai, vì sao lại từ tiện đi vào phòng riêng của người khác? Nói xong, cô ấn nút gọi phục vụ. Thế nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy nhân viên nào đi vào. Người đàn ông đẹp trai cầm đầu cười lạnh. Cô không cần thử nữa, sẽ không có người vào đâu. Ở Minh Châu, còn chưa có ai dám cản đường của chúng tôi đâu bên cạnh người đàn ông có thân hình cao lớn kia đang ôm hai cô gái nóng bỏng cười đùa đồng thiếu là do ngài làm ồn quá mức khiến cho cô liễu sợ hãi rồi những người phía sau anh ta lập tức cười phá lên sắc mặt liễu phi tuyết xanh mét cô không nói lời nào còn huỳnh nhân cũng nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm nhưng vẫn không có động tác gì bọn họ đều nhìn ra những người này đều là con trai nhà có quyền có thế ở thành phố minh châu hơn nữa phần lớn những cậu ấm này đều lùi sau nửa bước Chứng tỏ hai người này cầm đầu bọn họ. Người đàn ông đẹp trai đứng bên trái cười nhẹ, bày ra nghi thức chuẩn mực của một quý ông, anh ta nói: "Cô Liễu không cần phải sợ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nên tôi muốn giới thiệu bản thân mình trước đã. Tôi tên là Đồng Ý Hành tới từ nhà họ Đồng." Đồng Ý Hành nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ôm lấy cô gái đầy đặn và nói: "Anh ta tên là Thẩm Thanh Vân đến từ nhà họ Thẩm." Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết không thay đổi, vì căn bản nó không đáng để cho cô phản ứng lại. Từ trong ánh mắt ghét bỏ của cô có thể thấy được cô rất phản cảm với mấy vị thiếu gia này. Tuy nhiên dù có phản cảm tới mức nào thì cô cũng không thể làm ra chuyện gì khác người được. Trong bốn gia tộc giàu có ở Minh Châu, đã có tới hai người Đồng Ý Hành và Thẩm Thanh Vân tới đây, ngay cả cô cũng cảm thấy hơi áp lực. Các anh muốn làm gì? Liễu Phi Tuyết nhìn Đồng Ý Hành, cô lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên Đồng Ý Hành lại lắc đầu với vẻ thích thú. Cô Liễu, cô nghĩ xấu về mọi người quá rồi. Tôi tới đây chỉ là muốn nói chuyện kinh doanh thôi. Còn về phần những người đứng sau cùng với Thẩm Thanh Vân, cô Liễu không cần để ý tới bọn họ, cứ coi như bọn họ không ở đây là được. Tuy nói là vậy, nhưng đám thiếu gia đằng sau không hề có biểu hiện tức giận, mà lại còn cười cợt đầy ác ý. Liễu Phi Tuyết yên lặng trong chốc lát, cô nói: "Công việc kinh doanh gì?" Đồng Ý Hành đi tới trước mặt Liễu Phi Tuyết, anh ta chậm rãi nói: Tôi nghe nói rằng tập đoàn Lệ Tinh của cô đã lấy được kế hoạch cải tạo vùng hạ lưu sông Minh Châu đúng không? Như vậy thì sao? Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nói, vẻ mặt bình thản. Nụ cười của Đồng Ý Hành ngày càng sâu hơn. Chỉ cần giao hạng mục xây thành cho nhà họ Đồng thì tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 186, thủ đoạn hèn hạ. Trong mắt Liễu Phi Tuyết hiện lên vẻ giận dữ khi đổi ý hành nhắc tới hạng mục xây thành là cô đã đoán được đổi ý hành muốn nói gì. Cô từ chối thẳng thừng. Anh mơ đi. Trong mắt Huỳnh Nhân cũng xẹt qua một tia lạnh lùng đầy nguy hiểm. Ban đầu khi hạng mục xây dựng thành phố được bàn giao cho tập đoàn Lệ Tinh, anh đã từng nghĩ tới khả năng này. Một nửa còn lại của dự án cải tạo sông Minh Châu đều nằm trong tay nhà họ Đồng. Nếu mỗi người tự kiếm của riêng mình thì không sao, nhưng chỉ sợ nhà họ Đồng nổi lòng tham muốn chiếm đoạt hạng mục xây thành của tập đoàn Lệ Tinh. Không ngờ nó đã thực sự xảy ra, thậm chí anh ta còn cướp đoạt công khai trước mặt mọi người. Mặt khác, về Đồng Ý Hành vừa hay Huỳnh Nhân có chuyện muốn hỏi anh ta, không ngờ anh ta lại tự mình đưa tới cửa. Tuy bị Liễu Phi Tuyết từ chối nhưng Đồng Ý Hành không hề ngạc nhiên hay tức giận mà vẫn cười thản nhiên. Cô Liễu thật sự không nghĩ tới chút nào hay sao? Nếu như cô giao hạng mục xây thành cho nhà họ Đồng chúng tôi thì tập đoàn Lệ Tinh sẽ nhận được tình hữu nghị từ nhà họ Đồng và có được tương lai tươi sáng. Nói xong, đồng ý hành còn dơ bốn ngón tay ra, sắc mặt anh ta hơi tối lại. Tôi cho cô 4 tỷ để bán hạng mục xây thành cho tôi. Số tiền này đã đủ để cho tập đoàn lệ tinh của cô niêm yết thành công, cô đừng có mà không biết suy xét. Mấy tên cậu ấm phụ thuộc vào hai nhà họ đồng và thẩm đứng ở phía sau thẩm thanh vân đều khẽ cười. Đối với người bình thường và thậm chí 90% các công ty, 4 tỷ là số tiền cao ngất ngường. Nhưng đối với một gia đình giàu có như nhà họ Đồng thì đó chỉ như một giọt nước, không có gì đáng nói. Thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất chính nữ tổng giám đốc đầu tiên của Minh Châu Ăn nói khép nép và phụ thuộc vào bọn họ. Tuy nhiên Liễu Phi Tuyết vẫn bất động như trước, thậm chí cô còn cười chế nhạo. Cho dù anh có đưa bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ không bán hạng mục xây thành cho anh đâu. Cô là một người có tầm nhìn xa, nếu như hoàn thành tốt hạng mục xây thành thì tiền lợi nhuận sẽ chỉ dừng lại ở 4 tỷ ư? nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Liễu Phi Tuyết, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt của Huỳnh Nhân cũng đã tiêu tan. Anh hy vọng đám cậu ấm này sẽ thức thời và không quá khích. Đáng tiếc lại không được như mong muốn. Cuối cùng, trong mắt của Đồng Ý Hành xuất hiện một tia lạnh lùng. Tuy anh ta vẫn không hề tức giận như cũ nhưng đột nhiên lại nhìn về phía Huỳnh Nhân. Người này là, chuyện ngược. Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên vẻ lạnh lùng, ngay khi anh đang định nói chuyện thì Liễu Phi Tuyết giành nói trước anh ấy là chồng của tôi. Ồ, thì ra anh ta là người cướp đi sự trong trắng của cô rồi biến mất suốt 5 năm, để cô sống trong cảnh quá bộ trong ngần ấy năm hả? Người nói chuyện không phải là đồng ý hành mà là thẩm thanh vân của nhà họ thẩm. Anh ta tỏ ra kinh ngạc nhìn về phía liễu phi tuyết rồi chỉ vào huỳnh nhân nói. Tôi nói này, dù sao cô liễu cũng là nữ tổng giám đốc đầu tiên của Minh Châu, sao cô lại gả cho người như thế được? Xa không nói nhưng ngay những người đàn ông trong căn phòng này, Ai chẳng mạnh hơn anh ta? Chẳng lẽ kỹ thuật của anh ta không tệ khiến cho cô cảm nhận được thú vui làm phụ nữ hả? Ha ha ha. Trong khi nói chuyện, anh ta còn không quên trêu chọc hai cô gái ở hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Phi tuyết lạnh xuống, cô lạnh giọng quát lớn. Mong anh hãy tỏ ra tôn trọng chồng tôi. Lúc này, Huỳnh Nhân buông ly rượu xuống, đột nhiên anh nói. Trước khi tôi tức giận, tốt nhất là các người nên xếp thành hàng xin lỗi vợ tôi còn nếu không chờ đến khi tôi tức giận, các người muốn chạy cũng không chạy được đâu. tất cả đám cậu ấm đều ngẩn người, sau đó bật cười nhưng ngả. anh nói gì cơ? tôi không nghe rõ. là ai muốn chạy không được cơ? vậy anh thử tức giận để cho chúng tôi nhìn xem khi anh tức giận sẽ như thế nào. cũng chỉ là một tên vô dụng ăn bám liễu phi tuyết mà cũng dám nói lời ngung cuồng. bọn họ chửi bới và cười nhạo, không một ai coi trọng lời nói của huỳnh nhân. Chỉ có Đồng Ý Hành biết một chút, anh ta không xúc phạm Huỳnh Nhân mà quay sang Liễu Phi Tuyết với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh mà lại gả cho một tên vô dụng làm vợ. Tôi cứ tưởng cô không muốn cho toàn bộ người ở Minh Châu biết chuyện này chứ. Liễu Phi Tuyết lạnh mặt. Anh có ý gì? Cô Liễu, trên tay tôi có nhược điểm của cô đấy. Tôi khuyên cô nghe lời tôi nói, ngoan ngoãn giao hạng mục xây thành ra đây. Đồng Ý hành uống cạn ly rượu ngon, anh ta liếc mắt nhìn Liễu Phi Tuyết như vẻ đã nắm chắc chiến thắng. Trong lòng của Liễu Phi Tuyết cảm thấy vô cùng bất an. Nhược điểm gì? Đồng Ý hành ném điện thoại di động cho Liễu Phi Tuyết. Cô tự xem đoạn video trong đó đi. Liễu Phi Tuyết ấn nút phát video với vẻ nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm khiến cho người ta đỏ mặt vang lên bên trong video. Liễu Phi Tuyết chỉ cần liếc mắt một cái, sắc mặt cô đã trắng bệch cả người khẽ run. Cô cắn chặt môi tới mức bật máu, máu đỏ từ trong miệng chảy ra. Huỳnh Nhân cảm thấy có gì đó không đúng, anh lập tức vươn tay qua lấy điện thoại. Nhìn qua, sắc mặt anh cũng hơi đổi. Đây là một đoạn video dài 3 phút, địa điểm ở bên trong một nhà kho tối tăm, một người đàn ông và một người phụ nữ đang bị trói cùng nhau. Quần áo trên người đàn ông tả tơi, toàn thân đều là máu giống như dã thú phát cuồng. Thanh âm của người phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở, vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng, cô muốn trốn đi nhưng lại không trốn nổi. Cuối cùng, cô chỉ đành chấp nhận số mệnh của mình, hai hàng nước mắt rơi xuống. Toàn bộ video kết thúc bằng tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của người phụ nữ. Xem xong đoạn video này, Huỳnh Nhân cũng bị giáng một đòn mạnh, anh ngẩng đầu với vẻ cứng ngắc và trông thấy Liễu Phi Tuyết trên bờ vực suy sụp. Đúng vậy, người đàn ông trong video chính là Huỳnh Nhân 5 năm trước. Còn người phụ nữ bị chó chính là Liễu Phi Tuyết. Hai mắt cô đỏ hoe, cô chộp lấy chiếc điện thoại di động rồi vội vã xóa nó đi. Trông thấy sự suy sụp của Liễu Phi Tuyết, Đồng Ý Hành khẽ cười. "Cô Liễu, chắc hẳn cô rất quen thuộc đối với đoạn video này. Nếu như tôi tung đoạn video này ra thì cô sẽ phải nhận kết quả gì nhỉ?" Lời vừa dứt, đồng tử của Liễu Phi Tuyết lập tức co rút lại, thân thể càng run rẩy mạnh hơn trong mắt huỳnh nhân ngập tràn sát khí từ lâu anh trầm giọng nói làm sao anh có được đoạn video này anh không cần quan tâm tới chuyện này đồng ý hành chậm rãi nói anh chỉ cần biết tôi nắm giữ được bí mật của hai người là được rồi hai người cứ ngoan ngoãn làm theo lời tôi nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi liễu phi tuyết vội vàng đi tới trước mặt đồng ý hành với đôi mắt ngập tràn sự tủi nhục cô dùng thanh âm gần như van xin không được không được tung video này ra ngoài, vậy còn phải xem biểu hiện của cô đã. Trong mắt đồng ý hoàn toàn là vẻ tàn nhẫn, anh ta lớn tiếng nói. Bây giờ, cô quỳ xuống cho tôi. Nhất thời, cuộc diện hiện tại vượt quá dự đoán của Huỳnh Nhân khiến cho anh cảm thấy khiếp sợ, trong lòng đau khổ tột cùng. Chuyện xảy ra trong nhà kho ở Bến Tàu Minh Châu 5 năm trước chính là cơn ác mộng cả đời của Liễu Phi Tuyết. Không ngờ lúc đó lại có camera quay lại khiến cho huỳnh nhân như bị giáng một đòn mạnh vào đầu. Anh không nghĩ ra làm cách nào đồng ý hành lại có được video gốc, là ai đã âm thầm quay lại tất cả. Tất cả mọi thứ giống như một tấm lưới vô hình bao phủ huỳnh nhân. Trong lúc huỳnh nhân còn đang khiếp sợ, Liễu Phi Tuyết đã khuỵu gối, từ từ quỳ xuống. Chương 187, cướp miếng ăn từ miệng hổ. Nhìn tư thế từ từ quỳ xuống của Liễu Phi Tuyết, đồng ý hành Thẩm Thanh Vân và một đám cậu ấm nhếch môi cười lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ chợt cứng lại. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng đá một cái ghế, cái ghế bay đến phía sau Liễu Phi Tuyết một cách chuẩn xác. Đầu gối của Liễu Phi Tuyết gặp lại đặt mông ngồi lên ghế. Khoảnh khắc đó chính bản thân cô cũng sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn cảnh tượng này. Sắc mặt của đồng ý hành tối sầm lại, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, căm tức nhìn Liễu Phi Tuyết bảo cô quỳ mà cô lại dám ngồi chẳng lẽ không sợ tôi công bố video ra ngoài sao liễu phi tuyết quay đầu nhìn huỳnh nhân với đôi mắt ửng đỏ huỳnh nhân cho cô ánh mắt ý bảo cô yên tâm sau đó từ từ đứng lên sải bước đi về phía đồng ý hành cộp 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 trong phòng bao yên tĩnh vang dội tiếng bước chân nặng nề nhưng rất có nhịp điệu của huỳnh nhân huỳnh nhân đưa mắt nhìn tất cả mọi người với vẻ mặt không cảm xúc cuối cùng nhìn chằm chằm đồng ý hành trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Trước tiên không quan tâm làm thế nào đồng ý hành có được đoạn video này, chỉ với hành động dùng video uy hiếp Liễu Phi Tuyết, ép cô làm theo ý anh ta là cũng đủ khiến anh ta chết hàng ngàn hàng vạn lần. Đồng ý hành không hề sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên, cười lạnh nhìn huỳnh nhân. Huỳnh nhân, tao biết mày không phải người bình thường, ngay cả Thiều Hải Hà cũng thảm bại trong tay mày, nhưng mày thực sự có thể vứt bỏ cô Liễu mà không quan tâm sao? anh ta vừa nói ra lời này, Thẩm Thanh Vân và mấy cậu ấm vốn đang vui trên nỗi đau của người khác lập tức im bặt ngừng cười, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thiều Hải Hà, Đồng Ý Hành, Thẩm Thanh Vân và tên quái thai nhà họ Nhan được gọi là Tư Thiếu Minh Châu, nhưng gần đây lại không có tin tức của Thiều Hải Hà. Không ngờ anh ta lại chịu thiệt trên tay Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân trầm mặc, nhưng đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn chằm chằm Đồng Ý Hành. Đồng Ý Hành cười ha hả nói tiếp: "Mày đừng quên năm năm trước mày đã bạo hành cô liếu, kẻ làm tổn thương cô ta chính là mày. Mặc kệ sau này mày làm cái gì để bù đắp cho cô ta thì cũng không thể xóa đi sự thật này. Nếu đã làm rồi thì tại sao không dám thừa nhận, tao chỉ đang giúp chúng mày công khai mà thôi. Liễu Phi Tuyết ngồi trên ghế, cả người run rẩy. Ngoài cửa sổ sấm chấp đùng đùng, gió bão đan sen, nhưng trong lòng còn lạnh lẽo hơn nhiều. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng vỗ vai Liễu Phi Tuyết đang lo lắng không yên, vừa nhìn đồng ý hành với vẻ mặt không cảm xúc trong con người đen thấm hiện lên sát ý u ám anh lạnh giọng nói chẳng lẽ mày nghĩ rằng chỉ dựa vào video này là có thể khiến chúng tao phải nghe theo mày khi đồng ý hành gửi video đi huỳnh nhân cũng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh nếu chút việc nhỏ này có thể khiến anh hoảng loạn thì quá coi thường long chủ nam quốc rồi đây là điểm yếu của chúng mày đồng ý hành cười lạnh nói: bây giờ chúng mày không có con át chủ bài nào để bàn điều kiện với tao, chỉ có quỳ xuống cầu xin tao thì mới có một con đường sống. trong mắt anh ta, huỳnh nhân và liễu phi tuyết chẳng qua chỉ như nước ấm luộc ếch, hầm chín chỉ còn là vấn đề thời gian. thẩm thanh vân và đám cậu ấm khác cũng cười lạnh. hiện giờ liễu phi tuyết cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn đỏ bừng. ai đưa anh video này? Cô không tin 5 năm trước đồng ý hành có mặt ở hiện trường lúc đó và quay lại được, chỉ có thể là người khác quay video sau đó gửi cho anh ta. Đồng ý hành cười lạnh một tiếng, ra lệnh nói, chép mới luôn có tại chùm truy VN. Ai đưa cho tôi còn quan trọng không? Bây giờ cô phải giao dự án xây dựng thành phố cho nhà họ đồng tôi ngay. Anh ta dùng video giờ bẩn 5 năm trước để uy hiếp Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết lại không còn cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Huỳnh Nhân. Lúc này, cô gửi gắm tất cả hy vọng vào Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân nhìn chằm chằm Đồng Ý Hành một cái. Cho mày hai lựa chọn, lập tức xóa video gốc và nói cho tao biết là ai đã gửi video cho mày, nếu không, chết. Giọng của anh tràn đầy sát ý mãnh liệt, lạnh đến tận xương cốt, nhiệt độ trong phòng bao cũng bị hạ xuống mấy độ. Trong ánh mắt của Đồng Ý Hành, Thẩm Thanh Vân và đám cậu ấm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, thích thú nói: một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà họ liễu chỉ có thể dựa vào liễu phi tuyết sinh sống như mày lấy bản lĩnh gì mà nói lời này thẩm thanh vân cũng nhìn về phía liễu phi tuyết nói cô liễu khuyên cô vẫn nên thuận theo chúng tôi đi mấy người chúng tôi đại diện cho quyền lực đỉnh cao ở minh châu muốn khiến các người trắng tay cũng chỉ là chuyện mấy cuộc điện thoại đám cậu ấm có mặt ở đây không một ai coi lời của huỳnh nhân ra gì thái độ vô cùng ngạo mạn mà ánh mắt của huỳnh nhân từng chút trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Đúng thế, đồng ý hành và thẩm thanh vân cầm đầu đám cậu ấm đại diện cho quyền lực đỉnh cao ở Minh Châu, riêng hào môn đã có hai nhà. Nhưng như vậy vẫn không thể khiến huỳnh nhân coi trọng. Nhà họ thiều diệt phong thế nào, nhà họ đồng, nhà họ thẩm cũng sẽ tiếp bước như thế. Sắc mặt liễu phi tuyết tái xanh, cô tức giận đến cực điểm. Tuy rằng tập đoàn lệ tinh là doanh nghiệp hàng đầu Minh Châu, nhưng dù sao vẫn đang trong quá trình phát triển, còn rất nhỏ yếu. Nếu như công ty của nhà họ Đồng và nhà họ Thẩm có ý đồ đối phó với tập đoàn Lệ Tinh thì đúng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ biết sợ rồi chứ. Thấy Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đều không nói gì, đồng ý hành cười càng hung tợt, dừng lại một chút anh ta tiếp tục nói. Cô Liễu, tôi và cô tính một món nợ, giao dự án xây dựng thành phố ra đây, đương nhiên tôi sẽ xóa video, cô còn có được tình hữu nghị với nhà họ đồng, Tội gì không vui vẻ mà làm. Nhưng nếu cô từ chối tôi, thứ đang chờ đợi cô sẽ là thân bại danh liệt, lưu lạc đầu đường ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết nên lựa chọn thế nào, chắc không phải cô liếu không biết đó chứ. Nhìn Đồng Ý Hành như kiểu nắm chắc phần thắng, Huỳnh Nhân lắc đầu, đột nhiên mất hứng đàm phán với anh ta, trực tiếp gọi điện cho la bố. Đồng Ý Hành, Thẩm Thanh Vân và đám cậu ấm cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn Huỳnh Nhân gọi điện thoại. Bọn họ muốn biết một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà có thể mời được nhân vật lớn gì đây. Nhưng điện thoại còn chưa kết nối, bên ngoài phòng bao đã vang lên tiếng giày cao gót đập xuống sàn nhà. Cộp cộp cộp, bước chân nhanh nhẹn nhưng trầm ồn vững vàng, không khó đoán ra đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và có thủ đoạn. Kết, ngay sau đó cửa của phòng bao bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc sườn xám cổ điển bó sát người màu tím xải bước đi vào mái tóc dài thả xuống bờ vai, ánh mắt sắc sảo, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ, nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt. Khi người phụ nữ này đi vào, khuôn mặt của Đồng Ý Hành, Thẩm Thanh Vân và đám cậu ấm đều biến sắc rõ rệt. Thiều Gia Nguyệt, Huỳnh Nhân cũng hơi kinh ngạc nhìn Thiều Gia Nguyệt đột nhiên xuất hiện, sau đó tắt điện thoại. Các vị, dự án xây dựng thành phố của tập đoàn Lệ Tinh là tôi vừa ý trước, hy vọng các vị nể mặt tôi. Đôi mắt đẹp của Thiều Gia Nguyệt nhìn khắp mọi người, cười như không cười nói. Đừng cướp miếng ăn từ miệng hổ. Chương 188, mưu kế của phụ nữ. Lời nói của Thiều Gia Nguyệt ngắn gọn và rõ ràng, nhưng tất cả những cậu ấm có mặt đều cảm thấy vô cớ ớn lạnh. Nhất là Đồng Ý Hành và Thẩm Thanh Vân, họ càng cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa nồng đậm trong lời nói của cô ta. Thiều Gia Nguyệt lại hứng thú với tập đoàn Lệ Tinh từ lúc nào thế? Thiều Gia Nguyệt nói xong câu này, Cô ta hất mái tóc dài, đi tới chỗ Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết. Đôi chân đầy đặn trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện dưới bộ sườn xám xẻ cao màu tím, khiến người ta suy nghĩ nguyên man. Một người phụ nữ tóc ngắn trông giống như thư ký, mặc bộ trang phục công sở màu đen đúng tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng đi phía sau cô ta. Nhưng Huỳnh Nhân lại cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ trên người cô ta. Anh đoán rằng thực lực của người này cũng không yếu hơn Lưu An còn những cậu ấm yếu ớt hay ỉ lại vào thế lực kia lại choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiều gia nguyệt người nào người nấy đều ngây ngốc khi thấy thiều gia nguyệt mặc sườn xám tránh ra thiều gia nguyệt hơi ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói giọng nói điềm tĩnh nhưng mang một vẻ uy nghiêm không thể từ chối cậu ấm đó vội vàng nhường đường tiếp theo là một người hai người ba người thiều gia nguyệt một đường suôn sẻ không hề bị cản trở cô ta đi đến đâu tất cả các cậu ấm đều nhường đường, họ tránh người đẹp như tránh hồng thủy mãnh thú. Cuối cùng, đến Đồng Ý Hành và Thẩm Thanh Vân cũng bắt buộc phải nhường đường cho Thiều Gia Nguyệt. Cô ta đi tới trước mặt Huỳnh Nhân với ánh mắt thiết tha và phong thái ung dung. Lại gặp nhau nữa rồi. Trên mặt Thiều Gia Nguyệt nở nụ cười như chuồn chuồn điểm nước, nói với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân gật đầu nhưng không nói gì. Bởi Liễu Phi Tuyết đang ở bên cạnh, mà thân phận của Thiều Gia Nguyệt lại hơi nhạy cảm, nên huỳnh nhân không dám tiếp xúc nhiều với cô ta thiều gia nguyệt cũng không bận tâm cô ta lại nhìn sang liễu phi tuyết nụ cười không khỏi trở nên thích thú từ lúc tôi biết cô đến giờ cô chưa từng thảm hại như vậy hôm nay tôi thật sự được mở rộng tầm mắt đấy liễu phi tuyết đã bình tĩnh trở lại vẻ mặt cô lạnh lùng không nói lời nào bỗng nhiên cô quay đầu lại trừng mắt nhìn huỳnh nhân không hề che giấu ý muốn chất vấn anh huỳnh nhân ngẩn người sau đó anh lắc đầu cười khổ. Chắc chắn Liễu Phi Tuyết cho rằng mình đã gọi Thiều Gia Nguyệt tới. Chuyện này thật sự oan cho anh quá. Các cậu ấm, phòng VIP cũng chỉ rộng ngần này thôi, mọi người không thấy hơi chật trội à. Thiều Gia Nguyệt duyên dáng ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng. Nhưng đám cậu ấm đồng ý hành và thẩm thanh vân lại xa sầm mặt mày bởi câu nói của cô ta. Đây là đang đuổi khéo bọn họ ra ngoài mà. Thiều Gia Nguyệt, lâu ngày không gặp, Cô lại bá đạo hơn trước nhiều đấy. Sắc mặt Đồng Ý Hành tối sầm, anh ta nén giận nói. Nhưng giọng điệu anh ta không còn ngạo mạn như trước nữa. Liễu Phi Tuyết và Thiều Gia Nguyệt là hai viên ngọc quý trong giới kinh doanh ở Minh Châu. Đồng Ý Hành có thể khiến Liễu Phi Tuyết thỏa hiệp, là bởi vì anh ta có đoạn video cô bị làm nhục vào 5 năm trước. Nhưng anh ta lại không làm gì được Thiều Gia Nguyệt. Ông nội Đồng Nam Lĩnh của anh ta từng nói rằng, sinh con trai nên giống Đồng Ý Hành nuôi con gái phải như thiều gia nguyệt ông ta đặt đồng ý hành và thiều gia nguyệt ngang hàng với nhau để lấy đó cổ vũ cháu trai mình nhưng chỉ có bản thân đồng ý hành biết anh ta không bằng thiều gia nguyệt thiều gia nguyệt liếc xéo anh ta lạnh lùng nói ngày đầu quen biết tôi à cô ta vừa nói dứt lời sắc mặt của nhóm cậu ấm đều trở nên khó coi gương mặt đồng ý hành càng nhăn nhó dữ dội vốn dĩ anh ta muốn kéo gần quan hệ với thiều gia nguyệt nhưng cô ta lại không hề nể mặt nếu đã vậy anh ta cũng không cần phải lấy lòng thiều gia nguyệt làm gì nữa thiều gia nguyệt cô trở mặt với tôi chỉ vì anh chồng hụt của cô ư ánh mắt thiều gia nguyệt lập tức thay đổi lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng ý hành nhắc mới nhớ đồng ý hành cũng có đủ lý do để căm ghét huỳnh nhân vốn dĩ nhà họ đồng và nhà họ thiều thân thiết với nhau từ lâu hai người họ cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau gia chủ hai bên cũng đồng ý cho đồng ý hành cưới thiều gia nguyệt làm vợ thân càng thêm thân nhưng 5 năm, năm trước lại xảy ra việc ngoài ý muốn, Thiều Gia Nguyệt dần lộ ra tham vọng của mình. Khi đó gia chủ của nhà họ Thiều là Thiều Tuấn, ông ta sợ rằng sau khi Thiều Gia Nguyệt gả vào nhà họ Đồng, cô ta sẽ lợi dụng nhà họ chiếm đoạt nhà họ Thiều. Thế nên ông ta đã nhanh chóng giải trừ hôn ước với nhà họ Đồng. Đồng thời tìm cho Thiều Gia Nguyệt một gia tộc nhỏ, đẳng cấp thấp hơn để làm nhà chồng. Gia tộc nhỏ này chính là nhà họ Liễu, chồng chưa cưới của Thiều Gia Nguyệt cũng biến thành huỳnh nhân đồng ý hành vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện người đẹp đã đến tay lại phải dâng cho người khác. Còn Thiều Gia Nguyệt lại hoàn toàn không để bụng, thậm chí cô ta còn chế nhạo. Thật nực cười, từ khi nào tôi phải làm việc cho người khác thế? Từ đầu đến cuối, tôi chỉ vì lợi ích của bản thân thôi. Vẻ mặt đồng ý hành âm trầm như nước, nói. Nhưng theo tôi được biết, hình như cô và tập đoàn lệ tinh không có làm ăn qua lại gì cả. Ai nói không có, Thiều Gia Nguyệt lập tức nhìn về phía Liễu Phi Tuyết rồi nói. Khoảng thời gian trước, Thiều Thị chúng tôi đã tài trợ cho tập đoàn lệ tinh 80 triệu. Chắc lúc đó Thiều Nghiêm cũng đã chuyển lời của tôi đến mọi người. Số tiền này coi như khoản đặt cọc cho việc hợp tác giữa Tống Thị chúng tôi và lệ tinh, có phải vậy không? Lúc này Liễu Phi Tuyết mới nhớ ra, cô gật đầu. Đúng là có chuyện này. Thiều Gia Nguyệt nói tiếp. Nửa tháng trước, tôi có mở hội nghị kinh doanh ở nhà họ Tống, tập đoàn Lệ Tinh cũng có tham gia. Tôi nói cho các anh biết, tôi rất hài lòng với dự án của tập đoàn Lệ Tinh. Chẳng qua gần đây tôi hơi bận nên không rảnh tự mình đến Lệ Tinh một chuyến. Huỳnh Nhân hơi nheo mắt lại, khoảng thời gian gần đây Thiều Gia Nguyệt thật sự rất bận. Nhà họ Thiều bị tiêu diệt, chắc chắn cô ta đang bận rộn thu mua các sản nghiệp khác của nhà họ. Liễu Phi Tuyết vẫn không muốn nhận phần ân tình này. Theo cô thấy, Thiều Gia Nguyệt và nhóm người đồng ý hành chẳng khác gì nhau, đều đến đây vì hạng mục xây thành. Nhưng theo tôi nhớ thì hình như Lê Nguyệt Thiền không tham gia cạnh tranh. Tại sao cô lại cho rằng dự án của lệ tinh chúng tôi là tốt nhất? Cô lạnh lùng chất vấn. Chuyện này mà còn phải hỏi nữa hả? Chuyện kiếm hiệp hay? Thiều Gia Nguyệt bật cười rồi liếc nhìn Huỳnh Nhân đầy ẩn ý, nói. Hạng mục xây thành là dành riêng cho lệ tinh các cô, làm gì có dự án nào so được với hạng mục trong tay này của mọi người? Hội nghị kinh doanh chỉ làm cho có, kể từ khi cô đầu tư 80 triệu thì đã chắc chắn rằng hạng mục xây thành sẽ rơi vào tay Lệ Tinh, đúng không? Ánh mắt Liễu Phi Tuyết càng lạnh lùng hơn. Tôi làm gì có năng lực biết trước đó, tổng cộng được chia thành hai bước. Có vẻ như Thiều Gia Nguyệt rất thích thú khi đấu với Liễu Phi Tuyết. Cô ta giơ hai ngón tay lên rồi nói. Bước đầu tiên là đầu tư 80 triệu, coi như là tiền đặt cọc. Tôi nói rồi, tôi bỏ ra 80 triệu thì lệ tinh các cô có dự án gì tốt thiểu thị chúng tôi đều sẽ tham gia, cô cũng đồng ý rồi. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết cô sẽ lấy được hạng mục xây thành. Mãi đến khi tên ngốc thiểu hải hà đó nhắc đến chuyện này, tôi mới biết tới sự tồn tại của hạng mục này. Vậy nên tôi muốn cực một ván, không ngờ lại bị tôi đoán trúng. Thiểu Gia Nguyệt nheo mắt, cô ta vui vẻ mỉm cười. Từ thời đại học, chúng ta đã bắt đầu đối đầu với nhau rồi, đã đấu lâu như vậy nhưng lại chưa từng bắt tay hợp tác, thế nên tôi muốn thử xem sao. Vẻ mặt Liễu Phi Tuyết buồn bực, cô không nói gì. Huỳnh Nhân cũng quan sát kỹ Thiều Gia Nguyệt. Chỉ cược một ván thật sao? Huỳnh Nhân không tin. Trong đó còn rất nhiều chuyện khác mà Thiều Gia Nguyệt chưa nói ra. Chẳng hạn như, cô ta đã đưa thông tin sai lầm Văn Duy Thần là chủ nhân của tòa nhà quốc tế cho Thiều Hải Hà. Kể từ khi Thiều Thị bỏ ra 80 triệu phí tài trợ, Thiều Gia Nguyệt đã bắt đầu bày một ván cờ rất lớn. Tất cả mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ của cô ta, kể cả Huỳnh Nhân. Văn Duy Thần và Thiều Hải Hà chính là bia đỡ đạn của cô ta. Khi thành công rồi, cô ta có quyền phát triển hạng mục xây thành mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Trước kia Huỳnh Nhân chưa từng tận mắt nhìn thấy Thiều Gia Nguyệt bày mưu lập ghế. Bây giờ, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao cô ta lại được gọi là yêu nữ. Cái tên, yêu nữ, này danh xứng với thực, chương 189, giống như thần chết. Thiều Gia Nguyệt nói ra kế hoạch vẫn luôn giấu kín trong lòng, Liễu Phi Tuyết cũng hiểu rõ, cô luôn bị Thiều Gia Nguyệt sắp đặt. Có điều cô cũng không tức giận, lấy quy mô và các lĩnh vực liên quan đến lệ tinh hiện nay thì một người vẫn chưa thể làm được hạng mục xây dựng thành phố, nhất định phải tìm kiếm đối tác để làm ăn. So với Thiều Gia Nguyệt thận trọng từng bước, bầy mưu nghĩ kế, dựa vào bản lĩnh thật sự khiến người khác tâm phục khẩu phục, thì đồng ý hành bị ổi dựa vào video uy hiếp cô càng khiến người khác buồn nôn hơn. Huỳnh Nhân đối với cô ta cũng tâm phục khẩu phục, mặc dù anh đã thay ra đổi thịt nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu muốn đối phó với Thiều Gia Nguyệt, quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mạnh như anh mà còn bị biến thành quân cờ của Thiều Gia Nguyệt từ lúc nào không hay biết, chứ đừng nói tới người khác. Giờ phút này trong đôi mắt xinh đẹp của Thiều Gia Nguyệt có tia sáng lấp lánh, phảng phất như có ngôi sao khảm nạm vào trong mắt long lanh rung động lòng người. Từ ánh mắt của cô ta, Huỳnh Nhân thấy được sự chinh phục và dã tâm. Nếu như cô ta là đàn ông, có lẽ sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn bây giờ. Nửa đường nhảy ra thiều gia nguyệt, trực tiếp làm kế hoạch của đồng ý hành bị rối loạn, sắc mặt anh ta lúc thì tái nhợt, lúc lại trở nên xanh tím, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiều gia nguyệt. Đây chỉ là kế hoạch của cô mà thôi, mọi việc đều phải có trước có sau. Nụ cười trên mặt thiều gia nguyệt biến mất, cô ta đưa mắt qua nhìn đồng ý hành anh muốn tranh giành với tôi vẻ lạnh lùng trong mắt cô ta khiến cho sắc mặt đồng ý hành hơi thay đổi nhưng anh ta nghĩ tới bản thân cũng không chỉ có một mình mà là toàn bộ bang hội minh châu lúc này trong lòng anh ta mới chấn tĩnh hơn một chút thiều gia nguyệt tôi cũng không muốn đối đầu với cô thế nhưng cô cũng đừng có kích động quá mức nhà họ thiều đã diệt phong dù một mình cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không đấu lại được cả một gia tộc không sai thẩm thanh vân cũng buông người phụ nữ trong ngực ra trong mắt anh ta lộ ra tia lạnh lẽo đồng thiếu cam kết hạng mục xây dựng thành phố cũng có một phần của nhà họ thẩm chúng tôi nếu như cô thiểu đồng ý tham gia với chúng tôi mọi chuyện đều dễ thương lượng nhưng nếu như cô muốn mạnh mẽ cướp đoạt lấy vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo thấy hai vị thiếu gia nhà quyền thế là đồng ý hành và thẩm thanh vân đều khẳng định lập trường mấy cậu ấm phía sau cũng đều dồn dập tỏ thái độ đúng vậy cho dù cô đã từng huy hoàng, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có một mình. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ không phải là chúng tôi, mà là cô. Thiều Gia Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại còn tự rót cho mình một chén hồng trà, chậm rãi uống. Cô ta nở nụ cười, thưởng thức sự châm chọc của bọn họ, lại giống như đang xem một bộ phim điện ảnh tấu hài. Trên mặt Huỳnh Nhân cũng mang theo vẻ lạnh lùng, không nói một lời. Khoảnh khắc này, hai người lại vô cùng ăn ý liễu phi tuyết nhìn thiều gia nguyệt tràn đầy thù hận trong lòng cô vô cùng khó chịu cô có thể không quan tâm tới những người phụ nữ khác thế nhưng lại không thể không để ý tới thiều gia nguyệt dù sao thì cô ta và huỳnh nhân thiếu chút nữa là đã trở thành vợ chồng sắc mặt đồng ý hành u ám nhìn thiều gia nguyệt có cái gì đáng cười các người sẽ không thật sự cho rằng tôi rời khỏi nhà họ thiều thì sẽ sợ các người đấy chứ thiều gia nguyệt tràn đầy hứng thú nhìn tất cả mọi người cuối cùng ánh mắt cô ta từ từ cố định lại trên người huỳnh nhân có lẽ căn bản không cần tôi ra tay các người sẽ hối hận cô nói anh ta đồng ý hành khinh thường nhìn lướt qua huỳnh nhân cười lạnh nói bản thân anh ta còn khó mà bảo đảm thì sao có thể khiến tôi hối hận chứ ánh mắt thiều ra nguyệt chậm rãi rơi xuống chiếc điện thoại di động trong tay đồng ý hành video vừa nãy liếu phi tuyết xóa bỏ chỉ là một phần bản sao bản gốc vẫn còn đang ở trên tay đồng ý hành ánh mắt của cô ta lập tức lạnh lẽo, cũng nhận ra video này chính là chuyện đã xảy ra trong đêm hôn lễ của cô ta và Huỳnh Nhân, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Loại thủ đoạn bị ổi này làm sao có thể khống chế được anh ta? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, giả tạo một đoạn video thực sự rất đơn giản. Đồng ý hành không hề sợ hãi. Cô không tin thì có thể cầm đi phân giải, nhìn xem người ở bên trong có phải là Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân hay không anh ta vừa nói vừa nhìn về phía liễu phi tuyết uy hiếp cô liễu cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ cuối cùng cô lựa chọn ai có một số hậu quả chưa chắc cô có thể chịu đựng được thấy đồng ý hành không hề sợ hãi như vậy thì huỳnh nhân đã biết video này là thật năm năm trước khi anh và liễu phi tuyết bị bắt cóc nhất định còn xảy ra chuyện gì khác thế nhưng huỳnh nhân vẫn không hề lo sợ anh chậm rãi bước lên phía trước đi tới trước mặt đồng ý hành hạ xuống tối hậu thư tao cho mày một cơ hội cuối cùng nói ra ai là người đưa đoạn video này cho mày đồng ý hành hoàn toàn không sợ còn khinh thường nhìn huỳnh nhân nói cho mày biết thì có thể làm được gì mày có thể tìm được người rồi giết chết người ta hay sao tao có thể giết chết mày cùng lúc với tiếng nói lạnh lùng đến cực điểm được hạ xuống huỳnh nhân bỗng nhiên mở cửa sổ tháp minh châu ra ầm ầm nhất thời mưa to như chút nước sấm vang chấp giật Từng giọt nước mưa to như hạt đậu cứ thế hắt vào, bắn tung tóe lên tất cả mọi người. Đám người đồng ý hành, Thẩm Thanh Vân giật mình nhìn Huỳnh Nhân, không hiểu đang gió to mưa lớn như này mà anh lại mở cửa sổ làm gì. Thế nhưng người phụ nữ trông giống như là thư ký của Thiều Gia Nguyệt đang đứng phía sau bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ vượt xa cô ta, nhất thời cô ta hoàn toàn biến sắc, che chắn bảo vệ Thiều Gia Nguyệt. "Cô chủ, cẩn thận." Sắc mặt Liễu Phi Tuyết cũng hơi biến đổi. Xoạt một tiếng đứng dậy. Huỳnh nhân, anh muốn làm gì? Vèo. Liễu phi tuyết còn chưa dứt lời, thân hình huỳnh nhân đã biến mất ngay tại chỗ. Anh hóa thành một tia tàn ảnh, nhanh như chấp xuyên qua cái hở giữa hai anh em cậu ấm, đột một xuất hiện trước mặt đồng ý hành, ánh mắt như như thần chết, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Mày! Huỳnh nhân đột nhiên xuất hiện làm đồng ý hành sợ hết hồn, anh ta đang muốn nhanh chóng lùi về sau, đột nhiên một bàn tay lớn gần như thô bạo bóp lấy cổ họng của anh ta, nhấc cả người anh ta lên. Cảnh tượng này khiến tất cả những người ở đây đều chấn động, ngây người, người nhìn Huỳnh Nhân bước đến như thần chết. Trong mắt Thiều Gia Nguyệt lại ngập tràn sự ngạc nhiên, vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn Huỳnh Nhân. Tao có một vạn biện pháp khiến cho mày sống không bằng chết, không thể kìm được mà nói ra. Trong mắt Huỳnh Nhân bắn ra tia sáng lạnh lẽo, anh kéo khuôn mặt sợ hãi của đồng ý hành đến bên cửa sổ đã mở ra bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân nặng nề của huỳnh nhân chẳng khác gì búa tạ, mạnh mẽ đập vào trong lòng mỗi người. Kiếp nạn 5 năm trước lại bị quay video lại đã hoàn toàn khơi dậy sát ý của huỳnh nhân. Anh không thể nhịn được nữa, sự tàn ác ngập trời đang sinh sôi nảy nở trong đáy lòng anh. Huỳnh nhân, anh mau dừng tay, liễu phi tuyết dường như nhớ ra chuyện gì đó, hoảng sợ kêu lên. Nhưng đã muộn, Huỳnh nhân nhất đồng ý hành mặt mũi đang tái nhợt đi tới bên cửa sổ đang rít gào. Trước ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, anh nhất cả người đồng ý hành ra bên ngoài tháp Minh Châu. Nơi này là tầng cao nhất của tháp Minh Châu. Nếu như mày không nói, vậy tao sẽ ném mày từ nơi này xuống. giọng anh lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, bên ngoài mưa to gió lớn, một tia chớp chói mắt giật ngang trời, toàn bộ nổ tung. Âm ầm, chớp sáng như tuyết trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thành phố Minh Châu. Cũng chiếu lên người huỳnh nhân, kéo dài bóng đen của anh đến vô tận. Khoảnh khắc này, anh giống như thần chết. chương 190, biệt danh, biên bức. Đừng! Đôi mắt đỏ hoe của Liễu Phi Tuyết đang nhìn huỳnh nhân như đang nhìn một kẻ giết người, trên gương mặt hiện đầy vẻ đau thương. Đúng là đồng ý hành đã làm chuyện rất quá đáng với cô, thế nhưng không thể lấy chuyện này ra để làm lý do giết người được. Cô là vợ của Huỳnh Nhân, tận mắt chứng kiến huỳnh nhân giết người vì mình, cô không thấy cảm động chút nào, chỉ thấy đau khổ. 5 năm trước, cô và huỳnh nhân cùng bị trói tới kho hàng ở bến tàu Minh Châu, lúc đó thuốc trong người huỳnh nhân đã có tác dụng, bên cạnh lại chỉ có liễu phi tuyết là phụ nữ, vì thế mà cô không thoát được cảnh bị cưỡng ép. Đối với cô, đêm đó giống như là địa ngục, đã làm tổn thương nghiêm trọng tới cả tinh thần và thể xác của cô, nhất là sau khi biết mình mang thai, cô còn từng có suy nghĩ muốn nhảy lầu tự tử. Thế nhưng cô vẫn có thể kiên trì, sinh đứa bé ra, đó là cốt nhục của cô và Huỳnh Nhân. Bây giờ cuộc sống mới tốt hơn, cô thả bị thương, còn hơn là để Huỳnh Nhân trở thành một tên giết người vì mình. Giọng nói của cô như tiếng chim đỗ quyên đang than khóc, vô cùng thê lương, làm người người nghe mà thương tâm rơi lệ. Cơ thể Huỳnh Nhân cũng run mạnh, nhưng anh không quay đầu lại, oán khí càng nặng nề hơn, anh nhìn đồng ý hành chầm chầm, hét lớn. Nói, là ai đưa video cho mày? hai chân đồng ý hành lơ lửng trên không trung, cơ thể mất đi sự cân bằng, vẻ mặt kinh sợ. Tháp Minh Châu là tòa nhà cao thứ ba trên thế giới, cao ngang với mây, xe cộ đi lại tấp nập ở dưới chân tháp, nhà cao tầng thì nhỏ như con kiến, nếu ngã từ trên này xuống thì chắc chắn xương cốt cũng không còn. Chưa kể bây giờ đang mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, chỗ càng cao càng dễ bị sét đánh trúng, cái mạng nhỏ của anh ta ngoài việc đang nằm trong tay Huỳnh Nhân, còn phải lo sợ bị sét đánh trúng tia chớp dày đặc lóe lên trên bầu trời, khoảng cách rất gần, thậm chí anh ta còn thấy được đường nét của tia sét. Cứu tôi, cứu tôi. Cả người đồng ý hành bị mưa to làm ướt, tóc bết dính vào nhau, mắt thì mở không lên, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng tháp minh châu quá cao, đồng ý hành thì lại lơ lửng bên trên, nhỏ như con kiến, không ai nghe thấy được. Tao đếm tới ba, nếu mày không chịu nói, thì chào tạm biệt với thế giới này đi. Giọng nói của anh lạnh lùng, sau đó bắt đầu đếm ngược ba huỳnh nhân mày có biết mày đang làm gì không một giọng nói vừa to vừa tức giận truyền tới từ phía sau anh ta là con trai nhà họ đồng là người thừa kế của nhà họ đồng mày mà dám giết anh ta nhà họ đồng sẽ không tha cho đâu tuy anh ta đang quát lên nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự sợ hãi ngoài thì mạnh mà trong thì yếu huỳnh nhân dừng đếm ngược cả người đứng im không nhúc nhích như bức tượng điêu khắc thẩm thanh vân cho rằng huỳnh nhân sợ rồi lập tức nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói có gì thì từ từ nói mày thả đồng ý hành ra trước đi đã bây giờ quay đầu lại vẫn kịp thẩm thanh vân vừa dứt lời đã nghe được tiếng cười trầm thấp của huỳnh nhân cơ thể anh hiên ngang như có thể chạm tới mặt trời mặt trăng có thể che được cả bầu trời ngại quá xương cổ tao không tốt không thích quay đầu vừa dứt lời sắc mặt mọi người lại trở nên tái nhợt tinh thần mới được thả lỏng lại căng như dây đàn. Câu nói đầy sát ý của Huỳnh Nhân vang lên khắp phòng bao. Năm năm, đã 5 năm, năm, vợ con của tao luôn bị người khác hãm hại, Huỳnh Nhân tao không hận trời, không hận đất, chỉ hận những người dám lấy vợ con tao để uy hiếp tao. Ngày hôm nay, nếu anh ta không nói sự thật thì toàn bộ đồng gia đều bị chôn cùng với anh ta. Trong lúc anh nói, người phụ nữ ăn mặc như trợ lý ở đằng sau thiều gia nguyệt bỗng nhiên run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run theo cô chủ người này nhất định đừng chọc vào người này anh ta rất mạnh trong câu nói có sự áp bức mà chỉ người trong nghề mới có thể cảm nhận được cô ta cho rằng mình đã là cao thủ rồi nhưng đứng trước huỳnh nhân đang giận dữ cô ta chỉ yếu như một con kiến sắc mặt thiều gia nguyệt thay đổi ánh mắt phức tạp nhìn huỳnh nhân lẩm bẩm huỳnh nhân năm năm này anh đã trải qua chuyện gì cô ta điều tra tin tức của huỳnh nhân từ khi sinh ra tới bây giờ đều có đủ chỉ có trong 5 năm, năm đó là không biết gì. Dù cô ta có dùng mối quan hệ gì đi nữa không điều tra được gì, dường như trong 5 năm, năm này, Huỳnh Nhân đã biến mất khỏi thế gian. Người như vậy, chỉ có hai khả năng, một là sống ẩn giật trong núi rừng, ngăn cách mình với thế giới, hai là thân phận của anh ta cao siêu vô cùng. Hai giây trôi qua rất nhanh, Huỳnh Nhân lạnh lùng nhếch miệng mỉm cười. Hết giờ, đi chết đi. Nói xong thì buông cổ đồng ý hành ra dường như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc này, con người đồng ý hành co rút, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi rõ rệt. Khoảnh khắc huỳnh nhân buông tay, đồng ý hành cảm thấy thế giới này thật yên tĩnh, cơ thể hắn rơi nhanh xuống như đang lao xuống biển. Tinh thần hồi phục lại, anh ta gào giống lên, không màng gì nữa. Không, anh ta còn chưa trở thành ông chủ của nhà họ đồng, anh ta còn chưa kết hôn, chưa tận hưởng đủ thế giới vừa xinh đẹp vừa tội lỗi này, anh ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, không thể chết như vậy được. Bỗng nhiên cơ thể anh ta như bị ai đó kéo lên, thời gian như dừng lại. Anh ta mở mắt ra, mắt vừa mở thì suýt ngất xỉu. Nhà cao tầng, xe cộ nhỏ như hạt bụi, chỉ thấy được những chấm sáng xanh đỏ, còn anh ta thì đang treo ngược trên tháp Minh Châu. Ở khoảnh khắc anh ta sắp rơi xuống thì Huỳnh Nhân túm được chân của Đồng Ý Hành, ánh mắt anh lạnh lùng hung ác nhìn anh ta. Có cảm nhận được cái chết không? Khuôn mặt Đồng Ý Hành đầy vẻ sợ hãi đến cả sức lực để nói chuyện cũng không có lần tới tao sẽ không kéo mày lại đâu câu nói tiếp theo của huỳnh nhân lại phán án tử cho anh ta thêm lần nữa dọa đồng ý hành sợ vô cùng sức lực của huỳnh nhân càng lúc càng nhỏ lại đồng ý hành có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần trượt xuống cuối cùng anh ta suy sụp hét lớn tao nói tao nói đừng ném tao xuống huỳnh nhân nắm lại mắt cá chân của đồng ý hành lạnh lùng nhìn anh ta bụng đồng ý hành không ngừng dùng sức để cuộn người lên dùng hết sức lực nói tao cũng không biết người đó là ai chỉ biết anh ra đeo mặt nạ hình con rơi biệt danh là biên bức tuy giọng nói của anh ta rất lớn nhưng bên ngoài đang mưa to gió lớn nên chỉ hai người họ mới nghe thấy được nhưng trong mắt huỳnh nhân vẫn lạnh lùng bởi vì tin này có cũng như không đồng ý hành đột nhiên kinh sợ la to tao không lừa mày người đó là biên bức thật tao chỉ biết vậy thôi huỳnh nhân biết anh ta không nói dối nhíu mày lại đeo mặt nạ hình con rơi có biệt danh là biên bức như vậy thì tìm thế nào được trong đầu anh không có manh mối nào huỳnh nhân dứt khoát không nghĩ nữa ánh mắt lại trở nên lạnh lùng cứ cho là mày nói thật nhưng mày dám dùng video uy hiếp vợ tao bắt cô ấy quỳ xuống đây cũng là thật mày vẫn phải chết nghe vậy ánh mắt đồng ý hành lại trở nên hoảng sợ không tao đã nói hết những gì tao biết rồi mày không được giết tao. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn không hề dao động, trong lòng anh tràn đầy oán khí, thúc giục anh mau giết chết đồng ý hành. Trong lúc anh đang muốn thả tay thì bỗng nhiên có một cái ôm mềm mại ấm áp từ phía sau. Cùng lúc đó, tiếng năn nỉ tuyệt vọng của Liễu Phi Tuyết vang lên. Dừng tay đi, coi như vì em và Tiểu Như, anh đừng giết người. Audio điện tử võ tấn bền chương 191, Võng lượng bí ẩn Giọng nói của Liễu Phi Tuyết như một dòng suối mát lạnh, bỗng chốc xua tan cơn thịnh nộ đang điên cuồng sục sôi trong lòng Huỳnh Nhân. Cơ thể anh chấn động, cuối cùng vẫn không ném đồng ý hành xuống, nhưng cũng không kéo anh ta lên, để anh ta lửng lơ giống như thần lằn vậy. Mưa gió bên ngoài càng dữ dội, sấm sét gầm trời, như thể muốn hủy diệt thế giới tội ác này vậy, trong lòng Huỳnh Nhân lại tĩnh lặng, để mặc cho Liễu Phi Tuyết ôm lấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây anh cảm nhận được bờ vai của liễu phi tuyết đang khẽ run run cô cố gắng kìm nén tiếng khóc nhưng vẫn bị huỳnh nhân nhận ra anh nhìn tia sét lóe sáng không ngừng giọng nói trầm thấp hơi bất đắc dĩ anh đã từng hứa rằng sẽ không để cho em khóc nữa sao em lại khóc rồi liễu phi tuyết thôi khóc hóa cười nhưng đôi mắt vẫn đỏ bừng ôm huỳnh nhân càng chặt hơn em không muốn anh giết người cho dù người khác làm gì với chúng ta chúng ta cũng không thể làm như thế anh có Tiểu Như, còn có em. Năm năm qua bọn em không có anh, không muốn để mất anh nữa. Huỳnh Nhân lặng thinh, khép đôi mi một cách nặng nề. Trong lúc Huỳnh Nhân yên lặng, cả căn phòng đều im thiên thít. Thiều Gia Nguyệt, Thẩm Thanh Vân và toàn bộ đám cậu ấm đều nhìn anh với vẻ hoặc là phức tạp hoặc là khiếp sợ. Sau đó, tất cả mọi người đều nhận ra sát ý rét lạnh thấu xương trong phòng đang rút đi từng chút một như nước thủy triều. Khi Huỳnh Nhân mở mắt ra lần nữa, trên người anh chẳng còn chút sát khí nào, gương mặt còn có nụ cười dịu dàng. Được, anh hứa với em, không giết người. Trong khi nói, Huỳnh Nhân dùng sức ở cổ tay quăng đồng ý hành sống dở chết dở bị treo ở bên ngoài vào. Có điều anh ta hoảng loạn không thôi, đôi mắt dại ra, chẳng hề có sức lực để mà đứng lên. Huỳnh Nhân chẳng buồn nhìn anh ta, chậm rãi xoay người lại, dịu dàng nhìn Liễu Phi Tuyết. Anh chỉ không muốn có người làm hại em. Em cũng vậy. Mắt liễu phi tuyết ửng đỏ, nói. Thật ra, nếu thời gian quay ngược về 5 năm trước, em vẫn sẽ không do dự mà cứu anh. Toàn thân huỳnh nhân chấn động, trên mặt lại hiện vẻ áy náy. Đây chính là liễu phi tuyết, từ đầu đến cuối, cô cũng là một người tốt bụng. Hừ, thiều gia nguyệt ở bên cạnh nhìn huỳnh nhân và liễu phi tuyết ôm ấp nhau, vẻ không vui thoáng hiện trên gương mặt cổ điển. Cô ta hừ một tiếng rồi lạnh lùng nhìn sang thẩm thanh vân và những cậu ấm đó các người còn không đưa anh ta đi bấy giờ thẩm thanh vân mới sực tỉnh nói với vẻ mặt thâm hiểm chuyện này chưa xong đâu sau đó đỡ đồng ý hành khiếp sợ không đi nổi lên rời khỏi phòng riêng những cậu ấm khác thấy vậy cũng gấp gáp bỏ chạy y như mất chỗ dựa lúc này tâm trạng của thiều gia nguyệt mới tốt hơn đôi chút nhưng vẫn sầm mặt thư ký ở phía sau hiếu kỳ nhìn huỳnh nhân kinh ngạc ánh trong mắt hình như cô chủ rất để ý người đàn ông này sau khi đồng ý hành, Thẩm Thanh Vân và đám cậu ấm rời đi, cảm xúc của Liễu Phi Tuyết cũng bình ổn lại. Nghĩ đến dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người mà mình lại chủ động ôm Huỳnh Nhân, còn thốt ra những lời mùi mẫn đến vậy, hai má Liễu Phi Tuyết lập tức ửng đỏ, phản xạ có điều kiện đẩy Huỳnh Nhân ra. Huỳnh Nhân cũng không để ý, sự việc vào 5 năm, năm trước như cơn ác mộng dày vò Liễu Phi Tuyết. Nhưng mà, mối quan hệ của hai người cũng vì vậy mà tiến thêm một bước nhưng trong tình cảnh này lại có một cái bóng đèn siêu to thì chẳng tuyệt vời nữa rồi thế là huỳnh nhân nhìn sang thiều gia nguyệt nói cô thiều lẽ nào cô không cảm thấy hiện giờ cô sáng lắm sao thiều gia nguyệt lạnh mặt khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng huỳnh nhân anh vô tình thật đấy tôi tốt bụng giúp anh mà anh còn chê tôi làm bóng đèn huỳnh nhân cũng bối rối chỉ có thể trầm giọng nói xin lỗi nhưng Thiều Gia Nguyệt vẫn không hề có ý muốn đi, trái lại chủ động đến trước mặt Huỳnh Nhân, liếc nhìn Liễu Phi Tuyết rồi nói: Anh định giải quyết video này thế nào? Tệp video gốc trong tay đồng ý hành hình như là thật. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên tối hơn. Xem ra phải đích thân đến nhà họ Đồng một chuyến rồi. Mục đích của nhà họ Đồng chỉ là hạng mục xây thành, nhưng không thể cho bọn họ hạng mục xây thành. Lúc này Liễu Phi Tuyết cũng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: cho dù video trong tay anh ta là thật thì cũng chỉ là một video mà thôi, không chi phối được tình hình chung. "Cô Thiều, rất cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ." Im một chốc, cô lại nhìn sang Thiều Gia Nguyệt, hờ hững nói. "Cô ra mặt cũng chỉ vì hạng mục xây thành, Liễu Phi Tuyết tôi không phải là người vong ân bội nghĩa, điều tôi hứa với cô nhất định sẽ làm được, tôi sẽ hợp tác với cô hạng mục xây thành." Thiều Gia Nguyệt lại nhướng mày, cô thật sự tưởng rằng tôi là vì hạng mục xây thành mới cố tình đến đây à? Chẳng lẽ không phải sao? Liễu Phi tuyết sầm mặt, giọng điệu cũng đầy uy nghiêm. Huỳnh Nhân đứng giữa hai người phụ nữ bỗng sửng sốt, anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng bầu không khí trong phòng riêng lại dần trở nên căng thẳng, còn trở nên hơi vi diệu. Hai người phụ nữ rằng có không thôi, cuối cùng Thiều Gia Nguyệt rời mắt đi, thản nhiên liếc nhìn Huỳnh Nhân. Anh ra đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Liễu Phi Tuyết lập tức không vừa lòng, cảnh giác nhìn Thiều Gia Nguyệt chằm chằm. Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Thiều Gia Nguyệt cũng không giải thích gì cả, chỉ nhìn Huỳnh Nhân, nói. Đây là tình báo về kẻ chủ mưu đứng sau quay đoạn video này, anh không nghe thì đừng hối hận. Huỳnh Nhân im lặng một lúc, sau đó đi theo ra ngoài. Xin lỗi, Phi Tuyết. Không biết vì sao, sau khi chuyện này xảy ra, anh luôn có cảm giác bất an về trận mưa gió sắp tới, không thể bỏ qua một chút thông tin nào. Thiều Gia Nguyệt và Huỳnh Nhân ra bên ngoài phòng riêng, thấy xung quanh không có ai bèn khẽ giọng nói. Tuy rằng tôi không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng có lẽ không khác gì mấy tình báo trong tay tôi, kẻ đưa tệp video gốc cho đồng ý hành chắc là một người đàn ông tên Biên Bức. Ánh mắt Huỳnh Nhân chăm chú. Cô biết những chuyện gì? Biên Bức này, anh có thể tin chắc rằng không có người thứ ba nghe thấy, nhưng Thiều Gia Nguyệt lại nói ra đây chứng minh cô ta cũng đã nắm chắc một chút hành tung trong tay. Thiêu Gia Nguyệt nghiêm túc kể từ đêm anh nhắc đến chuyện bắt cóc với tôi, tôi đã bắt đầu điều tra. Nếu là tôi làm thì tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng nếu không phải tôi làm mà có người muốn đổ tội lên đầu tôi, tôi cũng sẽ không gánh cái oan này. Sau đó quả thật để tôi phát hiện ra. Dừng một lúc Thiêu Gia Nguyệt chậm rãi nói năm năm trước đã từng có một tổ chức ngầm thần bí ở lại Minh Châu tên là võng lượng biên bức kia chính là người của võng lượng võng lượng khi thiều gia nguyệt nhắc đến hai chữ này huỳnh nhân xứng người đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo đó chẳng phải là tổ chức thần bí mà long tức của anh luôn tìm kiếm sao mưa to vẫn rơi liên tục bầu trời như thể thủng một lỗ lớn nước mưa trút xuống không ngừng dưới sự dìu đỡ của thẩm thanh vân và đám cậu ấm đồng ý hành lên một chiếc xe suv màu đen huỳnh nhân Tao muốn gã ta phải chết. Vừa ngồi vào trong xe là toàn thân anh ta run lẩy bẩy, cả khuôn mặt vặn vẹo, nắm đấm siết chặt hơn, dường như đang cố sức kìm nén sự hoảng sợ và phẫn nộ trong lòng. Thẩm Thanh Vân cũng sầm mặt nói: "Không thể để yên chuyện này như vậy được, nếu bọn họ đã không sợ thì cho bọn họ biết thế nào là lợi hại." Anh ta thì thầm nói gì đó với Đồng Ý Hành, nét mặt của Đồng Ý Hành đột nhiên trở nên dữ tợn. Chương 192: Cuộc chém giết liên hoàn sau khi chào tạm biệt thiều gia nguyệt huỳnh nhân lại trở về phòng riêng lúc này nhân viên phục vụ đã bưng bữa ăn tinh xảo lên còn gửi tặng một chai vang đỏ thượng hạng hiệu quả cách âm của phòng riêng rất tốt sự việc xảy ra trong phòng riêng hoàn toàn không có một ai biết huỳnh nhân nhìn món ngon trên bàn cười nói ăn đi đồ ăn ở đây rất ngon liễu phi tuyết lại không muốn ăn chút nào sự lo âu hiện trên gương mặt cô ta nói gì với anh huỳnh nhân lặng im thầm cân nhắc rồi quyết định không để cho liễu phi tuyết biết đằng sau chuyện này còn có nhiều điều kỳ lạ thiều gia nguyệt nói một số vấn đề chi tiết với anh huỳnh nhân nói với nét mặt dịu dàng liễu phi tuyết không nói gì chỉ nhìn mưa gió gào thét ngoài cửa sổ xoa ấn huyệt thái dương đang hơi nhức tỏ vẻ mệt mỏi nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc huỳnh nhân áy náy trong lòng nhưng càng kiên quyết hơn phi tuyết em yên tâm đi anh sẽ tra rõ ràng đầu đuôi chuyện này anh nhìn Liễu Phi Tuyết, trầm giọng nói như thể lập lời thề. Thấy Huỳnh Nhân nghiêm túc như vậy, Liễu Phi Tuyết cũng không phiền lòng nữa, khẽ ừ một tiếng. Trước mặt cô bỗng có thêm một miếng bít tết đã cắt. Nào, há miệng, a, à, Huỳnh Nhân giờ bít tết nói với Liễu Phi Tuyết. Anh làm gì vậy? Sắc mặt Liễu Phi Tuyết lạ lùng nhìn Huỳnh Nhân, nghi hoặc hỏi. Đút em ăn đó, Huỳnh Nhân nói như lẽ dĩ nhiên. Em tự biết ăn, nét mặt của Liễu Phi Tuyết mất tự nhiên, nói. Anh biết, há miệng, a à. Rõ ràng Huỳnh Nhân gật đầu, nhưng vẫn giờ miếng bít tết phía trước như thể không nghe hiểu. Hết cách, Liễu Phi Tuyết chỉ đành bất chấp ăn miếng bít tết ấy, thậm chí ăn hết cả bàn bít tết dưới sự cưỡng ép của Huỳnh Nhân. Ăn cơm tối xong, cơn mưa to chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại còn có dấu hiệu ngày càng dữ dội. Huỳnh Nhân cầm dù cho Liễu Phi Tuyết, nhìn bầu trời đen kịt hòa lẫn giữa trời và nước, cảm thán mưa lớn quá lái xe liễu phi tuyết thì chẳng bận tâm lắm nói ngắn gọn xúc tích để anh lái huỳnh nhân nhìn gương mặt đỏ bừng của liễu phi tuyết và nói Tử lượng của liễu phi tuyết không tốt lắm mới uống một chai vang đỏ đã choáng váng hoa mắt liễu phi tuyết gật đầu vừa lấy chìa khóa từ trong túi ra lại khựng tay sau đó lắc đầu không được sao không được huỳnh nhân ngẩn ra chỉ thấy công nghiêm túc nhìn huỳnh nhân nói anh cũng uống rượu. Chút rượu ấy thì có sao đâu. Không được, uống rượu là uống rượu, chúng ta tìm lái xe hộ đi. Không lâu sau, một người đàn ông đội nón lưỡi chai cao chỉ có 1m7 đi đến trước mặt họ. Là hai người muốn tìm lái xe hộ à? Rõ ràng là mùa hè nhưng người đàn ông này lại mặc áo khoác dày. Huỳnh Nhân chú ý người đàn ông này hơn, đưa chìa khóa xe cho anh ta. Đến tử viên nói xong bèn cùng ngồi vào hàng ghế sau với Liễu Phi Tuyết. Người đàn ông mặc áo khoác cũng không nói gì, trực tiếp khởi động xe chạy vào màn mưa. Không giống như người lái xe hộ thông thường hay nói chuyện, người đàn ông này rất im lặng, từ lúc bắt đầu lái xe đã không nói câu nào. Tất nhiên Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết sẽ không chủ động nói chuyện, trong xe đen kịt lặng im, không có chút tiếng động. Chỉ có hạt mưa ảo ạt rơi trên kính chắn gió, phát ra tiếng giang đậu tanh tách. Cơn mưa đã lớn đến nỗi khó mà nhìn được cảnh vật, cho dù bật cần gạt nước mức lớn nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy cảnh vật mà thôi. Xe chạy vào một con đường quanh núi vắng vẻ, Huỳnh Nhân hơi nheo mắt lại. Nếu như tôi nhớ không lầm thì chỗ này không phải đường đi hướng tử viên. Thế à, vậy tôi nhớ nhầm rồi. Người đàn ông có vẻ sực tỉnh, vội vàng quay đầu. Đột nhiên, trước mặt có hai ngọn đèn pha cực kỳ lóa mắt dọi đến, bỗng chốc che khuất tầm nhìn của mọi người cót két. Người đàn ông xoay mạnh vô lăng, thân xe lắc lư dữ dội, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết lập tức phản xạ có điều kiện ngả về phía trước. Có chuyện gì đang xảy ra? Liễu Phi Tuyết mở mắt, nhìn về phía đằng trước. Cẩn thận! Huỳnh Nhân lại biến sắc, hô to một tiếng. Ngọn đèn pha lóa mắt ngày càng gần, trong cơn mưa lớn đột nhiên có một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa lao ra, giống như một con thú to hóa rổ, điên cuồng nghiền nát sông về phía họ. Đùng đoàng! tia xét ngang trời, soi sáng rõ bầu trời đêm đen cùng với tất cả trước mắt. Huỳnh Nhân cũng thấy rõ tài xế trong chiếc xe tải lớn ấy, gã ta cũng mặc áo khoác dày tương tự, nhìn từ kiểu dáng thì giống hệt tài xế. Huỳnh Nhân như đã hiểu gì đó, ánh mắt nghiêm lại, nhìn sang tài xế đang lái xe. Kinh chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt hờ hứng của người đàn ông mặc áo khoác, gã ta nhìn Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết với ánh mắt dữ tợn, khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị. Ngay sau đó, gã ta lại buông vô lăng thế là chiếc xe bỗng chốc mất thăng bằng trong tốc độ cực nhanh két két vô lăng chuyển động điên cuồng thân xe cũng xoay chuyển biên đảo cho dù người trong xe đã thắt dây an toàn nhưng cũng cảm thấy trời đất ngả nghiêng tử viên còn chưa kịp nói bất chợt phát hiện người đàn ông mặc áo khoác vốn đang lái xe đột nhiên biến mất khơi khơi ngay tức khắc nguy cơ ẩn núp khắp nơi tại không gian nhỏ hẹp tối tăm trong xe huỳnh nhân nhìn lên trên theo phản xạ chỉ thấy gã đàn ông biến mất đang bất động bám vào nóc xe hệt như con thằn lằn xấu xí. Gã ta nở nụ cười rét lạnh với Huỳnh Nhân, tay cầm dao găm đâm mạnh vào cổ của Liễu Phi Tuyết. Mày dám! Đôi mắt Huỳnh Nhân lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát ý khiếp người. Thế nhưng, anh không hề đánh trả mà ôm chặt lấy Liễu Phi Tuyết, dùng máu thịt của bản thân để bảo vệ Liễu Phi Tuyết. Đừng! Liễu Phi Tuyết bị Huỳnh Nhân đè trên người, cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, tuy nhiên cô vẫn thấy rõ gã đàn ông mặc áo khoác muốn giết cô, lập tức phát ra tiếng gào xé lòng. Phập, ngay sau đó, dao găm đâm mạnh vào lưng của Huỳnh Nhân, máu bắn tung tóe khắp nơi, quần áo của Huỳnh Nhân bỗng chốc bị nhuộm đỏ. Huỳnh Nhân, Liễu Phi tuyết bật khóc, sờ vào thấy toàn là máu. Sát thủ đó cũng xứng ra, mục tiêu của gã ta là Liễu Phi tuyết, không ngờ trong lúc vô tình lại đâm Huỳnh Nhân bị thương. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt gã ta càng hung tợn hơn huỳnh nhân bị thương kết quả như thế thì càng tốt hơn sát thủ không tiếp tục tấn công bởi vì gã ta nghe thấy tiếng còi vang dội khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng gần và sắp đụng tới nơi gã ta muốn nhanh chóng rút lui nhảy xe thoát thân thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo cánh tay của gã ta lại bị kéo mạnh một phát răng rác một tiếng kéo chật cả khớp trong cơn đau dữ dội sát thủ ngoảnh đầu theo bản năng thứ nhìn thấy lại là một đôi mắt đen nhánh đầy sát ý. Huỳnh nhân rút phăng con dao găm trên người ra, cuồng nộ nhìn gã ta, hệt như cái nhìn chăm chú của thần chết vậy. chương 193, tiểu như biến mất. Bị ánh mắt đầy sát ý của huỳnh nhân nhìn chăm chú, đồng tử của sát thủ cũng đột nhiên co lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. May, sao mày không bị thương? Người bình thường bị gã ta đâm một nhát nhất định sẽ bị thương nặng hấp hối, sao anh chỉ chảy chút máu, còn lại không hề bị gì cả. Mày đáng chết. Tiếng nói của Huỳnh Nhân lạnh như băng, không nói nhảm quá nhiều, tung một cú đấm thật mạnh. Trong lòng anh ước lượng qua loa, còn khoảng 3 giây nữa hai xe sẽ đụng nhau. Đối với người bình thường 3 giây chỉ thoáng cái đã qua, nhưng đối với anh thì 3 giây đã đủ cho anh làm rất nhiều chuyện. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang như sấm rền, Huỳnh Nhân đấm một cú oai phong, thân thể của sát thủ bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây xoạt xoạt kinh chắn gió theo tiếng bị đâm nát toàn thân tên sát thủ kia bị ném ra ngoài ầm ầm lúc này bóng ma to lớn ùn ùn kéo đến chiếc xe tải đó sắp đâm vào phốc phốc tên sát thủ đó bị bánh xe to của xe tải cán qua thậm chí không kịp kêu thảm đã không phát ra tiếng được nữa liễu phi tuyết chưa tỉnh hồn nhìn một màn này từ nhỏ cô cũng trải qua không ít lần bắt cóc nhưng không có một lần nào hung hiểm như lần này sát cục trong cục nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của Huỳnh Nhân. Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, mặt của Huỳnh Nhân như đau tước, vô cùng nghiêm túc, nhất là đôi mắt càng rực rỡ người người, nhìn chầm chầm vào phía trước. Trong khoảnh khắc sống còn, Liễu Phi Tuyết cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt lại giao tính mạng vào tay Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân ôm Liễu Phi Tuyết, sau đó chở mình lăn xuống dưới, khi lăn xuống anh lập tức mở cửa xe, ôm Liễu Phi Tuyết lăn xuống dưới ầm ầm ngay lúc hai người họ bỏ xe thoát đi xe tải cũng đâm mạnh vào xe con xe lập tức chia năm xẻ bảy thành một đống đồng nát sắt vụn mà xe tải lớn còn không vừa lòng liên tục đâm thêm ba lần mới bỏ qua oanh bình xăng nổ mạnh cả chiếc xe cũng vọt lên trời nổ tung ở giữa không trung ánh lửa mút trời nhưng những ánh lửa ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn một giây đã bị mưa to dội tắt từng đợt khói đen dâng lên cảnh hoang tàn khắp nơi Liễu Phi Tuyết không nhìn thấy những hình ảnh đó, cô chỉ cảm thấy một lồng ngực dày rộng hữu lực dán sát gương mặt của cô, dù bên ngoài gió to mưa lớn, sấm sét vang dội, cô cũng không hề cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Dường như cái ôm của Huỳnh Nhân là bến cảng ấm áp nhất, chu đáo che chở cô. Cứ lăn lông lốc vài vòng như vậy, giọng nói của Huỳnh Nhân mới chậm rãi vang lên. Được rồi, em có thể mở mắt ra. Liễu Phi Tuyết mở to mắt, nhìn thấy Huỳnh Nhân đè trên người cô hai tay anh chống ở hai bên, cẩn thận khống chế thân thể của mình, cố hết sức không khiến Liễu Phi Tuyết đau. Từ góc độ này, vừa lúc Liễu Phi Tuyết có thể thấy vết thương của Huỳnh Nhân còn đang chảy máu, cô lập tức rơi nước mắt. Anh cố chịu đau, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ánh mắt Huỳnh Nhân dịu dàng nhìn Liễu Phi Tuyết, khẽ nói. Em đừng căng thẳng, chút chuyện nhỏ này không có gì đáng ngại. Thế này sao lại là vết thương nhỏ được, anh cũng chảy nhiều máu đến vậy, Liễu Phi Tuyết bất chấp mưa to gió lớn, vội vàng đi đến bên cạnh Huỳnh Nhân, đỏ mắt nói. Đối với việc này, Huỳnh Nhân chỉ đành cười khổ. Vết thương như vậy đối với người bình thường có lẽ là vết thương chí mạng, nhưng đối với anh nó còn không bằng vết thương nhỏ. Trận chiến U Hằng, một mình Huỳnh Nhân chiến đấu với cửu đại trí tôn của thế giới, vết thương nào trên người anh không thảm thương hơn cái này. Huỳnh Nhân đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi trở nên sắc bén, làm dấu tay im lặng. Xuyệt. Liễu Phi Tuyết cũng giật mình, không nói gì. Cộc cộc cộc, từng tiếng bước chân lanh lảnh truyền tới từ nơi không xa. Tài xế xe tải nhảy xuống xe, đến đây xem xét tình huống. Mưa to rơi lên mặt gã ta, lên người, lên tóc, nhưng gã ta làm như không cảm nhận được, ánh mắt vẫn bình thản. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là nguyên tắc xử sự khi họ làm nghề này. Theo tiếng bước chân tới gần, ánh mắt của Huỳnh Nhân càng ngày càng sâu thẳm. Trái tim liễu phi tuyết cũng đập nhanh hơn. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai bên chưa đến một mét, Huỳnh Nhân bất chợt bùng nổ, bỗng nhiên vươn cánh tay ra. Tên sát thủ thứ hai đã phản ứng rất nhanh, nhưng gã ta vẫn bị Huỳnh Nhân bắt được ít hầu, dơ lên thật cao. Nói mau, ai phái tụi mày tới đây? Giọng nói của Huỳnh Nhân lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chầm chầm gã ta. Khi nói chuyện, bàn tay của anh đã không ngừng dùng sức bởi vì anh đã biết thân phận của đối phương là sát thủ chuyên nghiệp lấy việc giết người làm nghề rốt cuộc là ai có năng lực lớn đến nỗi có thể mời sát thủ chuyên nghiệp tới giết bọn họ sắc mặt của tên sát thủ kia đỏ bừng hai chân cách mặt đất vùng vẫy như con ếch xanh sắp bị đun sôi ánh mắt gã ta nhìn huỳnh nhân mang theo sự hoảng sợ nhưng càng nhiều hơn lại là dữ tợn và điên cuồng dưới ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của huỳnh nhân miệng của sát thủ bỗng dưng nhúc nhích một chút rất nhỏ bé nhưng vẫn bị huỳnh nhân nhận ra sắc mặt anh lập tức thay đổi tên sát thủ này muốn cắn lưỡi tự sát một bàn tay khác của huỳnh nhân bỗng nhiên với vào miệng của gã ta muốn ngăn cản gã ta cắn lưỡi tự sát đáng tiếc vẫn chậm tên sát thủ kia nhìn chằm chằm huỳnh nhân bằng ánh mắt hung ác trong mắt hiện lên sự điên cuồng nồng đậm máu tươi đỏ thắm chảy xuống từ miệng gã ta con người của gã ta không còn động đậy nữa chết rồi huỳnh nhân thở dài trong bụng đây là người sống duy nhất mà lại cắn lưỡi tự tử nhưng anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại trong lòng rất lo lắng những tên sát thủ này thà rằng cắn lưỡi tự tử cũng không muốn để lộ dấu vết chứng tỏ độc thủ phía sau màn thuê bọn họ có địa vị to lớn địch ở trong tối ta ở ngoài sáng anh nên điều tra từ đâu ngược lại huỳnh nhân có thể vận dụng sức người và sức của mà anh có nhưng thế giới to lớn như thế muốn điều tra ra chân tướng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển Nói nghe thì dễ. Nhưng khi Huỳnh Nhân định xử lý thi thể này, bên tai lại truyền đến tiếng tích tích rất nhỏ. Tiếng gì? Không chỉ Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết cũng nghe thấy âm thanh này. Tích tích tích. Âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng nhanh chóng, giống như một tiếng đếm ngược nào đó, đến từ đầu của tên sát thủ kia. Khi nghe lấy âm thanh này, sắc mặt Huỳnh Nhân đột nhiên thay đổi kịch liệt, bỗng nhiên vứt thi thể của sát thủ đi như khoai lang bỏng tay. Đồng thời anh đẩy Liễu Phi Tuyết ngã xuống. Cẩn thận, cùng lúc với tiếng nói vang lên, thi thể sát thủ còn ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung. Trận nổ bắt đầu từ đầu của sát thủ, đầu tiên là đầu bị nổ tan nát, ngay sau đó thân thể bị nổ đến mức liên tiếp vỡ vụn. Càng có xương máu lờ mờ bao phủ, mây hình nấm mini chậm rãi dâng lên, gợn sóng sinh ra từ trận nổ thổi bay tóc của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết. Hai người đều nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt rung động nơi sâu trong mắt huỳnh nhân lại càng lướt qua một tia sắc nhọn chip bom trong đầu tên sát thủ kia bị cấy ghép chip bom đây là một loại bom kỹ thuật đen lấy cái chết của ký chủ là điều kiện nổ chỉ có kỹ thuật nano tân tiến nhất mới có thể lấy ra vốn dĩ đều dùng để đồng quy vô tận với đối phương không ngờ huỳnh nhân trở về đô thị còn gặp được nó sốt cuộc là ai sắc mặt huỳnh nhân âm u tự lẩm bẩm trong đầu anh hiện ra rất nhiều khuôn mặt có đồng ý hành thẩm thanh vân thậm chí thiểu gia nguyệt. Ken ken ken. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Huỳnh Nhân cầm lên xem, là cuộc gọi từ Liễu thủy Hoa. Anh vừa bấm nghe đã có tiếng nói nghẹn ngào mang chút tuyệt vọng của Liễu Thụy Hoa truyền ra. Anh rể, em xin lỗi, tiểu như biến mất rồi. chương 194, cơn giận của Long Chủ. Bên kia điện thoại, Liễu thủy Hoa khóc đau khổ vô cùng, chìm sâu vào sự tự trách. Nhưng khúc sau cô ấy nói cái gì, huynh nhân đã nghe không rõ. Bởi vì khi Liễu Thụy Hoa nói ra bốn chữ tiểu như biến mất, đồng tử của huynh nhân đã đột nhiên co lại, đồng thời đánh mất tiêu cự. Mưa to tầm tã, sấm sét vang dội, huynh nhân cầm điện thoại, không nhúc nhích như đã biến thành một pho tượng. Liễu Phi Tuyết cũng cảm thấy không ổn, lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Huỳnh Nhân không hề đáp lại, chìm sâu vào sự im lặng. Trong lúc Huỳnh Nhân im lặng, không khí xung quanh nhanh chóng đông lại, một luồng sát ý ngập trời như bão táp bùng nổ rền vang gió lớn dần mưa dần lạnh toàn bộ đất trời yên tĩnh như chết nếu có chỉ có tiếng nói đau đớn tuyệt vọng tự trách của Liễu Thụy Hoa em xin lỗi em xin lỗi đều là lỗi của em nếu không phải vì em Tiểu Như cũng sẽ không biến mất anh rể anh có thể mắng em đánh em nhưng anh nhất định phải tìm lại Tiểu Như Huỳnh Nhân cũng không mở loa nhưng mà Liễu Phi Tuyết vẫn nghe được lập tức cô cũng ngây ngẩn. Ngay sau đó, cô cầm lấy điện thoại của Huỳnh Nhân, cười miễn cưỡng bảo. Em đừng nói đùa, trò đùa thế này không vui chút nào. Cô còn chưa nói hết lời đã bị tiếng khóc to của Liễu Thụy Hoa cắt ngang. Chị, em không nói đùa, tiểu như biến mất thật rồi. Ngay lập tức, Liễu Phi Tuyết như bị đòn nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Phi Tuyết, sắc mặt Huỳnh Nhân tức khắc thay đổi, vội vàng ôm chặt Liễu Phi Tuyết không chịu được đả kích phi tuyết em không sao chứ cũng may liếu phi tuyết tỉnh lại rất nhanh vừa nhìn thấy huỳnh nhân đôi mắt của cô lập tức đỏ bừng tiểu như biến mất tiểu như bị bắt cóc rồi anh biết huỳnh nhân luôn miệng an ủi cô tiểu như sẽ không sao đâu em đừng sốt ruột anh nói xong lại trầm giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao tiểu như lại biến mất có lẽ vì quá phẫn nộ giọng nói của huỳnh nhân mang theo sự lạnh lẽo vô tận lúc này liễu thụy hoa cũng không kịp tự trách khóc nói ban đầu em và tiểu như đang chơi vui vẻ đột nhiên trời mưa to một tia sét đánh vào cây cột điện dẫn tới khủng hoảng em và tiểu như bị dòng người tách ra chờ đến khi em phục hồi tinh thần lại tiểu như đã biến mất tại sao không nói cho anh trước nghe đến đó huỳnh nhân tức khắc sắp sách cả mí mắt đánh gãy lời của liễu thụy hoa giận dữ hết đây là lần đầu tiên anh nổi giận với liễu thụy hoa bởi vì anh thật sự không nhịn được chuyện xảy ra trong tối hôm nay, từng việc một đều chạm vào danh giới cuối cùng của Huỳnh Nhân, không cần biết là đồng ý hành lấy video 5 năm trước uy hiếp liễu phi tuyết hay là bị sát thủ chuyên nghiệp ám sát đều khiến Huỳnh Nhân bộc phát sát khí. Nhưng những chuyện này anh còn nhịn được, sau khi Liễu Thụy Hoa nói cho anh biết tiểu như mất tích, cuối cùng anh không nhịn được nữa. Liễu Thụy Hoa cũng giật nảy mình, nhưng vẫn run giọng mà nói, em nghĩ tiểu như ở gần đó, cho nên em không quấy dậy anh và chị hẹn hò, nhưng mà em tìm xung quanh đều không thấy tung tích của Tiểu Như. Bây giờ em đang ở đâu, anh tới tìm em. Cơn giận đi qua, Huỳnh Nhân lập tức tỉnh táo trở lại, lạnh lùng nói. Công viên Minh Châu. Liễu Thủy Hoa gửi vị trí của cô, Huỳnh Nhân lập tức gọi điện thoại cho Lưu An kêu cô ta tới đó. Chuyện xảy ra đêm nay đã khiến Liễu Phi Tuyết kiệt sức, nhất là Tiểu Như mất tích trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sắc mặt Liễu Phi Tuyết trắng bệch, tâm sức tiểu tụy, nếu không có huỳnh nhân đỡ cô, e rằng cô còn không có sức mà đứng. Có phải là người trong gia tộc của em không? Giọng của cô run rẩy nói. Với thực lực của vương tộc Yến Đô hoàn toàn có năng lực làm tất cả những chuyện này, bọn họ không dễ dàng khoan dung cho sự tồn tại của tiểu như. Bọn họ không dám. Ánh mắt huỳnh nhân hiện lên một luồng sát ý nồng nặc, tiếng nói cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nghe vậy, liễu phi tuyết rơi vào sự yên lặng thật lâu một lúc sau cô mới nhìn huỳnh nhân bằng đôi mắt đỏ bừng khàn giọng hỏi tiểu như sẽ không sao đâu đúng không con bé sẽ không sao cả anh thề bằng cả sinh mệnh của anh vẻ mặt huỳnh nhân cực kỳ nghiêm túc sát ý trong lòng lại lan tràn khắp nơi anh mặc kệ đối phương là ai nhà quyền thế ở minh châu cũng được hoàng tộc yên lăng cũng được nếu như con gái của anh gặp chuyện gì thật anh sẽ khiến tất cả mọi người chôn cùng chẳng được bao lâu một cỗ chiếc Rolls Royce đen chậm rãi chạy tới, Lưu An mặc áo da đen đi xuống xe, nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ đầy bừa bộn, cô ta lập tức hoảng sợ. Nhất là khi nhìn thấy vạt áo của Huỳnh Nhân bị máu nhuộm đỏ, đồng tử của cô ta co rụt lại, bước nhanh tới gần, thậm chí cô ta còn không dám thở mạnh, quỳ một chân trên đất, trầm giọng bảo. Thuộc hạ tới chậm, xin long chủ thứ tội. Huỳnh Nhân xua tay, mấy vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, lập tức đi công viên Minh Châu anh nói xong, tức khắc không nói một lời mà ngồi vào ghế sau xe. Tâm thần Lưu An càng run rẩy hơn, bởi vì cô ta biết thiếu chủ đè nén cơn giận trong lòng để nói chuyện với cô, cô càng không dám cãi lời. Liễu Phi Tuyết kinh ngạc nhìn Lưu An, nhất là cảnh Lưu An quỳ một gối xin huỳnh nhân tha thứ khiến cô rung động sâu sắc. Nhưng cô không hỏi nhiều, cũng lên xe theo. Chỉ chốc lát sau đã đến cổng công viên Minh Châu, được copy tại TRUMTRUEN, Việt Nam. Lúc này, cổng công viên đã đọng nước khắp mặt đất, trời vẫn mưa tí tách như cũ. Lưu An muốn bung dù cho Huỳnh Nhân lại bị Huỳnh Nhân từ chối, đồng thời chỉ vào Liễu Phi Tuyết ở một bên. Lưu An hiểu ý, đi ra sau lưng Liễu Phi Tuyết bung dù cho cô. Mà Huỳnh Nhân thì tự mình xông vào trong màn mưa, mưa to làm ướt tóc anh, nhưng thứ duy nhất không thay đổi thân thể thẳng tắp của anh. Hiện tại trong công viên Minh Châu đã không còn ai, cho nên Huỳnh Nhân tìm được Liễu Thụy Hoa rất mau anh rể, em xin lỗi. Liễu Thủy Hoa ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy Huỳnh Nhân thì lập tức đỏ mắt đứng lên. Huỳnh Nhân lắc đầu, không trách cô ấy nữa. Đừng nói nữa, đi theo anh. Anh nói xong nhanh chân đi đến phòng quan sát của công viên trò chơi, ba người Lưu An, Liễu Phi Tuyết, Liễu Thủy Hoa đi theo sát sau lưng. Nhân viên phòng quan sát đã chuẩn bị tan tầm, đột nhiên phát hiện một nam ba nữ hùng hổ đi tới, nhất là ánh mắt của người đàn ông cực kỳ u ám, anh ta bị dọa sợ lập tức đứng lên. Các anh là ai, các anh không thể đi vào. Cút đi. Huỳnh Nhân đẩy anh ta ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua anh ta. Con gái của tôi bị người ta ôm đi là trách nhiệm của công viên trò chơi các anh. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người ở đây đều phải chịu trách nhiệm pháp luật. Anh vừa nói ra câu này, nhân viên công tác trong phòng quan sát cũng không dám ngăn cản nữa. Anh ta bị khí thế của Huỳnh Nhân dọa sợ đến mức không dám thở mạnh. Lưu An sau lưng anh lại càng chấn động cả người, khó mà tin được huỳnh nhân. Chẳng lẽ thiếu chủ cực kỳ tức giận, hóa ra là vì tiểu như mất tích. Trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt tươi cười hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ của tiểu như, đôi mắt của Lưu An cũng đỏ như máu. Cô ta âm thầm hạ quyết tâm, thề sống chết phải tìm được con gái của thiếu chủ. Huỳnh nhân đứng tại nhiều cái màu lam màn hình trước mặt, mỗi một cái màn hình đều lấy gấp 12 lần tốc độ phát hình hôm nay cả ngày hình ảnh theo dõi huỳnh nhân nhìn bao quát mỗi một nơi, mỗi một góc, thậm chí không hề nháy mắt. Đột nhiên, anh trầm giọng nói. Tạm dừng. Nhân viên công tác vội vàng dừng video, mắt của huỳnh nhân đang nhìn chầm chầm vào một chỗ trên màn hình. Một bóng người cực kỳ mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt, thừa dịp hỗn loạn ôm lấy tiểu như rồi biến mất ngay lập tức. Là anh ta. Sát ý trong mắt huỳnh nhân trải rộng. Trước đó xem video của Liễu Thụy Hoa, huỳnh nhân từng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang như có như không mà nhìn chằm chằm vào cô ấy và tiểu như khi đó huỳnh nhân còn tưởng là ảo giác không ngờ lại là anh ta ôm tiểu như đi thật ra khỏi phòng quan sát huỳnh nhân không nói thêm một câu nào chỉ im lặng xin ngài căn dặn lưu an hơi khom người trong giọng nói toàn là lo lắng huỳnh nhân nhắm chặt đôi mắt anh rất khó không sâu chuỗi những chuyện xảy ra trong đêm nay xem theo tuyến thời gian Việc anh và Liễu Phi Tuyết bị sát thủ chuyên nghiệp đột kích và tiểu như bị người thần bí ôm đi xảy ra trong cùng một thời điểm. Hiện tại đã qua gần một tiếng kể từ khi tiểu như mất tích, trong vòng một tiếng này, chuyện bất chắc gì cũng có thể xảy ra. Huỳnh nhân chậm rãi mở mắt, không hề nói lời thừa, chỉ nói khẽ một câu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý vô tận. Bằng mệnh lệnh của Long chủ tôi, lập tức huy động đội quân trăm nghìn người. Bất cứ kẻ nào, bất kỳ chiếc xe nào đều không được ra vào thành phố Minh Châu. Trong vòng 5 phút, tôi muốn thành phố Minh Châu biến thành một tòa thành cô lập, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. chương 195, đội quân hùng hậu. Giọng nói bình thản cùng với sát khí ngập trời rơi xuống khiến cơ thể Lưu An run bẩn bật, con người còn lại, khó tin nhìn huỳnh nhân. Điều động 100.000 đại quân, đây không phải động tĩnh nhỏ. Nhưng vừa nghĩ đến việc tiểu như bị bắt đi, ánh mắt Lưu An cũng trở nên lạnh lùng theo. Tiểu như chỉ là một đứa bé 5 tuổi đáng yêu, vừa ngây thơ vừa tốt bụng, bây giờ lại có người tính xuống tay với cô bé, ngay cả cô ta cũng cảm thấy căm phẫn, khó nên ý muốn giết người chứ nói chi là thiếu chủ, ba của Tiểu Như. Nghĩ đến việc thiếu chủ bị thương, đổ máu nơi biên cảnh để bảo vệ quốc gia, bảo vệ Nam Phương tịnh thổ, núi U Hằng, đơn thương độc mã đi từ xa đến đây, ôm ý định đồ long cửu đại trí tôn của thế giới. Vợ mình, con mình liên tục bị ức hiếp, bị tổn thương, quả thật chính là lời oán báo ơn bọn chúng hoàn toàn không đáng mặt làm người. Ánh mắt Lưu An lạnh lẽo, quỳ gối xuống đất, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Vâng, thưa thiếu chủ. Mà Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa đã hoàn toàn đứng hình, chẳng thể thốt nên lời, đôi mắt xinh đẹp như thấy mai nhìn Huỳnh Nhân. Các cô biết Huỳnh Nhân từng đi lính nhưng không ngờ địa vị của anh lại cao đến mức này. Bắt gặp ánh mắt của các cô, Huỳnh Nhân trở nên dịu dàng hơn. Chẳng phải hai người luôn tò mò rốt cuộc anh là hạng người gì sao? Hôm nay, anh sẽ nói tất cả cho hai em biết. Vòn vẹn 5 phút đồng hồ, khắp thành phố Minh Châu chẳng hề có chút âm thanh nào, im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, lúc này, không có tiếng sấm, hạt mưa rơi cũng nhỏ, biến thành cơn mưa phùn. Khắp nẻo đường vắng bóng người, các ngôi nhà cao tầng vốn bật đèn sáng thì từng cái tắt đi. Nhưng sự yên tĩnh này không xảy ra quá lâu, nó bị một loạt tiếng bước chân nặng nề phá vỡ. Tầm mắt của Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa nhìn về phía trước, bỗng nhiên đôi mắt trợn to, gương mặt biến sắc, cả hai đều che miệng lại, sợ mình vì hoảng hốt mà la lên. Huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh, chỉ thấy cảnh đêm cuối cùng, xuất hiện toàn là người với người. Bọn họ mặc quân trang màu xanh, chân mang giày bốt chiến binh nặng nề, tay cầm súng ống giàn thành ma trận vuông lớn, dường như thiên quân vạn mã tạo thành bức tường thép đi về phía này cổ họng của Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa như bị thứ gì chặn lại, một câu cũng không thốt được. dẫu cho cách rất xa thì các cô vẫn có thể cảm nhận được khí thế sát phạt quyết đoán mạnh mẽ ấy. thế nhưng trong đôi mắt của Huỳnh Nhân và Lưu An vẫn là sự bình tĩnh như cũ, họ chỉ lặng lặng nhìn cảnh tượng vô địch này. suốt cuộc, đoàn quân cũng tới trước mặt bọn họ. đây chính là đội quân mà Huỳnh Nhân điều động từ nửa tháng trước, khi đó anh làm để đề phòng nhà họ liễu của hoàng tộc yên lăng nhưng không ngờ trong vòng nửa tháng sóng yên biển lặng, mọi thứ vẫn bình thường. Ngay lúc chuẩn bị giải tán thì lại xảy ra chuyện con gái bị bắt đi. Bọn họ đứng bất động trước mặt huỳnh nhân, mặc dù đang đứng im thì cũng mang đến cảm giác áp bức khủng khiếp cho người khác. Bây giờ, đám đông tản ra, 10 người đàn ông với vẻ ngoài cao to, mạnh mẽ bước tới. Mỗi một người đều cao to như ngọn núi cổ xưa, thân hình đồ sộ mang theo uy thế bức người. Bọn họ ra khỏi hàng, cùng đến trước mặt huỳnh nhân rồi đột ngột quỳ một chân xuống, một tay đặt lên ngực, giọng giạc nói. Thuộc hạ là Toái Thiên Binh Vương, tham kiến Long Chủ. Thuộc hạ là Đạp Thiên Binh Vương, tham kiến Long Chủ. Thuộc hạ là Thí Thiên Binh Vương, tham kiến Long Chủ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mười binh vương cường đại cùng nhau nửa quỳ trước mặt huỳnh nhân, giọng nói vang tận trời xanh, tạo thành tiếng vọng, mãi thật lâu vẫn chưa biến mất. Trông thấy cảnh tượng này, Liễu Phi Tuyết và Liễu Thủy Hoa đã rung động đến nghẹn ngào, dường như họ cũng bị xúc động mà nhiệt huyết sục sôi. Đây đều là những binh vương cường đại một triệu người mới có được một người như thế, vậy mà họ lại quỳ gối trước mặt huỳnh nhân. Thậm chí, trong 10 người này thì Liễu Phi Tuyết nhận ra được một người quen. Thủ lĩnh quân đội Minh Châu, Lý Thiết. Anh ấy cung kính cúi chào huỳnh nhân, ánh mắt nhìn anh tựa như thần linh. Trước thế trận như thế mà Lưu An vẫn không biến sắc vạn dặm ải hiểm tây vọng, thân là long chủ, phía dưới có trăm ngàn vương thì cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi. Các binh vương khác do đều ở giải rác các thành phố nên trong thời gian ngắn vẫn chưa kịp tới. Huỳnh nhân khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người, bấy giờ, giọng nói trầm thấp, từ tốn cất lên. Huỳnh nhân tôi chinh chiến cả đời, dâng đầu cho quốc gia, vẩy máu tươi, tổng cộng giết trăm nghìn quân địch, cường giả trí tôn chết trên tay tôi không dưới một trăm, phong hào long chủ đại nam. Bây giờ, vợ tôi suýt nữa bị ám sát, con gái tôi thì bị bắt đi, động đến người của tôi thì phải làm thế nào? Rầm, mười binh vương cùng đứng lên, gióng giạc hét lên, dung chuyển đất trời. Xiết không tha, xiết không tha, xiết không tha, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cả đại quân cũng nhanh chóng nạp đạn lên nòng, âm thanh hô, giết, rầm trời. Rốt cuộc liễu phi tuyết cũng hoàn hồn, cô nhìn huỳnh nhân với vẻ khó có thể tin nổi những người này đều là thuộc hạ của anh sao huỳnh nhân gật đầu anh dùng ánh mắt dịu dàng mà đáp lời cô đã nhìn thấy thực lực thật sự của anh thì em cũng đừng lo lắng nữa em và thụy hoa hãy an tâm mà về nhà đi anh sẽ dẫn tiểu như về liễu phi tuyết nhìn anh thật lâu cô chẳng nói gì thêm mà chỉ dặn dò anh hãy cẩn thận cô không phải kẻ không hiểu biết biết rõ bản thân và Thủy Hoa ở nơi đây cũng chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Sau khi Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa ra về, cặp mắt của Huỳnh Nhân trở nên đằng đằng sát khí. Tiếp theo, tất cả mọi người đi tìm cho tôi, một góc cũng không được bỏ sót. Gió, vừa dứt lời, thập đại binh vương dẫn theo 10.000 người lẫn ngựa bắt đầu tìm kiếm. Huỳnh Nhân và Lưu An vẫn đứng một chỗ, Minh Châu dù lớn thì 100.000 đại quân đây cũng không phải ăn chay, một khi để lại dấu vết thì bọn họ có thể lần ra manh mối. Cuối cùng, không chờ quá lâu, Huỳnh Nhân cũng nhận được báo cáo của Lý Thiết. Thưa Long Chủ, đã tìm được người. Ánh mắt Huỳnh Nhân lập tức nghiêm túc. Ở đâu, người kia là ai? Tạm thời chưa rõ thân phận nhưng có thể khẳng định thân thủ cũng như tính cảnh giác của người nọ rất cao, đã phát hiện ra chúng tôi, bây giờ đang lái xe bỏ chạy về núi Hổ Quy ở phía nam, biển số xe là trên mặt huỳnh nhân lập tức răng đầy sự khát máu. Đã phát hiện thì cũng không giấu giếm nữa, đuổi theo cho tôi, phải đảm bảo an toàn của con gái tôi. Rõ. Lý Thiết đáp lời rồi tắt bộ đàm. Huỳnh Nhân nhìn về phía Lưu An. Chúng ta cũng khởi hành đi về núi Hổ Quy. Núi Hổ Quy nằm ở ngoại thành thành phố Minh Châu, thuộc về khu phong cảnh cấp 3A quốc gia, cách trụ sở ban đầu của Huỳnh Nhân, biệt thự Sơn Thủy rất gần. Thế núi dốc đứng, hiểm trở, chỉ cần bất cần là sẽ rơi vào vực sâu muôn trượt, lối vào đỉnh núi có một khối đá trông rất giống một con hổ đang quay về nên nó mới có cái tên đó. Có người nghe nói rằng trong núi thật sự có hổ, vì thế mà ngọn núi này mới bị phong tỏa, không cho khách tham quan đi vào. Đợi đến khi Huỳnh Nhân và Lưu An lái xe đến núi Hổ Quy thì đại quân đã chia ra 10 hướng rồi tiến vào trong, bao vây toàn bộ ngọn núi. Thưa Long Chủ, toàn bộ núi Hổ Quy đã bị bao vây, đừng nói là người, dù cho một con thú cũng chẳng trốn được được đi vào núi tìm kiếm huỳnh nhân ra lệnh nếu cần thì cứ nổ súng bắn chết rõ tắt bộ đàm sắc mặt huỳnh nhân cũng trở nên nghiêm nghị anh không quan tâm đến mạng sống của thủ phạm anh chỉ lo cho an toàn của tiểu như thiếu chủ à tiểu như sẽ bình an lưu an vừa lái xe vừa nghiêm túc nói dù phải liều cả tính mạng của mình tôi cũng sẽ cứu tiểu như cảm ơn vẻ mặt huỳnh nhân hơi thả lỏng một chút anh nở nụ cười gượng bỗng nhiên trong bộ đàm vang lên giọng nói của lý thiết thiếu chủ chúng tôi đã bao vây anh ta thủ phạm đã bị dồn đến vách núi tốt lắm trong mắt huỳnh nhân lóe lên ánh sáng lạnh trước tiên đừng nổ súng tôi sẽ đến ngay tôi muốn để anh ta chết không có chỗ chôn nhưng lần này lý thiết lại không tắt máy mà trầm giọng nói thiếu chủ hung thủ muốn ôm tiểu như nhảy xuống núi cái gì? Nghe thế, con người huỳnh nhân lập tức co lại. Audio điện tử võ tấn bền. chương 196, người rơi. Lưu An nghe thấy Lý Thiết nói như thế thì lo lắng nói. Thiếu chủ hay là chúng ta đừng kích thích hung thủ nữa, mạng sống của tiểu như quan trọng hơn. Huỳnh nhân gật đầu, anh dặn dò Lý Thiết không nên ép hung thủ quá, phải đặt sự an nguy của tiểu như lên hàng đầu. Nói xong, Gương mặt của Huỳnh Nhân tối sầm lại đến độ có thể phát ra cả nước, anh thật sự không ngờ tới hung thủ lại điên rồ đến thế, ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi mà gã cũng xuống tay cho được. Cũng vào lúc này trên đỉnh núi hổ quy treo leo, có một người đàn ông đeo mặt nạ rơi, một tay gã ôm chặt lấy tiểu Như, một tay thì cầm súng lục dí vào đầu của tiểu Như rồi lạnh lùng nhìn Lý Thiết và thuộc hạ của anh ấy. Hai người đang ở trên vách đá treo leo, chỉ cần lùi về phía sau một bước thì sẽ rơi xuống vách núi tan xương nát thịt. Còn Tiểu Như, hình như cô bé đã bị cho uống thuốc ngủ rồi, cô bé ngủ rất bình yên không hề có một chút cảm giác nguy hiểm sắp ập đến gì cả. Cũng may là Tiểu Như đã bị hôn mê nếu không để cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng này cô bé sẽ sợ mất mật, nhất định sẽ khóc thét lên. Lý Thiết dẫn theo một tiểu đội, bao vây tất cả đường lui của người rơi kia, bởi vì đối phương có súng thế nên tiểu đội của Lý Thiết cũng không dám khinh thường, người nào người nấy đều mặc áo chống đạn dày cộm, tay cầm súng ống nhằm vào đầu của người rơi chật chật, vì muốn bắt tao mà mày lại phải điều động nhiều người đến thế, tao đây có chết cũng không hối hận. Rõ ràng biết mình đang đứng ở vách núi hơn nữa còn bị nhiều người chĩa súng vào đầu như thế nhưng người rơi kia lại không hề sợ hãi, ngược lại gã còn mỉm cười chế giễu. Lý Thiết lạnh lùng nhìn người rơi rồi nói. Mày không xứng để cho tao phải điều động nhiều người như thế, người xứng đáng chính là bé gái đang ở trong lòng mày kia, con bé đáng để chúng tao có chết cũng phải bảo vệ cho bằng được. Mày đã nói như thế thì tao lại càng không thể buông tha cho đứa bé này được, đây chính là bùa hộ mệnh của tao. Người rơi khàn giọng nói. Dây thanh quản của gã đã bị thiêu đốt thế nên bọn họ không thể nào tìm ra được thân phận của gã dựa vào giọng nói được. Tao khuyên mày vẫn nên buông tay đầu hàng thì hơn. Lý Thiết lạnh lùng nói. Ngoài tao ra thì vẫn còn cửu đại binh vương nữa, bọn họ đã phong tỏa toàn bộ núi Hổ Quy rồi, hôm nay mày có mọc thêm cánh thì cũng không thoát khỏi đây được đâu trốn ư lý thiết mày khinh thường tao quá rồi đấy nghe thấy thế người rơi lại nở một nụ cười điên cuồng trong nụ cười ấy còn mang theo cả sự điên rồ và dữ tợn nữa nếu như tao đã dám làm ra chuyện đấy thì cũng đồng nghĩa với việc tao đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết rồi có gan thì chúng mày nổ súng đi một khi nổ súng thì bé gái này cũng sẽ mất mạng những lời người rơi nói khiến cho gương mặt của lý thiết tối sầm hẳn xuống long chủ nói rất đúng cái mạng chó này của tên kia có chết cũng không tiếc nhưng mà nếu như vì thế mà liên lụy đến tiểu như thì thật không đáng chút nào trông thấy lý thiết trầm mặt xuống người rơi lại cười ha hả gã nói sao nào nhiều người như thế bố trí đông đảo như thế mà lại sợ hả một giây sau gã hét lớn bỏ hết súng xuống cho tao lý thiết nhìn người rơi bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó anh ấy vẫn nói với những người đứng sau lưng mình Bỏ hết súng xuống đi. Người rơi hài lòng gật đầu sau đó gã nói với Lý Thiết. Bây giờ thì chuẩn bị cho tao một con xe, để tao lái đi khoảng 30 phút, 30 phút sau tao sẽ thả con bé này ra. Lý Thiết lại không thể đáp ứng yêu cầu này của gã được, anh ấy lạnh lùng nhìn gã. Người rơi tức giận hét lên. Con mẹ nó mày điếc à thằng kia, còn không mau đi chuẩn bị xe đi. Không lẽ mày muốn nhìn thấy con bé này chết trước mặt mày hay sao? vẻ mặt Lý Thiết thay đổi chóng vánh, anh ấy cắn răng, lúc định lên tiếng đồng ý thì phía sau vọng tới những tiếng bước chân đầy mạnh mẽ. Thả con gái của tôi ra, đồng thời nói ra kẻ nào đã sai anh tới đây, tôi sẽ tha mạng cho anh. Huỳnh Nhân lạnh lùng bước tới, thản nhiên nhìn người rơi. Đứng từ xa, Huỳnh Nhân đã nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ người rơi rồi, anh chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Kiều Gia Nguyệt từng nói người đưa đoạn video 5 năm về trước cho đồng ý hành chính là người đàn ông đeo mặt nạ người rơi, mà người đàn ông này lại đến từ một tổ chức có tên là Võng Lượng. Tất cả đều là trùng hợp, nếu như là sát thủ của Võng Lượng vậy thì thà chết cũng phải giữ kín như bưng, cũng chỉ có người của tổ chức Võng Lượng mới bị gắn con chip bom ở trong đầu. Vậy thì người đàn ông đeo mặt nạ rơi bắt cóc tiểu như này có phải chính là kẻ đứng đằng sau không? Huỳnh Nhân, lại là mày à? Trông thấy Huỳnh Nhân, Người rơi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, tất nhiên gương mặt của gã được giấu dưới lớp mặt nạ nên sẽ không có ai nhìn thấy được. Họ chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo đến cùng cực của gã đang chăm chăm nhìn về phía huỳnh nhân mà thôi, giống như có thù hằn sâu đậm gì đó vậy. Thấy người rơi có thể nói chính xác tên của mình không sai một chữ như vậy, ánh mắt của huỳnh nhân hơi sững lại, có thể thấy rõ người này chính là người huỳnh nhân đã từng gặp khi trước. Nhưng mà huỳnh nhân gây thù chuốc oán quá nhiều hơn nữa trong mắt anh những kẻ địch này cũng chỉ là những tên tiểu tốt vô danh giống như con kiến mà thôi cũng không đáng được anh nhớ tới thế nên huỳnh nhân vẫn không biết sốt cuộc người rơi là ai nhưng mà huỳnh nhân không hề để tâm đến anh chỉ lạnh lùng nhìn gã rồi nói tôi không biết anh là ai thậm chí tôi cũng không có hứng thú muốn biết gương mặt của anh sau lớp mặt nạ kia tôi chỉ muốn cứu con gái của mình về thôi tôi nói được làm được trả lại con gái cho tôi tôi sẽ để cho anh được sống trong đôi mắt của người rơi toàn là thù hằn sâu đậm, gã chăm chăm nhìn vào huỳnh nhân rồi tức giận cười phá lên. Có phải mày nói ngược rồi đúng không, ở đây tao mới là người nắm quyền chủ động, tao cũng chẳng muốn sống từ lâu rồi nhưng mà con gái của mày mới 5 tuổi. Tuổi còn nhỏ như thế, mày đành lòng nhìn nó chết chỉ vì mày sao? Ánh mắt huỳnh nhân tối hẳn xuống, anh nói. Vậy anh muốn gì? Người rơi nhếch mép cười một cái, gã nói bằng cái giọng rất khó nghe bảo người của mày rời khỏi đây, hơn nữa phải chuẩn bị cho tao một chiếc xe, 30 phút sau tao ắt sẽ tự thả con gái của mày ra. Được, điều bất ngờ là Huỳnh Nhân lại đồng ý, thẳng thừng đồng ý, anh quay đầu lại nói với Lý Thiết. Cậu đưa người của mình đi trước, cũng bảo với cửu đại binh vương quay về đi, muộn lắm rồi các cậu cũng quay về nghỉ ngơi đi. Gương mặt Lý Thiết thay đổi, anh ấy nói. Nhưng mà, lòng chủ. Lý Thiết, Ý tốt của cậu tôi xin nhẫn nhưng mà nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi, cậu chỉ giúp tôi vây bắt hung thủ thôi, tôi sẽ tự mình giải quyết những việc còn lại. Huỳnh Nhân đứng chắp tay, anh thản nhiên nói. Tôi là ba của Tiểu Như, về tình về Lý tôi vẫn nên là người đi cứu con bé về. Giọng nói của Huỳnh Nhân rất bình tĩnh, hơn nữa còn mang theo sự uy nghiêm không được từ chối, Lý Thiết há miệng nhưng lại không nói được câu gì. Cuối cùng Lý Thiết vẫn lạnh lùng nhìn người rơi một cái sau đó không tình nguyện nói rút, cạch cạch. Những người khác lục tục thu súng về, sau đó họ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào người rơi. Kẻ đứng sau thở phào nhẹ nhõm sau đó cười khàn một tiếng. Thế này còn tạm được. Lý Thiết đưa người rời đi, lúc đi ngang qua người Huỳnh Nhân anh ấy còn khẽ nói. Long chủ, anh phải cẩn thận đấy. Huỳnh Nhân nở một nụ cười thản nhiên, anh cũng không nói gì. Ngay cả cửu đại trí tôn của thế giới cũng bị anh hạ gục, bọn bắt cóc này có là gì? rất nhanh tiểu đội đóng quân ở núi hổ quy đều đã rời đi hết cả ngọn núi hổ quy chỉ còn lại ba người là huỳnh nhân người rơi và tiểu như âm u mà yên tĩnh yên tĩnh đến đáng sợ bóng cây xung quanh lắc lư giống như bóng ma chập trần thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sói chu trầm thấp khiến cho đàn chim di trú phải hoảng sợ người rơi cảm thấy yên tâm hẳn khẩu súng vốn đang nhắm vào đầu của tiểu như nay lại nhắm thẳng vào huỳnh nhân ánh mắt lạnh lùng giọng điệu đáng sợ huỳnh nhân có thể mày đã quên tao là ai nhưng mà tao lại không sao quên được, tao đã khắc sâu tên của mày ở trên tường, mỗi sớm khi thức giấc tao đều lấy dao chọc mạnh vào đó, dùng cái này để tăng thêm thù hằn. Là mày đã hại tao trở thành dáng vẻ người không ra người ngợm không ra ngợm như bây giờ. Nguyện vọng lớn nhất của tao trước khi tao chết chính là tận mắt nhìn thấy mày xuống địa ngục. Nghe xong những lời oán giận của người rơi, Huỳnh Nhân vô cùng bình tĩnh, anh không có lấy một chút tức giận nào cả mà chỉ lắc đầu nói. Nếu như là tôi hại anh biến thành dáng vẻ như hiện tại vậy thì tôi sẽ không nói lời xin lỗi với anh. Anh coi tôi như là kẻ thù nhưng mà trong lòng tôi anh lại không có một chút ấn tượng nào cả. Anh là ai, tên là gì, những chuyện tôi đã từng làm với anh tôi hoàn toàn không để tâm đến. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không chết, người chết chính là anh. Đủ rồi. Những lời nói có thể giết chết người của Huỳnh Nhân đã chọc tức người rơi trong nháy mắt, đồng thời cũng trả đạp lên lòng tự tôn của gã xem ra mày vẫn chưa thấy rõ cục diện hiện tại của mình nhỉ người rơi nhìn chằm chằm huỳnh nhân bằng ánh mắt đầy thù hận gã thét lên đầy giận dữ chẳng phải là mày muốn cứu con gái của mình lắm sao được thôi vậy thì mày nhảy xuống đây đi nếu không tao sẽ giết chết con gái mày dù cho có thế nào thì hai ba con chúng mày không được đoàn tụ nhất định phải có một người phải chết huỳnh nhân lắc đầu anh nhìn gã bằng ánh mắt thương hại kẻ không nhìn rõ cục diện chính là anh một giây sau ánh mắt huỳnh nhân chợt lạnh, anh hô to lên. Lưu An, ra tay đi. Bộp, bên trong ngọn núi tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng rất nhỏ như những viên bi thủy tinh rơi trên mặt đất. Đồng tử của người rơi co rút lại, vẻ mặt gã thay đổi. Có kẻ đánh lén, chương 197, trăng mở tuyết trắng. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, người rơi đứng yên như hóa đá, không nhúc nhích. Không phải gã không muốn nhúc nhích, mà là không thể nhúc nhích như có một ma thuật nào đó khiến huyệt thái dương trái của gã xuất hiện một lỗ nhỏ dỉ máu. Sau đó, lỗ máu càng lúc càng to ra, máu tươi phun ra ảo ạt như dòng suối. Gã ngây ngốc nhìn Huỳnh Nhân đang đứng trước mặt, ánh mắt mang theo nỗi hoảng sợ lẫn không cam lòng. Huỳnh Nhân khẽ nhếch mép, lạnh lùng nhìn người rơi nói. Con gái của tôi đang ở trong tay anh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh giết chết. Tôi làm sao có thể không có dự phòng được dự phòng này chính là Lưu An. Huỳnh Nhân và Lưu An cùng nhau lên núi Hổ Quy, nhưng cuối cùng khi đến đỉnh núi chỉ còn một mình Huỳnh Nhân. Còn Lưu An đâu? Cô ta đã làm theo lời Huỳnh Nhân, dùng tốc độ nhanh nhất phòng đến đầu kia của vách núi để mai phục sẵn. Cô ta đeo trên lưng một khẩu súng bắn tỉa 98K sản xuất đặc biệt và một ống ngắm gấp 8 lần. Cô ta nằm trên một tảng đá chân nhẵn, từ đầu đã nhắm sẵn nòng súng vào đầu của người rơi. Trước khi Lưu An, rửa tay gác kiếm, vốn là nữ sát thủ khắp thế giới ai nghe đến tên cũng sợ chết khiếp. Mấy chuyện bắn tỉa tầm thường này không đáng nhắc tới. Kết quả cuối cùng, cũng là một viên đạn xuyên thẳng qua đầu của người rơi. Máu chảy càng lúc càng nhiều, đồng tử của người rơi giãn ra, bịch một tiếng, hụt xuống đất nhưng vẫn chưa chết. Vào những giây cuối cùng của cuộc đời, người rơi đột nhiên dùng sức ném tiểu như trên tay xuống vách núi. Gã có thể chết, nhưng trước khi chết, gã nhất định phải giết chết tiểu như tuy nhiên ngay khi gã ném tiểu như xuống vách núi một bóng đen cũng không hề do dự mà nhảy xuống theo ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt cương nghị vào khoảnh khắc người rơi trúng đạn huỳnh nhân đã đoán được hành động tiếp theo của anh ta nên đã nhảy xuống thiếu chủ ở bên kia vách núi lưu an vội vàng buông khẩu súng bắn tỉa trên tay hét lên trong tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này người rơi cũng cho rằng rằng huỳnh nhân chắc chắn sẽ chết thỏa mãn nhắm mắt lại. Bang! Nhưng chỉ vài giây sau khi anh ta chết, một bàn tay đã nắm chặt lấy thành đá của vách núi. Một tay huỳnh nhân bám lên dìa vách núi, tay kia ôm lấy tiểu như đang ngủ say vào lòng. Đặt toàn bộ trọng lượng của cả hai lên tay trái. Lúc sau, dồn hết sức lên tay trái rồi nhún người nhảy lên khỏi vách núi. Vừa nhảy lên vách núi, huỳnh nhân nằm trên mặt đất thở dốc, nhưng nhìn thấy tiểu như vẫn đang ngủ say trong lòng, gương mặt sắc bén như dao hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Lưu An ở vách núi bên kia nhìn thấy thế cũng vui mừng đến bật khóc. Cả người nhẹ hẫng ngồi phịch xuống đất. Khoảnh khắc thiếu chủ rơi xuống vách núi vừa rồi thật sự đã rút sạch toàn bộ sức lực trong người cô ta. May mà cha con đều bình an. Lưu An quay trở lại bên cạnh huỳnh nhân. Lúc này anh đã hồi phục sức lực, nhìn xác của người rơi, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn xem dưới lớp mặt nạ này là khuôn mặt như thế nào. Nói xong, huỳnh nhân bước đến bên cạnh xác của người rơi, cởi bỏ mặt nạ trên mặt anh ta xuống. Mặt nạ vừa rơi ra, huỳnh nhân lập tức biến sắc, ánh mắt lại trở nên nặng nề, là anh ta. Dưới lớp mặt nạ là một gương mặt chẳng chịt sẹo, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra đường nét khuôn mặt. Vào ngày cưới của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết từng có một chuẩn úy tên là Phạm Gia đã ra mặt cho Thiều Hải Hà. Về sau đã bị Lý Thiết Tước quân hàm, đuổi ra khỏi quân đội sau đó thật lâu cũng không gặp lại gã. Dần dần huỳnh nhân cũng quên mất con người này, thật không ngờ gã lại chính là người rơi. Anh ta chính là người rơi, người đã quay đoạn phim 5 năm trước. Ánh mắt huỳnh nhân lóe lên, lẩm bẩm một mình. Ngay sau đó, anh đã phủ nhận phỏng đoán này. Gã chỉ là một người bình thường, sao có thể là thành viên của tổ chức phóng lượng. Thiếu chủ, anh xem này. Lưu An đột nhiên trừng mắt, tay thô bạo xé rách quần áo trên người tiết cương đập vào mắt là một con rơi cực to đen nhánh phần thịt trên ngực gã bị đen một mảng không khó để suy đoán rằng có người đã cố tình dùng mỏ hàn nung nóng ấn lên huỳnh nhân khẽ nheo mắt lại một tia nguy hiểm xẹt qua thiếu chủ xem ra hình con rơi này chính là một ký hiệu của tổ chức võng lượng lưu an trầm giọng huỳnh nhân gật đầu không nói gì anh đã từng giao đấu vài lần với sát thủ của võng lượng trên người của tất cả sát thủ võng lượng đều có ký hiệu có điều là mấy năm trước ký hiệu trên người sát thủ đều là bò cạp còn lần này lại là rơi xem ra võng lượng rất thích dùng ngũ độc làm ký hiệu huỳnh nhân lẩm bẩm nhưng dù trên người phạm gia có dấu hiệu hình rơi và mang mặt nạ con rơi huỳnh nhân vẫn không nghĩ rằng phạm gia có liên quan đến tổ chức võng lượng từ những lời nói vừa rồi của phạm gia cho thấy gã đã không may bị tổ chức võng lượng bắt được hơn nữa còn bị tra tấn đến không ra hình người cả mặt và thanh quản đều bị hủy hoại sở dĩ đeo mặt nạ hình rơi chỉ để làm thế thân, khiến tầm nhìn bị lẫn lộn mà thôi. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lưu An đứng dậy, hỏi. Đừng lo lắng, mặc dù tôi vẫn chưa xác định được tổ chức phóng lượng này rốt cuộc muốn dở cho gì, nhưng tôi có thể khẳng định người của chúng vẫn còn ở thành phố Minh Châu. Chỉ cần bọn chúng vẫn còn ở thành phố này thì tôi có cách lôi chúng ra. Khi nói, mắt Huỳnh nhân ánh lên một tia lạnh lùng. Lưu An gật đầu, sau khi chôn xác phạm ra liền cùng huỳnh nhân biến mất. 10 phút sau, tiểu như mơ màng tỉnh lại. Cô nhóc này hoàn toàn không biết mình vừa bị bắt cóc, suýt nữa thì mất mạng. Cô bé rụi rụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Mình đang ở đâu? Sau đó, cô bé lập tức nhìn thấy Huỳnh Nhân và Lưu An ở bên cạnh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên. Ba, còn có gì Lưu An nữa, sao hai người lại ở đây? Vẻ uy nghiêm trên mặt Huỳnh Nhân đã tan biến đâu mất, anh dịu dàng nhìn tiểu như cười tiểu như chơi cả ngày mệt quá nên ngủ thiếp đi ba đến đón con về nhà thật vậy sao tiểu như không nghi ngờ gì càng cười vui vẻ vậy chúng ta cùng nhau về nhà đi được huỳnh nhân xoa đầu tiểu như tảng đá nặng trong lòng cũng được thả xuống núi hố quy lại trở về vẻ tĩnh lặng tiếng cú kêu từng hồi trong đêm như thể ma quỷ xột xoạt. rất lâu sau khi huỳnh nhân và lưu an rời khỏi một góc rừng cây rung lên rồi hiện ra một bóng đàn ông toàn thân mặc đồ đen. Anh ta nhìn xác của Phạm Gia, ánh mắt lạnh lùng chẳng có chút sao động. Như thể lần thất bại này chẳng đáng là gì. Ngay khi chuẩn bị rời đi, anh ta hơi ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được điều gì đó. Núi cao trăng tròn, phía trước xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc đồ da màu đen bó sát đang bước đến. Tóc đen, mắt đen, cô nàng bình thản nhìn anh ta. Người áo đen cau mày lại, anh ta cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh tỏa ra từ trên người của cô gái này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không nói nhiều lời, cùng lúc ra đòn. Ken, trên tay cả hai đều mang một thanh đao ngắn sắc bén, dưới ánh trăng tròn vung tay chém xuống. Phụt, máu bắn tung tóe, máu thịt bay tứ tung. Chương 198, vị khách không mời. Tiểu Như không hề biết gì về việc mình bị bắt cóc trên đường về cứ luôn miệng kể chuyện buổi sáng đi công viên giải trí với liễu thụy hoa trông thấy con gái không bị ảnh hưởng gì huỳnh nhân cũng thở phào nhẹ nhõm điều anh sợ nhất trong vụ bắt cóc lần này chính là tiểu như bị ám ảnh suốt đời lưu an lái xe rất nhanh đã đến tử viên liễu phi tuyết và liễu thụy hoa ngồi trên ghế sofa không nói một lời vẻ mặt đầy lo lắng phi tuyết anh về rồi đây huỳnh nhân vừa đẩy cửa ra vừa nói nghe thấy giọng của huỳnh nhân Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa theo phản xạ lập tức đứng lên, lo lắng hỏi. Tiểu Như đâu, Tiểu Như thế nào rồi? Huỳnh Nhân vẫy tay, Tiểu Như nhảy nhót chạy vào có vẻ vẫn chơi chưa đã. Cô bé mỉm cười ngọt ngào thưa. Mẹ, gì nhỏ? Tiểu Như. Thấy Tiểu Như không hề hấn gì, Liễu Phi Tuyết và Liễu Thụy Hoa lập tức kích động chạy đến trước mặt Tiểu Như, bế Tiểu Như lên, lo lắng kiểm tra. Tiểu Như, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Tiểu Như ngẩn ra. Mẹ, mẹ sao vậy? Con đâu có chuyện gì? Xác định trên người Tiểu Như không có bất kỳ vết thương nào, tâm lý cũng không bị ảnh hưởng, Liễu Phi Tuyết mới yên tâm. Cô ôm chặt Tiểu Như, hai mắt nhắm nghiền. Thật tốt quá, con không sao cả, mẹ lo lắng chết đi được. Liễu Thụy Hoa nhìn thấy Tiểu Như bình an vô sự, vui mừng đến bật khóc. Nhìn ánh mắt của Huỳnh Nhân, trong lòng cô ấy thấy ái náy vô cùng. Anh rể, xin lỗi, em, Huỳnh Nhân xua tay. Không cần nói gì cả, chuyện cũng đã qua rồi, quan trọng nhất là tiểu như không sao. Môi liếu thụy hoa mấp máy, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cũng không biết do mừng quá hay là tự trách bản thân mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống như mưa. Liễu Phi Tuyết thấy thế, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy. Được rồi, em đừng tự trách nữa, chuyện này cũng không trách em được. Cảm ơn chị, anh rể liễu thụy hoa vừa nói cảm ơn xong thì càng khóc to hơn trong lòng vô cùng tự trách tiểu như bị người ta bắt đi cũng do bản thân không trông nom cẩn thận nếu không có anh rể cô ấy đã gây ra tội lỗi cả đời cũng không thể tha thứ thế mà cả chị và anh rể cũng đều không trách cứ gì cô ấy còn mình thì lại nảy sinh ý đồ tranh anh rể với chị gái điều này khiến trong lòng liễu thụy hoa ái náy không thôi chơi cả ngày nên tiểu như ngủ rất nhanh chờ con gái ngủ say liễu phi tuyết mới nhìn huỳnh nhân nói cảm ơn hôm nay thật là cảm ơn anh nếu không nhờ anh em cũng không biết sau này phải sống thế nào không chờ liễu phi tuyết nói xong huỳnh nhân đã nhẹ nhàng che miệng cô lắc đầu nói hai người một người là vợ một người là con gái anh em và con là hai người quan trọng nhất đối với anh anh sẵn sàng vì hai người làm bất cứ chuyện gì mắt liễu phi tuyết đỏ hoe mở miệng nhưng không nói được lời nào Cô không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, trong lòng rõ ràng rất cảm ơn Huỳnh Nhân, nhưng không biết làm thế nào để anh hiểu. Cuối cùng đành chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc Liễu Phi Tuyết đi vào nhà vệ sinh, Tiểu Như đang nhắm mắt bỗng nhiên lại mở mắt ra, tinh nghịch nháy mắt với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân kinh ngạc, thì ra con chưa ngủ à? Tiểu Như lắc đầu, ngoan ngoãn nói. Ba mẹ không ngủ thì con không ngủ được. Huỳnh Nhân vui vẻ bế thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Như đặt lên đùi mình. Cô nhóc vẻ mặt gian manh nhìn về hướng nhà vệ sinh. Giọng non nớt nói với Huỳnh Nhân. Hiện giờ mẹ vẫn còn sợ hãi, ba phải làm cho mẹ cười đi. Huỳnh Nhân sửng sốt, rồi cười khổ não. Ba phải làm sao mẹ mới cười. Rất đơn giản, ba chỉ cần nắm tay mẹ gọi là bà xã, vậy là được rồi. Huỳnh Nhân trợn tròn mắt nhìn tiểu như, nghĩ thầm con gái chỉ mới 5 tuổi sao lại hiểu rõ những chuyện về mặt này anh chợt nhớ đến lời của Liễu Thụy Hoa trong lòng thầm sửng sốt. Chẳng lẽ thật sự là di truyền kép? Lúc này, Liễu Phi Tuyết đã đi ra, nhưng vẫn còn đang chìm trong nội ám ảnh tiểu như suýt nữa thì xảy ra chuyện, nên hai mắt vẫn còn đỏ. Bà xã, Huỳnh Nhân bỗng nhiên đến trước mặt Liễu Phi Tuyết, hơi ngượng ngùng gọi. Bà xã, cách xưng hô thân mật như vậy, dù là Huỳnh Nhân cũng cảm thấy hơi xấu hổ và thấp thỏm. Liễu Phi Tuyết càng kinh ngạc đến tròn xoe mắt sửng sốt một lúc mới đỏ mặt trách anh anh gọi linh tinh gì vậy để tiểu như nghe được thì phải làm sao tiểu như chùm chăm lên đầu nhắm mắt nói tiểu như ngủ rồi không nghe được gì hết liễu phi tuyết ngơ ngác nhìn tiểu như đang trốn trong chăn lúc này mới nhận ra đây là kế hoạch của tiểu như cô liền giả vờ tức giận nói hay quá nhỉ trễ vậy rồi vẫn chưa ngủ xem ra mẹ không đánh mông con là không được tiểu như lập tức quấn chăn lăn đến sau lưng huỳnh nhân cười khanh khách nói. Con không sợ, con có ba, ba sẽ bảo vệ con. Liễu Phi Tuyết mỉm cười, leo lên giường ôm lấy tiểu như mà cù cô bé. Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ đùa giỡn với nhau, Huỳnh Nhân cũng mỉm cười nhưng trong lòng càng thêm kiên quyết. Cho dù mất đi tất cả, cho dù đối đầu với cả thiên hạ, cũng phải bảo vệ nụ cười của họ. Đùa giỡn một hồi, Liễu Phi Tuyết và Tiểu Như phải đi ngủ rồi, Huỳnh Nhân cũng định đi nằm. Tuy nhiên, vừa rửa mặt xong thì nghe thấy dưới lầu có tiếng chuông cửa, đinh rong. Huỳnh nhân nghi hoặc, đã chế thế này lại còn ai đến nữa. Liễu phi tuyết luôn đi về một mình, hơn nữa các căn biệt thự trong tử viên đều cách nhau khá xa, nên không thể nào là hàng xóm. Liễu phi tuyết đang định xuống lầu mở cửa thì Huỳnh nhân đã ngăn cô lại. Để anh đi cho. Nói xong, anh từ từ bước xuống cầu thang. Anh không lập tức đi mở cửa, mà liếc nhìn camera. Trước cổng không có ai thấy thế đôi mắt huỳnh nhân hơi nheo lại đêm nay đã có quá nhiều chuyện ly kỳ anh không thể không lưu ý ánh mắt sắc bén cả người căng chặt anh hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở cửa khoảnh khắc vừa mở cửa một bóng đen lao thẳng về phía huỳnh nhân đi chết đi huỳnh nhân còn tưởng rằng lại có sát thủ muốn hại gia đình mình nên ánh mắt ngập tràn sát khí vừa định ra tay thì một mùi hương tao nhã quen thuộc bay vào mũi ngay sau đó một người phụ nữ mặc quần áo bó sát màu đen đã nằm gọn trong lòng. Hai mắt cô ấy nhắm chặt, yếu ớt nằm trong vòng tay của Huỳnh Nhân, dường như xem Huỳnh Nhân là bến đỗ cuối cùng. Huỳnh Nhân sửng sốt tức thì, nhưng điều khiến anh sửng sốt không phải là có phụ nữ nhào vào lòng anh, mà là trên người cô gái mặc đồ da bó sát này dính đầy máu. Cả người từ trên xuống dưới có mười mấy vết thương do đau gây ra, máu vẫn đang chảy. Huỳnh Nhân lật cô gái lại, vừa nhìn rõ khuôn mặt thì như bị sét đánh, khiếp sợ không thôi. Cẩn Mai, chương 199, cuối cùng cũng gặp Cẩn Mai. Huỳnh Nhân chưa bao giờ nghĩ tới người gõ cửa nhà anh lại là Phùng Cẩn Mai. Kể từ khi anh Vinh Quang lui về sau, anh đã biết sẽ có một ngày mình gặp lại Phùng Cẩn Mai. Anh cũng đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp mặt Phùng Cẩn Mai, nhưng không ngờ lại là trong tình huống như thế này. Phùng Cẩn Mai toàn thân đầy máu, hơi thở suy yếu nằm trong ngực anh máu tươi vẫn tí tách nhỏ xuống trong đêm yên tĩnh nghe vô cùng chói tai khiến huỳnh nhân lập tức trợn to mắt cũng giống như quá khứ đớn đau mà anh đã cố gắng khóa kỹ vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình đó là lần đầu tiên anh giao chiến với võng lượng mưa to không ngớt bầu trời u ám lúc lão đại của anh bị bắt đi không rõ sống chết phùng cẩn mai khóc đến mức ngất xỉu anh cũng bị hận thù che mờ đôi mắt mà đánh giết tới mức phát cuồng ngày đó nước mưa cũng trở thành màu máu Bây giờ, anh chờ mắt nhìn Phùng Cẩn Mai suy yếu nằm trong ngực mình, cả người anh bỗng nhiên run lên, trong lòng rõ ràng đang sợ hãi. Anh cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy người mà mình quan tâm rời bỏ mình. Tôi biết là cậu sẽ mở cửa. Phùng Cẩn Mai dựa vào lòng ngực Huỳnh Nhân, cô ấy khẽ mở to mắt nhìn anh một cái, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười miễn cưỡng. Tình trạng vết thương của cô ấy đã nghiêm trọng đến mức mỉm cười một cái thôi cũng sẽ làm rách miệng vết thương máu tươi trên người cô ấy rơi xuống từng giọt nhuộm đỏ quần áo trên người huỳnh nhân chị đừng nói gì huỳnh nhân lấy lại tinh thần anh không nhiều lời chỉ là sắc mặt trầm xuống nói tôi băng bó cho chị nhưng phùng cần mai lại lắc đầu từ chú ý tốt của huỳnh nhân cậu quên rồi à y thuật của cậu là do tôi dạy tôi tự biết tổn thương trên người mình nghiêm trọng đến mức nào là ai làm chị bị thương huỳnh nhân hỏi với giọng nặng nề Ánh mắt của anh dần tối đi, da thịt trên mặt kịch liệt run rẩy. Trong lòng Huỳnh Nhân có một luồng oán giận kích động ngập trời. Cậu cũng biết đó. Phùng Cẩn mai nằm trong ngực Huỳnh Nhân, cô ấy nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó nói: Phóng lượng." Hai chữ này làm cho nét mặt Huỳnh Nhân thay đổi rõ rệt, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, ý muốn giết chóc trong mắt anh càng sâu hơn. Bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng không khí xung quanh lại trở nên đông cứng lại không phải huỳnh nhân không có điểm yếu, chỉ cần là người thì đều có điểm yếu. Điểm yếu của huỳnh nhân chính là quá quan tâm đến người bên cạnh. Mà những người quan trọng nhất chính là Liễu Phi Tuyết, Tiểu Như và Phùng Cần Mai. Liễu Phi Tuyết và Tiểu Như là vợ và con gái của anh, Phùng Cần Mai lại là chiến hữu của anh, là người mà anh có thể giao phó mạng sống của mình cho họ. Còn có một chuyện huỳnh nhân vẫn luôn không dám thừa nhận, ai cũng có mối tình đầu và mối tình đầu của huỳnh nhân là Phùng Cần Mai. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên anh gặp khi vào quân doanh, cũng là người đầu tiên đánh dụng một cái răng của Huỳnh Nhân, chiếc răng này đến nay anh vẫn còn giữ nguyên vẹn. Nhưng mà Huỳnh Nhân không ngây thơ mà chọc thủng lớp giấy mỏng này, từ trước đến nay anh đều duy trì quan hệ không xa không gần với Phùng Cẩn Mai, cũng xem như thêm chút gia vị cho cuộc sống quân hành buồn tẻ. Mặc dù Phùng Cẩn Mai nhanh chóng trở thành bạn gái của lão đại Giang Kiệt, mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước, nhưng Huỳnh Nhân không hề thấy tiếc nuối như vậy rất tốt đối với huỳnh nhân mà nói phùng cần mai là một sự tồn tại đặc biệt nhất là sau khi lão đại giang kiệt không rõ tung tích thì loại cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ cho nên anh không cho phép phùng cần mai xảy ra chuyện không may nếu không anh sẽ ân hận cả đời anh đỡ phùng cần mai vào nhà đặt cô ấy nằm trên ghế sofa rồi đi lấy băng gạc vào một cái nhíp anh nhìn khóa kéo áo ra trên người phùng cần mai ánh mắt nghiêm túc hỏi có thể chứ Phùng Cẩn Mai im lặng một hồi lâu, chợt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Huỳnh Nhân một chút. Cậu cứ làm đi. Huỳnh Nhân không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng kéo dây kéo màu trắng trên chiếc áo da, làm lộ ra da, da thịt mềm mại phía sau lưng. Vết dao trải rộng khắp nơi, máu me bê bết, thậm chí máu thịt ở hai mặt vết thương còn tràn sang cả hai bên. Không khó để đoán ra Phùng Cẩn Mai và đám người võng lượng đã xảy ra một trận chiến kịch liệt. Có thể sẽ đau nên chị dáng nhịn một chút huỳnh nhân nói xong anh cầm cây nhíp đưa vào trong vết thương nhẹ nhàng khều ra phần thịt đã hư thối nát vụn anh lại lấy bông chấm cồn sau đó nhẹ nhàng lau sạch miệng vết thương của phùng cẩn mai toàn bộ quá trình vô cùng đau đớn phùng cẩn mai cắn chặt tấm vải trắng cả người run rẩy băng bó miệng vết thương xong cả người phùng cẩn mai ướt đẫm mồ hôi giống như vừa được vớt từ dưới nước lên huỳnh nhân ngồi bên cạnh phùng cẩn mai anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy Người xưa gặp lại nên anh có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng dù có nghìn lời muốn nói cũng không thể nói nên lời. Cuối cùng là Phùng Cẩn Mai lên tiếng trước. Cô ấy nhìn Huỳnh Nhân và nói. Từ lâu tôi đã biết tung tích của cậu, nhưng do tôi luôn đi tìm võng lượng nên không đi gặp cậu. Tôi biết. Huỳnh Nhân cười khổ một tiếng rồi nói. Tôi còn muốn nói cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cứu cô bé kia. Phùng Cẩn Mai biết rõ Huỳnh Nhân nói đến Liễu Thụy Hoa, cô ấy lắc đầu nói không cần khách sáo. Huỳnh Nhân hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất. Sao chị lại đánh nhau với bọn võng lượng vậy? Phùng Cẩn Mai nói. Tôi như là hổ về núi, cho dù cậu không cho Lưu An Mai phục thì nhất định tôi cũng sẽ một dao giết tên đàn ông kia. Nhưng mà gã ta cũng không phải người đứng sau màn gây chuyện, nếu chỉ dựa vào một mình gã thì không có cách nào hoàn thành những chuyện này. Phùng Cần Mai đổi đề tài câu chuyện. Sau khi cậu cứu con gái cậu trở về, ở trong núi còn có một người ẩn nấp, đó mới là người của Võng Lượng. Ánh mắt huỳnh nhân lạnh đi, chỉ có biết hắn là ai không. Phùng Cẩn Mai lắc đầu rồi nói: "Tôi không biết, nhưng có thể khẳng định là Võng Lượng vẫn đi khắp nơi bắt người để tiến hành một thí nghiệm nào đó. Hơn nữa người đã chết dưới dao của tôi có thể là người thi hành của Võng Lượng." Người thi hành ư? Ừ, ánh mắt huỳnh nhân lập tức trở nên kinh ngạc, đây là lần đầu anh nghe loại tên gọi này. Sau khi trở lại Minh Châu, anh vẫn để lưu an âm thầm điều tra tin tức của võng lượng thế nhưng không có kết quả gì ngược lại phùng cần mai vẫn luôn âm thầm điều tra lại tra được một số dấu vết để lại đúng vậy phùng cần mai trịnh trọng gật đầu người thi hành tổng cộng chia ra từ một sao đến năm sao năm sao cao nhất một sao thấp nhất người tôi giết chỉ là một người thi hành một sao cấp thấp nhất huỳnh nhân im lặng một hồi lâu cảm giác đề phòng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt cho dù nói thế nào đi nữa thì biết chị an toàn là tin tức tốt nhất. Sau một hồi im lặng, Huỳnh Nhân đột nhiên nở nụ cười nói với Phùng Cẩn Mai. Phùng Cẩn Mai cũng mỉm cười theo, bầu không khí lại một lần nữa trở nên im ắng vi diệu, bỗng nhiên cô ấy nhìn Huỳnh Nhân và nói. Nghe nói cậu kết hôn rồi à? Trái tim Huỳnh Nhân có rút dữ dội, tuy nhiên anh vẫn cười gượng gật gật đầu. Vâng, Phùng Cẩn Mai cúi đầu xuống, sau đó lộ ra nụ cười, cô ấy nói tôi nhờ cô gái nhỏ kia truyền lời cho cậu một câu nhưng xem ra cô ấy chưa nói lời này tôi vẫn phải tự nói thôi chúc mừng cậu nhé huỳnh nhân nghe được bốn chữ này bao hàm rất nhiều cảm xúc thế nhưng anh chỉ có thể nói ra hai từ nhạt nhẽo cảm ơn phùng cần mai nhìn bức ảnh kết hôn treo thật cao trên tường nghiêm túc nói cô ấy rất xinh đẹp cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt tất nhiên rồi huỳnh nhân cười gượng gạo trả lời Phùng Cẩn Mai im lặng không nói, Huỳnh Nhân cũng không lên tiếng. Đúng lúc này trên bậc thang vang lên một loạt tiếng bước chân rất khẽ. Liễu Phi Tuyết từ trên lầu đi xuống hỏi. Có khách tới nhà à? Lúc cô nói chuyện, ánh mắt cô nhìn về phía Phùng Cẩn Mai bên cạnh Huỳnh Nhân. hai 200, ai là hung thủ? Trong lòng Huỳnh Nhân rất sốt ruột, Phùng Cẩn Mai bị thương nặng như vậy, anh nghĩ sau khi băng bó xong sẽ nói chuyện này với Liễu Phi Tuyết. Tuy nhiên, chưa đợi anh nói với Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết đã đi xuống trước. Xin chào, tôi là vợ của Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết. Phùng Cẩn Mai. Phùng Cẩn Mai tích chữ như vàng, nói ngắn gọn ra tên của mình. Thấy đối phương không nồng nhiệt, Liễu Phi Tuyết cũng chẳng khách sáo nữa, cô thản nhiên hỏi. Chị bị thương à? Chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Giọng nói của Phùng Cẩn Mai âm trầm, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, gây thêm phiền phức cho cô rồi, tôi sẽ đi ngay. Nói xong, cô ấy cố chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, đứng dậy bước ra cửa. Huỳnh Nhân không đành lòng, lúc anh đang định mở miệng, ánh mắt Liễu Phi Tuyết lại trở nên bình thản. Đợi đã, Phùng Cẩn Mai quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Liễu Phi Tuyết. Chỉ thấy vẻ mặt cô tức giận, nhẹ nhàng trách móc. Chị bị thương nặng như vậy còn đi được à? Sao lại không được? Phùng Cẩn Mai nhướng mày, hỏi ngược lại vào với tôi đi. Liễu Phi Tuyết nhìn cô ấy một cái, xoay người đi về phía một gian phòng khách. Thế nhưng, Phùng Cẩn Mai cũng không đi, cô ấy đứng nguyên tại chỗ. Không cần đâu, tôi đến nói với Huỳnh Nhân một vài tin tức. Bây giờ đã nói xong, tôi cũng nên đi rồi. Trong mắt Liễu Phi Tuyết hiện lên vẻ lạnh lùng, cô lạnh nhạt nói. Tôi nghĩ chị đã hiểu lầm gì đó, tôi không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ ý tốt thôi giọng nói lạnh lẽo mang theo mệnh lệnh mạnh mẽ, nhưng sắc mặt Phùng Cẩn Mai lại thay đổi, sau đó rơi vào im lặng. Lúc này, Huỳnh Nhân cũng nói, vẫn nên ở lại đi, cho dù Phi Tuyết không nói, tôi cũng sẽ giữ chị lại. Phùng Cẩn Mai khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy được rồi, cảm ơn. Liễu Phi Tuyết không nói thêm gì nữa, cô đưa Phùng Cẩn Mai đến một phòng khách. Lúc này đêm đã khuya, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết lại trở về phòng phi tuyết anh huỳnh nhân luôn cảm thấy ái náy trong lòng ánh mắt phức tạp muốn giải thích với liễu phi tuyết liễu phi tuyết lại nhìn anh một cái cô bình tĩnh nói chị ấy là chị dâu của anh đúng không đúng thế huỳnh nhân nhìn liễu phi tuyết bằng ánh mắt khó hiểu anh không hiểu sao cô lại hỏi đến vấn đề này liễu phi tuyết mỉm cười đầy ẩn ý chị dâu của anh rất đẹp huỳnh nhân như gặp phải đại địch trong lòng càng thêm thấp thỏm anh lặng lẽ bò lên giường cẩn thận nằm ngủ. Anh biết, chắc chắn Liễu Phi Tuyết đã nhận ra điều gì đó. Sau khi chật vật rời khỏi tháp Minh Châu, Đồng Ý Hành cũng không trở về nhà họ Đồng mà một mình đến quán ba nhỏ đứng tên anh ta uống rượu giải sầu đến tận nửa đêm. Rượu đắng chảy vào cổ họng, Đồng Ý Hành chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dưới tác dụng của cồn, cả khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo. Anh ta đã lớn đến từng này cũng chưa từng bị ai uy hiếp như thế nhất là suýt chút nữa đã bị ném xuống tháp Minh Châu, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi như trước. Cạch, một ly vào bụng, anh ta đập mạnh xuống mặt bàn, chiếc ly pha lê lập tức vỡ tan. Huỳnh nhân, liễu phi tuyết, tôi muốn các người không được chết tử tế. Sắc mặt đồng ý hành tái xanh, ánh mắt sắc bén. Bên trong quán rượu nhỏ không người vang vọng lời nguyền rủa cay độc, đáng sợ của anh ta. Nhìn thời gian cũng đã rất muộn, anh ta vội đứng dậy, định trở về nhà họ đồng. Kết, một chiếc Land Rover Range Rover cực lớn đậu trước cửa quán bar Thẩm Thanh Vân vội xuống xe, đi đến trước mặt đồng ý hành. Ý hành, đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn xảy ra chuyện gì chứ? Đồng ý hành u ám nói. Hôm nay có thể nói chính là ngày đại hung của anh ta. Hạng mục xây thành đã nắm chắc phần thắng trong tay lại bị cướp mất thì cũng thôi, còn suýt chút chút bị huỳnh nhân ném khỏi tháp Minh Châu nhưng chỉ thấy thẩm thanh vân nghiêm túc nói chiếc xe mà liễu phi tuyết và huỳnh nhân lái được tìm thấy ở vùng ngoại thành nó bị đâm đến biến dạng thành một đống sắt vụn rồi cái gì bọn họ gặp tai nạn xe lời nói của thẩm thanh vân giống như một tiếng sấm lập tức xua tan cơn say tránh choáng của đồng ý hành anh ta trợn to hai mắt đúng vậy thẩm thanh vân gật đầu với vẻ mặt âm trầm ha 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 tốt lắm đồng ý hành đột nhiên bật cười một cách hung tợn không để bọn họ bàn giao hạng mục xây thành, cho tên phế vật dám ném tôi khỏi tháp Minh Châu. Thế nhưng, Thẩm Thanh Vân lại không cười, anh ta mặt không đổi sắc nói, cảnh sát sẽ điều tra rõ chuyện này, trên cơ bản đã loại trừ khả năng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là do con người gây ra. Vậy thì sao? Đồng Ý Hành còn đang chìm đắm trong niềm vui huỳnh nhân và Liễu Phi Tuyết xảy ra tai nạn xe cộ, anh ta vẫn cười to. Thế nhưng cười rồi cười, sau đó anh ta không cười nổi nữa thay vào đó là một nỗi sợ hãi sâu sắc kéo tới. Các người nghi ngờ là tôi làm. Không phải chúng tôi, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ nghi ngờ anh. Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói. Anh vừa mới kết mối thù không thể hóa giải với Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết. Anh không chỉ dùng đoạn video 5 năm trước để ép cô ấy quỳ xuống, còn muốn trắng trợn cướp hạng mục xây thành của tập đoàn Lệ Tinh. Trên đường trở về, bọn họ lập tức gặp tai nạn xe cộ. Anh cảm thấy chuyện này là trùng hợp sao? dừng một chút, thẩm thanh vân lại nói. Hơn nữa, tôi đã nhờ người hỏi chuyện, bọn họ tìm một tài xế riêng, người tài xế đó lái xe quá tốc độ, cuối cùng bị một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều đâm vào mấy lần. Nhưng làm sao có thể chứng minh chuyện này là do tôi làm? Sắc mặt đồng ý hành âm u đến mức có thể vặn ra nước. Mình vậy mà lại vô tình đội nổi chịu oan thay người ta. Không chỉ anh, ngay cả tôi cũng bị xếp vào danh sách tình nghi thẩm thanh vân thấp giọng nói lần này chúng ta đều bị người ta cố ý lợi dụng anh nghĩ chuyện này là ai làm trong mắt đồng ý hành lướt qua một tia lạnh lẽo anh ta đột nhiên hỏi thẩm thanh vân chợt thở dài sâu xa đất minh châu này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn tìm tới tìm lui cũng chỉ có mấy người chúng ta hôm nay trong tứ đại hào môn ở minh châu có ai là chưa ra trận sắc mặt đồng ý hành cũng trở nên âm u anh ta nói ra tên một người nhan thanh thi nhà họ nhan còn một người nữa thẩm thanh vân nói nhà họ thiều thiều gia nguyệt ngoặc kép ngoặc kép cùng lúc đó ở tòa nhà thiều thị ánh mắt thiều gia nguyệt khóa chặt vào người đàn ông đẹp trai đang ngồi trước mặt cô ta người đàn ông đẹp trai đó cũng ít mắt đánh giá thiều gia nguyệt mười mấy khẩu súng ở xung quanh đang nhắm vào đầu thiều gia nguyệt và thiều nghiêm thiều nghiêm sợ đến nỗi hai chân run rẩy nếu không phải bên cạnh có chị họ làm chỗ dựa, anh ta đã ngất đi từ lâu. Thiều Gia Nguyệt lạnh lùng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, lạnh giọng chất vấn. "Liễu Bá Lai, like, anh có ý gì?" "Không có gì, anh chỉ muốn nhắc nhở em một câu." Trong mắt Liễu Bá Lai like lóe lên một tia lạnh lẽo. "Anh muốn em đối phó với em họ của anh, chứ không bảo em uy hiếp đến tính mạng của nó." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 200.